Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1461. Một nhân tâm không thể loạn, đội ngũ không thể tán. Trử Vận Phong cũng không mời Vương Tử Quân đến địa điểm được Ủy ban tỉnh xác định dùng để chiêu đãi là khách sạn Nam Giang, chỉ là một nhà hàng không quá lớn nhưng chủ yếu bán các món ăn đặc sản của thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân dựa theo chỉ dẫn của Chủ tịch Trử Vận Phong mà đi đến nhà hàng mang hương vị Lâm Hồ. Lúc này thư ký Xà Tiểu Cường của Trử Vận Phong đã chờ sẵn bên ngoài. Xà Tiểu Cường tuy vẫn sạch sẽ lịch sự như trước, thế nhưng bây giờ lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ chán chường. Trước kia Xà Tiểu Cường là người duy nhất có thể đứng sóng vai với Khuất Chấn Hưng, thậm chí lời nói của Xà Tiểu Cường còn có uy lực hơn cả Khuất Chấn Hưng, nhưng bây giờ hắn căn bản rơi xuống tình cảnh phượng hoàng trụi lông không bằng gà. Trưởng phòng Vương, mời ngài đi bên này. Tất cả biểu hiện của Xà Tiểu Cường được đều bị Tử Quân nhìn thấu. Mặc dù mỗi động tác của Xà Tiểu Cường vẫn rất quy củ, rất có lễ phép, thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được cảm giác địch ý quá sâu của đối phương với mình. Vương Tử Quân cũng không phải cảm thấy khó hiểu với phản ứng của Xà Tiểu Cường, mối quan hệ giữa thư ký và lãnh đạo là như vậy, tính phụ thuộc quá mạnh, hai bên cùng chung vinh nhục. Bây giờ Trử Vận Phong càng ngày càng kém, Xà Tiểu Cường tất nhiên cũng không sống tốt. Nhìn từ góc độ này thì rõ ràng thấy Vương Tử Quân là người hủy hoại tương lai tốt đẹp của đối phương. Trong một gian phòng nhẹ nhàng khoan khoái, Vương Tử Quân đi vào thấy Trử Vận Phong đang yên lặng ngồi tĩnh tọa. Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân gặp mặt Chủ tịch Trử sau hội nghị thường ủy trước đó, đây là một tồn tại giống như hổ ở Nam Giang, thế nhưng bây giờ nhìn qua lại có chút suy sụp tinh thần. Vương Tử Quân có chút không đành lòng, vô tình chưa hẳn là chân hào kiệt. Đối mặt với rắc rối của người con trai mình gây ra, tất nhiên người làm cha phải trả tiền. Vương Tử Quân không khỏi mỉm cười, hắn đi về phía Trử Vận Phong. Lúc này Trử Vận Phong đứng lên chỉ vào chỗ ngồi nói, trưởng phòng Tử Quân, mời anh ngồi. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Trử Vận Phong, quanh bàn chỉ có hai cái ghế, rõ ràng lần này Trử Vận Phong mời khách cũng không muốn có người thứ ba. Trưởng phòng Tử Quân, con người của tôi quen sống ở Lâm Hồ. Quen ăn món đặc sản Lâm Hồ, nhà hàng này không lớn nhưng lại có hương vị khá chính tông. Trử Vận Phong dù sao cũng là Trử Vận Phong, uy phong không giảm đi, khi nói chuyện đã tìm lại được phong độ trước đó của mình. Vương Tử Quân nhìn Trử Vận Phong đang giới thiệu thức ăn Lâm Hồ cho mình, hắn có chút trầm ngâm, sau đó cười phụ họa, bất kể là nấu theo kiểu cách nào thì món ăn thành phố Lâm Hồ vẫn cực kỳ đặc sắc, không cay không ngon, mềm nhưng nồng hương, cá nhân tôi cũng rất thích. Có đôi khi ăn thức ăn Lâm Hồ mà không khỏi chảy cả nước mắt, thế nhưng cay mới sảng khoái, cay mới đã nghiền. Trử Vận Phong nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng mà không thể không thừa nhận một điều, mặc dù người này đôi khi góc cạnh rõ ràng, cá tính rất mạnh thế nhưng lại căn bản có biểu hiện không bao giờ khoa trương. Anh cứ nhìn anh ta mà xem, chỉ vài câu đánh giá về thức ăn Lâm Hồ mà đã làm cho người ta cho ra nhận định ngược lại với cá tính hiện có. Anh lúc này nhìn vào Vương Tử Quân giống như thấy một viên đá cội bóng loáng, sờ lên thấy nhẵn mịn sướng tay là đằng khác. Hai người nói vài câu không quá chủ lưu, sau đó nhân viên phục vụ dâng thức ăn lên. Xà Tiểu Cường mở nắp một chai rượu gạo, sau đó đi sang phòng bên cạnh dùng cơm với Du Giang Vĩ. Trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân, hai bên càng thêm trầm mặc, chợt nghe Trử Vận Phong nói, trưởng phòng Vương, lúc này tôi mời anh dùng cơm. Anh có phải cảm thấy bất ngờ không? Cũng có chút bất ngờ. Vương Tử Quân cầm chai rượu rót cho mình và Trử Vận Phong, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Con cá này được nuôi ở một dòng suối nhỏ trong thành phố Lâm Hồ, ăn mềm mại sướng miệng, cay béo nhưng không ngán, hương vị không tồi, anh thử mà xem. Trử Vận Phong cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, lão chỉ vào món cá trên bàn rồi mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quá khách khí với Trử Vận Phong, hắn gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chợt sinh ra cảm giác cực kỳ ngon miệng. Món cá này rất ngon. Vương Tử Quân đặt đũa xuống rồi lên tiếng tán dương. Trử Vận Phong cũng gắp một miếng cá, tinh tế thưởng thức, sau đó đột nhiên nói, tôi đã đệ trình đơn từ chức lên thượng cấp. Tuy Trử Vận Phong rời khỏi cương vị công tác là kết cục đã định, thế nhưng những lời này được Trử Vận Phong nói ra không khỏi làm cho Vương Tử Quân có chút kinh dị. Hắn không ngờ Trử Vận Phong lại nhanh chóng nộp đơn từ chức như vậy. Vương Tử Quân thật sự có tác dụng rất lớn trong phương diện Trử Vận Phong từ chức,
nếu như không phải hắn chọc ra sự kiện Trử Ngôn Huy, như vậy Trử Vận Phong bây giờ vẫn là một ngọn núi sừng sững ở Nam Giang. Lúc này cho dù trong lòng Vương Tử Quân có nhiều điều để nói thế nhưng lại không biết nói ra cái gì, làm sao để an ủi Trử Vận Phong. Nhiều ít cũng có vẻ giả mù sa mưa, hơn nữa với lòng dạ của Trử Vận Phong thì cũng không cần mình an ủi làm gì. Khi Vương Tử Quân đang trầm mặc thì Trử Vận Phong đã nói tiếp, khi chuyện này phát sinh thì tôi có chút hận anh, thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không thể trách anh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không quản bọn họ làm gì và tự nhận mình sạch sẽ, thế nhưng cẩn thận mấy cũng có cơ sở, có lỗ thủng, chân tướng bị vạch ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vì vậy nói trắng ra thì chuyện này tôi nên cảm ơn anh. Đứng ở góc độ của người làm cha, chuyện này nên sớm bị ngăn lại, cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Trử Vận Phong nói rồi nâng ly rượu lên với Vương Tử Quân, sau đó uống cạn ly. Vương Tử Quân cũng uống cạn ly rượu của mình, cảm thấy có hơi cay cay. Hắn lại cầm chai rượu rót cho Trử Vận Phong một ly đầy tràn. Với tính tình của tôi, nếu như là chuyện của tôi, tất nhiên tôi sẽ tuyệt đối không mời anh uống rượu. Trử Vận Phong dù mới uống hai ly, thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào ánh mắt của Trử Vận Phong để thấy nó có vài phần men say. Vương Tử Quân muốn cản không cho Trử Vận Phong uống tiếp, thế nhưng hắn vô tình thấy được mái tóc hoa dâm của Chủ tịch Trử, thế là nuốt lời nói vào trong bụng. Sở dĩ tôi không mời anh, cũng không phải là vì Ngôn Huy mà hận anh, mà là vì không muốn người ta ở phía sau nói rằng tôi đang nịnh nọt anh. Trử Vận Phong nói đến đây thì cười ha hả, nụ cười này có vài phần bi thương. Chương 1461 2, nhân tâm không thể loạn, đội ngũ không thể tán. Vào lúc này Vương Tử Quân căn bản sinh ra cảm giác thấu hiểu với Trử Vận Phong, mặc dù người ra tay công kích hắn thuộc về phía Trử Vận Phong, thế nhưng với bản tính của Chủ tịch Trử, Vương Tử Quân vẫn cảm thấy nó tràn đầy nhân cách và lực quyến rũ. Dù nói thế nào thì Trử Vận Phong cũng là một người có khả năng sáng tạo sự nghiệp. Sự phát triển của tỉnh Nam Giang có thể nói không ly khai khỏi bàn tay của Chủ tịch Trử Vận Phong, công lao của Chủ tịch Trử là khó thể xóa đi được. Tôi biết rõ điều này, nếu như là chính ngài, cho dù cầu xin thì ngài cũng không nể mặt tôi. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn chân thành kính rượu Trử Vận Phong, uống ly này có say hay không cũng không còn là vấn đề. Trử Vận Phong cũng không nâng ly rượu lên, lão khoát tay nói với Vương Tử Quân, lời này của anh nói là sai rồi, nếu như anh mời cơm, tôi nhất định sẽ đến tham gia. Trử Vận Phong nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, vì anh là một trong những người tôi cực kỳ tán thưởng trong Nam Giang, khoảng thời gian qua anh cũng chịu nhiều uất ức. Cũng may bây giờ tất cả đã qua, chúc mừng anh đã mở ra một trang mới của cuộc đời. Cảm ơn Chủ tịch Trử đã coi trọng. Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng nói với Trử Vận Phong. Ha ha ha, anh không cần cảm tạ tôi tán thưởng là vì anh có năng lực, có bản lĩnh, hơn nữa luôn lấy đại cục làm trọng. Trử Vận Phong khoát tay áo cười nói, khi anh đến thì Nam Giang có thế cục gì, tôi và anh đều hiểu rõ ràng. Tuy tôi không muốn thừa nhận, thế nhưng anh đã sớm là một kiêu binh hãn tướng, anh có thể làm cho bọn họ loay hoay khốn khổ tâm phục khẩu phục, tất nhiên đáng được tán thưởng. Trử Vận Phong nói căn bản không cần Vương Tử Quân khuyên nhủ, lão nâng ly rượu lên uống cạn, bộ dạng cực kỳ hào sảng. Sau khi uống cạn thêm vài ly thì ánh mắt của Trử Vận Phong càng thêm sáng, lão nhìn Vương Tử Quân rồi đột nhiên nói, trong mắt tôi thì Ngôn Huy luôn là đứa bé biết nghe lời, tôi căn bản không ngờ nó sẽ làm ra chuyện lớn như vậy. Người ta nói dạy con không tốt là lỗi của cha, tôi căn bản phải gánh trách nhiệm ở sự kiện này, điều này là đương nhiên. Nếu như là chuyện khác thì Vương Tử Quân có thể nói được vài lời, nhưng sự việc liên quan đến Trử Ngôn Huy, hắn là người có liên quan, tất nhiên không thích hợp lên tiếng. Làm gì sẽ có kết cục tương ứng, làm người cũng phải chú trọng đạo lý này, cần phải phụ trách những gì mình đã làm. Trử Vận Phong nở nụ cười khổ sở, sau đó thản nhiên nói, tôi rất quan tâm đến chuyện xử lý Ngôn Huy như thế nào, dù sao nó cũng là con tôi không phải là thánh nhân. Khi tôi còn trẻ thì bận rộn công tác, cũng không quan tâm đến gia đình. Tôi muốn khi mình về già thì cả gia đình cùng nhau hạnh phúc vui vẻ, có thể được hưởng hạnh phúc của người bình thường là quá tốt rồi. Đời người thật sự rất bất đắc dĩ, rất nhiều người nhìn thì có vẻ sung sướng nhưng trong lòng căn bản cất giấu nhiều khổ sở, người ngoài sao có thể nhìn thấy được. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm khái. Nhưng anh yên tâm,
tôi cũng không tranh thủ tìm quan hệ để giúp nó. Chử Vận Phong nói đến đây thì khoát tay áo nói, tôi phát hiện mình đã già rồi, thế nên bây giờ đã rời xa chủ đề cần tâm sự với anh. Chúng ta nên nói về Nam Giang, tôi đã xác định rời khỏi vị trí, bây giờ khoa chân múa tay một phen, có nhiều người nhìn vào thì thấy giống như vẽ rắn thêm chân, nhưng tôi không thể nhịn được. Trưởng phòng Tử Quân, lúc này nhân tâm Nam Giang không thể tản, bây giờ là cục diện làm cho lòng người bàng hoàng, cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của Nam Giang. Chử Vận Phong en soi đến hai chữ Nam Giang thì vẻ mặt có chút hào quang, lúc này lão ở bên dưới vầng hào quang kia căn bản không còn là một người cha thương con đọa đày lao tù, phải là một chủ tịch chử đang bày mưu nghĩ kế cho sự phát triển của Nam Giang. Vương Tử Quân không nói gì, hắn nâng ly lên, sau đó cùng cạn ly với Chử Vận Phong. Lúc này hắn ngồi xuống hỏi, ý kiến của ngài là muốn trao đổi với Bí Thư Diệp sao? Bí Thư Diệp chú trọng phương án không phá thì không xây được. Tôi nói với anh ấy chỉ tốn công phu miệng lưỡi, anh biết tôi căn bản không thích làm những chuyện thế này. Chử Vận Phong gắp một miếng cá rồi thản nhiên nói. Trên thế giới này người hiểu anh nhất không phải là bạn bè, mà chính là đối thủ của anh. Chử Vận Phong cho ra phán đoán thế này là cực kỳ chính xác. Vương Tử Quân nghĩ lại những gì mà Diệp Thừa Dân đã nói với mình sáng nay, thế là không khỏi cảm khái. Chủ tịch Chử, chuyện này cũng không thể làm. Vương Tử Quân nhìn Chử Vận Phong, hắn do dự giây lát rồi khẽ nói. Chử Vận Phong cười cười, lúc này nụ cười của lão cực kỳ sáng lạn, giọng nói có chút đùa giỡn chính mình, chính vì làm không tốt nên mới tìm anh, nếu không tôi mời Đậu Minh Đường dùng cơm không phải sung sướng hơn sao? Nói thật mời anh dùng cơm cũng không phải là tính cách của tôi. Vương Tử Quân căn bản có chút bội phục lời nói rõ ràng của Chử Vận Phong, hắn dùng giọng trịnh trọng nói, Chủ tịch Chử. Ngài nói như vậy là đã kích quyết tâm của tôi khi quản việc này. Làm sao thì tùy anh, vì chuyện này chỉ tìm anh thì tôi mới yên tâm. Với vị trí của tôi hiện tại, căn bản không quản được hướng đi của Nam Giang nữa rồi. Chử Vận Phong nói đến đây thì nâng ly lên uống một ngụm, sau đó đứng lên khỏi ghế salon nói, tôi có việc, cũng không cùng uống rượu với anh nữa. Chử Vận Phong đi, Vương Tử Quân tiễn chân chủ tịch Chử ra đến cửa. Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe Audi mang biển số 2 tỉnh ủy dần rời xa. Hắn thật sự muốn chửi một câu chó má, người này sao lại như vậy, chỉ nói vài câu rồi chạy đi như dưới mông nốt lửa, giống như chuyện mời mình dùng cơm làm đối phương cực kỳ khó chịu vậy. Chử Vận Phong mời cơm một người đã vung tay đưa con mình vào vòng lao lý, tất nhiên khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái, nhưng dù là thế nào thì Chử Vận Phong cũng là lãnh đạo nhiều năm, lòng dạ sâu như biển. Sao không bỏ ra thêm chút thời gian, để sau này gặp lại càng vui vẻ dễ dàng hơn. Tuy Vương Tử Quân thầm oán Chử Vận Phong thế nhưng trong lòng lại tràn đầy chua xót. Chút chua xót này thấm sâu vào trong lòng, không khỏi làm hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ có những người có quyết tâm mới mất đi nhiều cố kỵ, cũng chỉ có những người mà trong lòng không suy nghĩ nhiều mới được tiêu sái như vậy. Khốn nổi Chử Vận Phong tuy tiêu sái nhưng nói như vậy thì dựa vào cái gì để ném sự việc kia lên người tôi. Cho dù tôi đưa con anh vào vòng lao lý thì cũng không cần gánh trách nhiệm như vậy. Vương Tử Quân hút thuốc, hắn nhìn dòng xe cuồn cuộn bên dưới, tình cảnh gặp mặt hai vị lãnh đạo nổi tiếng Nam Giang chợt xuất hiện trong đầu. Tuy Chử Vận Phong bây giờ có tình hình xấu, thế nhưng cho dù lão rời khỏi Nam Giang thì lực ảnh hưởng vẫn còn, không ai có thể xóa đi được. Chương 1462, ngồi mỏi mắt trông chờ. Két, tiếng xe thắng lại vang lên bên tai Vương Tử Quân, khi hắn quay đầu nhìn lại, chợt thấy 4-5 chiếc xe mang biển số thành phố Lâm Hồ, ô phổ đang dừng có thứ tự trước cửa nhà hàng. Xe này đều là của những lãnh đạo bậc trung hoặc thượng cấp, nhìn biển số xe thì không có điều gì quá ngạc nhiên, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản lại biết mặt phần lớn những người đi ra khỏi xe. Là chủ tịch Lưu Vĩnh Cương của thành phố Lâm Hồ. Phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh Trần Minh Vũ và vài người cấp phó quan trọng. Anh Trần, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, sáng nay có rượu sáng nay say, thừa dịp còn chưa bị điều đi sang nơi khác ăn không ngồi chờ, chúng ta uống vài ly cho vui, cần gì phải sợ. Lưu Vĩnh Cương vừa đi vào đại sảnh khách sạn thì dùng giọng hùng hổ nói. Trần Minh Vũ đứng bên cạnh giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Vĩnh Cương, anh Lưu, anh nói đúng, hôm nay chúng ta cùng. Trần Minh Vũ vừa mới chuẩn bị nói ra câu không say không về thì chợt thấy Vương Tử Quân đứng ở một bên.
Trần Minh Vũ tuyệt đối không ngờ mình lại gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, nơi đây không phải khách sạn xa hoa nhưng lại được gặp nhân vật số 3 trong tỉnh Nam Giang là Vương Tử Quân, người này căn bản không nên xuất hiện nơi đây mới đúng. Nhưng sự việc này dù sao cũng chỉ là trùng hợp, bọn họ đi đến nơi này dùng cơm và gặp mặt Vương Tử Quân, đây là người mà bọn họ không muốn gặp mặt nhất. Mặc dù bây giờ tâm tình vẫn là vò mẻ lại sứt, thế nhưng cũng không muốn động chạm đến Vương Tử Quân. Khi Trần Minh Vũ đang nghĩ xem có nên chào hỏi Vương Tử Quân hay không, lúc này ánh mắt của đám người Lưu Vĩnh Cương cũng đã nhìn tới. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ có lực lượng, chỉ sau giây lát thì đã chuyển lên người Vương Tử Quân. Lưu Vĩnh Cương đang nói phét với người khác, lúc này hắn giống như bị điểm huyệt, bọn họ căn bản không biết nói gì với trưởng phòng Vương vào lúc này. Khi bọn họ đang do dự thì Vương Tử Quân đã cười nói, mọi người đến dùng cơm sao? Trưởng phòng Vương, chúng tôi hôm nay gặp mặt nhau, là bạn bè nhiều năm chưa gặp, thế nên chúng tôi muốn đến đây. Ngồi một chút, Trần Minh Vũ là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban tỉnh, là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, sau khi nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân thì nhanh chóng giải thích. Tuy vừa rồi Lưu Vĩnh Cương nói rất mạnh miệng, thế nhưng bây giờ đứng bên cạnh Vương Tử Quân thì ai cũng tỏ ra cực kỳ có quy củ, cảm thấy rất không yên. Vương Tử Quân gật đầu nói, uống rượu trợ hứng thì được. Uống nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe. Ngày mai còn có công tác cần làm, cũng không nên uống quá nhiều. Vương Tử Quân nói đến đây thì nói với chủ nhà hàng ở bên cạnh, vừa rồi trong phòng còn rượu, đưa rượu đó sang cho bọn họ. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì rời đi như sao băng. Trưởng phòng, bây giờ chúng ta đi đâu? Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn bầu trời đêm. Hắn không trực tiếp trả lời mà lại hỏi, cậu nói xem nếu như lãnh đạo một đơn vị mà không còn sức chiến đấu, như vậy người bên dưới sẽ có bộ dạng gì? Du Giang Vĩ vừa rồi đi theo Vương Tử Quân, hắn căn bản hiểu ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Vương, thế nên suy tư giây lát thì khẽ nói, trưởng phòng, nếu lãnh đạo không có ý chí chiến đấu, như vậy nhân tâm bên dưới sẽ tan rã, sẽ chia rẽ. Vương Tử Quân trầm mặc không nói gì. Mặc dù Diệp Thừa Dân yêu cầu không phá thì không thể xây dựng lại được, điều này cũng có vài phần đúng. Thế nhưng nếu Nam Giang trở nên rách nát, khi nào thì mới là thời cơ tốt nhất? Rất nhiều chuyện căn bản không thể chờ người. Theo số đông thì không bị đánh, thế nhưng vì sao mình lại cứ nghĩ mãi đến chuyện này? Sự việc vẫn được tiến hành từng bước ở Nam Giang, thế nhưng lúc này tin tức đám người Trử Vận Phong rời khỏi Nam Giang lại truyền đi quá phô trương. Thậm chí có người còn cho ra những suy luận cực kỳ có bài bản về hướng đi của đám người thuộc phe phái của Trử Vận Phong. Vương Tử Quân là một người thúc đẩy sự kiện lần này, hắn căn bản là người được hưởng lợi, lúc này có không ít người đang chờ ngoài phòng làm việc của hắn, một vài người cảm thấy mình có mặt mũi thì lên tiếng mời cơm. Thật ra hai ngày này tâm tình của Vương Tử Quân cũng không tốt, hai ngày qua căn bản là sóng êm gió lặng. Ngoài trừ việc thượng cấp phái đến một tổ chuyên án để triệt phá vụ án liên quan đến Trử Ngôn Huy, tất cả đều được vận hành như bình thường. Nhưng Vương Tử Quân là một thành viên của ban ngành Nam Giang, hắn có thể cảm thấy đây là những ngày mệt mỏi và sợ hãi. Từ sau ngày Diệp Thừa Dân bàn với hắn về việc xây dựng ban ngành Nam Giang, hắn tuy đã gặp mặt Trử Vận Phong thế nhưng cũng chỉ là trao đổi vài câu sơ bộ mà thôi. Lúc này hầu như ai cũng đang mỏi mắt chờ mong xem Nam Giang sẽ như thế nào. Khi Vương Tử Quân còn chưa thể quyết định được thì nhận được một điện thoại từ thủ đô gọi đến. Người gọi đến là một vị trưởng bối, năm xưa Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc từng đến thăm hỏi, nội dung rất đơn giản, mời Vương Tử Quân dùng cơm, nhưng làm chủ lại là một cái tên xa lạ, Kỷ Mẫn Phỉ, là một người phụ nữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy vị trưởng bối kia cũng không nói nguyên nhân gì, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không thể không nể mặt đối phương. Dù sao thì vị trưởng bối kia cũng là người nhìn Mạc Tiểu Bắc lớn lên, hơn nữa cũng có quan hệ không tệ với hai vợ chồng Vương Tử Quân. Vì không liên quan đến việc công, thế cho nên Vương Tử Quân quyết định đưa cả Mạc Tiểu Bắc đi dùng cơm. Lần này mọi người hẹn nhau trong một khách sạn 5 sao ở Nam Giang, Vương Tử Quân lái xe đưa Mạc Tiểu Bắc đi đến khách sạn thì đúng 5 giờ chiều. Tuy anh chưa nghe qua cái tên Kỷ Mẫn Phỉ, thế nhưng có lẽ anh có ấn tượng về anh của cô ấy, là Kỷ Mẫn Cương. Khi xuống xe thì Mạc Tiểu Bắc chợt nói. Kỷ Mẫn Cương, Vương Tử Quân không khỏi nhắc lại cái tên này,
ngay sau đó một người đàn ông trung niên với gương mặt tràn đầy tươi cười chợt xuất hiện trong đầu hắn. Hắn từng gặp mặt người này trong một hội nghị ở thủ đô, đang làm lãnh đạo một bộ nào đó ở thủ đô, năng lực rất mạnh, được nhiều người ký thác kỳ vọng. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhanh chóng áp chế ý nghĩ của mình vào trong lòng. Hắn vỗ vỗ bàn tay của Mạc Tiểu Bắc rồi nói, binh đến tướng đỡ nước đến đắp đê, chúng ta chỉ đến dùng cơm, những chuyện khác cứ xem tình hình thế nào rồi nói. Sau khi đưa xe cho nhân viên đi tìm chỗ đậu, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị đi về phía khách sạn. Nhưng bọn họ vừa đi được hai bước thì một chiếc xe thể thao từ phía xa phóng đến, tốc độ của chiếc xe làm cho người ta cảm thấy chói tai. Mạc Tiểu Bắc mặc váy dài, mép váy bị gió thổi tung lên vài phần, nếu như không phải là nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ có tình huống xấu hổ. Mỹ nữ, xấu hổ quá, giẫm chân ga hơi mạnh. Chiếc xe vọt qua rồi dừng lại, một tên thanh niên từ trong xe đi ra, ánh mắt không quá đường hoàng. Mạc Tiểu Bắc sao không nhìn ra tính nết của đối phương. Nàng siết chặt nắm đấm, ánh mắt rơi lên tảng đá cách đó không xa. Tảng đá kia nặng 2-3 cân, chủ yếu là thứ dùng để ngăn cách đường cho xe hơi và cho người đi bộ. Vương Tử Quân nhìn về phía tảng đá theo ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn biết lực lượng của vợ mình, nếu nện thứ kia lên xe thì căn bản không là vấn đề gì. Tuy hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì sự lỗ mãng của tên thanh niên kia, thế nhưng bây giờ hắn nên chú ý đến thân phận của mình. Nếu tranh chấp với những người trẻ tuổi ăn chơi trác táng thế này, căn bản chỉ tổn hại hình tượng của mình. Vương Tử Quân giữ lấy tay của Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ nói, vợ yên tâm, lát nữa cho người này kéo xe về, chúng ta hôm nay có chuyện khác, cũng đừng để hắn ta làm bẩn tay của em. Mạc Tiểu Bắc gật đầu rồi lại đi theo Vương Tử Quân vào trong khách sạn. Tên thanh niên kia thấy Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến sự hiện hữu của mình, ngược lại còn thân mật với tên đàn ông kia, thế là cảm thấy khó chịu. Hắn đảo mắt vài vòng, ánh mắt rơi lên một chiếc xe cứu thương đang chạy ngược chiều, thế là nhanh chóng leo lên xe chạy lên nghênh đón. Vì tên thanh niên cố ý thế nên chiếc xe cứu thương không kịp tránh né, hai chiếc xe húc vào nhau. Mày mù sao, mày tưởng chạy xe nhà nước thì làm gì cũng được à? Tên thanh niên xuống xe thì đã chửi ầm lên. Tên lái xe cứu thương cũng rất sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài cứ giữ lấy giấy phép của tôi, bây giờ tôi đang vội vận chuyển bệnh nhân, phương diện đền bù tổn thất nói sau được không? Chở người bệnh sao, anh đừng lấy cớ mà gạt người, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh sao? Tên thanh niên tuy nói với tên tài xế xe cứu thương nhưng ánh mắt lại rơi lên người của Mạc Tiểu Bắc. Đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 tuổi thò đầu ra khỏi xe dùng giọng đau khổ van nài, mẹ tôi bị xuất huyết não, cần đưa đến bệnh viện ngay, đây là giấy chứng minh và điện thoại của tôi, chúng tôi sẽ không chạy. Đám người đi qua đường bắt đầu lên tiếng ồn ào, ai cũng phê bình tên thanh niên, không nên so đo nhiều như vậy, không bằng để người ta đưa bệnh nhân đến bệnh viện rồi nói chuyện bồi thường sau cũng được. Chở người bệnh cũng không được đi ngược chiều, tên thanh niên thấy mình bị mất mặt. Thế là không khỏi thở hổn hển nói. Mẹ tôi rất nguy kịch, thế nên đánh phải cho tài xế đi tắt. Tên đàn ông kia nói xong thì nhét một thứ gì đó vào trong tay tên thanh niên, lại nói với viên tài xế xe cứu thương, đại ca, mong anh nhanh chóng đưa chúng tôi đến bệnh viện. Chương 1463, một nhân tâm ổn trăm nghề hưng. Chương 1463, một nhân tâm ổn trăm nghề hưng. Tên thanh niên bị đám người thành phố với trái tim đầy chính nghĩa vây quanh như nêm, bị từng người lên tiếng rơi vào tình huống khốn khổ không chịu nổi, thế nên đành phải thôi. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thấy thế thì đi lên lầu, khi đi trong hành lang thì Mạc Tiểu Bắc nói với Vương Tử Quân, anh thấy chiếc xe kia đi ngược chiều đúng không? Vương Tử Quân có chút do dự rồi khẽ nói, nhân mạng quan trọng, việc quá gấp bọn họ có quyền làm như vậy. Khi hai người đi vào trong phòng thì một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc váy dài màu hồng tươi cười ra nghênh đón. Trưởng phòng Vương, hoan nghênh, nếu như tôi nhận không lầm thì đây chính là em Tiểu Bắc. Hèn gì trong thủ đô người ta nhắc đến hai vị thường ví với tình yêu thần tiên, hai vị đi cùng với nhau, tôi cảm thấy dù là thần tiên cũng phải mặc cảm. Sự nhiệt tình của Kỷ Mẫn Phỉ giống như chiếc váy đỏ trên người nàng, dù là tảng đá cũng phải tan chảy.
Mạc Tiểu Bắc dù có nhiều chuyển biến ở phương diện đối nhân xử thế, thế nhưng nhìn qua vẫn có chút gò bó hơn một người nhiệt tình mạnh mẽ như Kỷ Mẫn Phỉ. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc trầm mặc không nói, thế là không thể không tiến lên cười nói với Kỷ Mẫn Phỉ, chị Kỷ đi đến Nam Giang đã cho hai chúng tôi cơ hội tận tình địa chủ, bây giờ lại để cho ngài phải sắp xếp, thật sự là thất lễ. Khi Vương Tử Quân dò xét Kỷ Mẫn Phỉ, Kỷ Mẫn Phỉ cũng đánh giá Vương Tử Quân. Nàng đã xem qua nhiều tư liệu về Vương Tử Quân, lúc này thấy hắn là một người hòa nhã ôn hòa, thế là không khỏi sinh ra cảm giác khác biệt. Vương Tử Quân lên tiếng khách sáo thì Kỷ Mẫn Phỉ cũng ứng đối tự nhiên, trưởng phòng Tử Quân, ngài là người rất bận rộn, ngài đến cũng xem như quá nể mặt tôi rồi. Một phòng lớn chỉ có 4 cái ghế, Kỷ Mẫn Phỉ vừa mời Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc ngồi xuống ghế vừa cười nói, lần này mời trưởng phòng Vương cũng có vài phần gấp gáp. Vốn định mời thêm vài người bạn, thế nhưng nghĩ lại thì thấy không bằng cùng trò chuyện với trưởng phòng Tử Quân và em Tiểu Bắc. Trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng cảm thấy quá đơn sơ đấy nhé. Vương Tử Quân cười cười nói, chị Kỳ nói đúng, người một nhà dùng cơm cần một bầu không khí thoải mái. Khi nhân viên phục vụ rót trà thì Kỷ Mẫn Phỉ lơ đãng nhìn đồng hồ, Vương Tử Quân thấy hành vi mờ ám của đối phương, hắn xác định Kỷ Mẫn Phỉ đang chờ người. Kỷ Mẫn Cương chắc là sẽ không đến, nhưng người đến sẽ là ai? Tuy chỉ có 3 người nhưng Kỷ Mẫn Phỉ là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, thỉnh thoảng nói ra vài câu chuyện cười, thế nên bầu không khí trong phòng nhanh chóng vui vẻ thoải mái hơn. Khi nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món ăn thì một người đi vào, người này vừa vào cửa thì đã dùng giọng sợ hãi nói với Kỷ Mẫn Phỉ, cô, cháu bị kẹt xe nên đến chậm. Tên thanh niên này vừa nói thì thu hút ánh mắt của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nhìn sang, hai người nhìn đối phương, chợt cảm thấy thế giới này quá nhỏ. Tên thanh niên kia đến và đặt lực chú ý lên người Kỷ Mẫn Phỉ, thế nên cũng không nhìn rõ người trong phòng. Kẹt xe cũng là bất đắc dĩ, cũng may chú Vương và dì Tiểu Bắc cũng không quá so đo, mau ngồi xuống đi. Kỷ Mẫn Phỉ oán trách một tiếng, nàng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, đây là con trai của anh tôi. Là Đức Cường, hiện tại đang đi theo tôi làm kinh doanh. Kỷ Đức Cường bị cô lên tiếng dạy bảo và cảm thấy không thoải mái, hắn bất đắc dĩ biết hôm nay chiêu đãi vị khách quan trọng, thế cho nên cũng chỉ liên tục gật đầu, lại chuẩn bị chào hỏi hai người Vương Tử Quân. Khi ánh mắt Kỷ Đức Cường rơi lên người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt xấu hổ đỏ mặt tía tai. Hắn không ngờ người phụ nữ mà vừa rồi mình chọc ghẹo lại đang ngồi nơi đây. Tiểu tử này thường ngày linh hoạt nhanh nhỏ mồm miệng, sao hôm nay lại chết cứng như vậy rồi? Kỷ Mẫn Phỉ có chút căm tức vì biểu hiện của đứa cháu, Kỷ Đức Cường ngày thường rất linh hoạt sao hôm nay lại như vậy? Hơn nữa lại rơi đúng thời điểm quan trọng thế này. Kỷ Mẫn Phỉ nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, nàng thật sự cảm thấy người so với người là quá chênh lệch, hàng hóa so với hàng hóa càng cách xa nhau. Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Đức Cường, chờ đối phương lên tiếng. Chào chú Vương, chào dì. Kỷ Đức Cường lúng túng chào một tiếng, giọng điệu giống như tiếng muỗi kêu. Mạc Tiểu Bắc không có cảm tình gì với Kỷ Đức Cường, vẻ mặt nàng rất bình thản, ánh mắt lại không chút chuyển động. Vương Tử Quân thì không thể không gật đầu, hắn rộng lượng nói, chào cậu, mau ngồi xuống đi. Sau đó Vương Tử Quân nói với Kỷ Mẫn Phỉ, chị, tôi và Đức Cường có độ tuổi gần như tương đồng, gọi là chú cũng không thoải mái. Hay là mọi người gọi theo tuổi tác thì hay hơn. Kỷ Mẫn Phỉ lắc đầu liên tục từ chối, trưởng phòng Tử Quân, vai vế cũng không thể để cho rối loạn được. Nó cũng là cháu của cậu, sau này nó còn nhiều nghiệp vụ cần phát triển ở Nam Giang, ngài là người làm chú, nên mắng thì mắng, nên dạy bảo thì dạy bảo, nếu không thì cũng không phải là người một nhà. Tuy bữa cơm này Kỷ Đức Cường tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép và không nói nhiều lời. Thế nhưng dưới sự vun vén của Kỷ Mẫn Phỉ thì bữa cơm vẫn là khách chủ cùng vui vẻ. Đến khi kết thúc thì Kỷ Mẫn Phỉ chợt cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, anh của tôi rất bội phục cậu, nếu như có thể cùng cậu phấn đấu phát triển, nhất định sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Kỷ Mẫn Phỉ nói rất nhiều nhưng Vương Tử Quân cảm thấy ý nghĩa của nó chỉ có một. Vương Tử Quân cũng dùng giọng chân thành nói, tôi cũng đã nghe qua thanh danh của Bộ trưởng Kỷ, nói thật. Trước kia tôi ở tỉnh Sơn Nam cũng không ít lần làm phiền anh ấy. Kỷ Mẫn Phỉ không dám xác định lời nói của Vương Tử Quân có mấy phần là thật, thế nhưng nàng nghe đối phương nói như vậy thì xem như đạt được mục đích của mình. Thế là nàng nói với Mạc Tiểu Bắc, Tiểu Bắc thiên sinh lệ tính,
không chú ý ăn mặc thì cũng xinh đẹp như hoa, chỉ cần trang điểm một chút thì rõ ràng là dệt hoa trên gấm. Chị chuẩn bị mở vài hội sở cao cấp ở Nam Giang, sau này mong em thường xuyên đến chơi. Lúc này Kỷ Đức Cường căn bản không còn tâm tư gì với Mạc Tiểu Bắc, chuyện hắn cần làm nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, cục diện khó xử bây giờ không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Kỷ Đức Cường nhìn Vương Tử Quân leo lên xe chuẩn bị chạy đi, Kỷ Đức Cường chuẩn bị đi lấy xe của mình, vô tình thấy chiếc xe Lamborghini của mình bị một chiếc xe tải kéo lên. Này, các người định làm gì? Kỷ Đức Cường có chút sốt ruột, hắn nhanh chóng chạy về phía chiếc xe tải. Đồng chí, xe của ngài đậu sai quy định 2 giờ, dựa theo quy định của quản lý đô thị, chúng tôi giữ xe của ngài vài ngày, ngài có thể đến cơ quan phản ánh với thượng cấp của chúng tôi. Một nhân viên cảnh sát dùng giọng chính nghĩa lên tiếng, còn đưa ra cả giấy chứng nhận công tác của mình, sau đó lấy đơn phạt ra cho Kỷ Đức Cường ký tên. Kỷ Đức Cường thấy một đám tiểu nhân vật dám nói với mình như vậy, thế là không khỏi nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa thì cho đối phương một tát. Nhưng xe của Vương Tử Quân đang ở cách đó không xa, thế nên hắn đành buông tay xuống. Chương 1463, 2, nhân tâm ổn trăm nghề hưng. Chương 1463, 2, nhân tâm ổn trăm nghề hưng. Thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi biết sai rồi, chúng tôi sẽ không tiếp tục vi phạm, mong anh đừng kéo xe đi, tôi sẽ chịu đóng phạt, thế nào? Kỷ Đức Cường cố gắng khắc chế tâm tình của mình, hắn cố gắng dùng giọng ôn hòa để nói lời cầu tình với viên cảnh sát đang lái xe tải. Thật xin lỗi đồng chí, dựa theo quy định thì xe của ngài sẽ bị giữ lại 24 giờ để xử lý. Đây là đơn phạt, mong anh cất kỹ, 24 giờ sau anh đến đơn vị sẽ được xử lý. Viên cảnh sát trẻ tuổi căn bản kéo căng gương mặt, không nể mặt Kỷ Đức Cường. Đức Cường, chuyện liên quan đến xe lát nữa nói sau. Kỷ Mẫn Phỉ thấy Kỷ Đức Cường đang dây dưa với cảnh sát thế là nở nụ cười hối lỗi với Vương Tử Quân, đứa nhỏ này không biết lễ phép, làm cho ngài chê cười. Vương Tử Quân nở nụ cười tha thứ nói, không có gì. Không có gì, tôi đi trước đây. Vương Tử Quân nói xong thì cùng Mạc Tiểu Bắc lái xe chạy đi. Cháu đúng là không có ánh mắt, không phân biệt rõ nặng nhẹ, hôm nay cháu làm gì vậy? Đúng là phá hoại hơn thành công. Không còn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc ở đây, thế nên Kỷ Mẫn Phỉ nhanh chóng nổi giận, mở miệng dùng giọng nghiêm nghị khiển trách Kỷ Đức Cường. Kỷ Đức Cường từ nhỏ đã sợ cô, lúc này nghe cô quở trách thì không khỏi lầm bầm. Không phải chỉ là một trưởng phòng tổ chức sao? Thái độ của ngài đối với hắn ta đúng là khó tưởng tượng nổi, bố của cháu sắp đến Nam Giang làm chủ tịch tỉnh, vì sao phải mời người này dùng cơm? Phải là hắn ta mời khách mới đúng. Hừ, cháu còn không biết xấu hổ mà nói chuyện của bố mình sao? Cô cho cháu biết, chuyện của bố cháu đến Nam Giang chỉ là một mục đích, có thành công hay không là cả một vấn đề, mà Vương Tử Quân chính là một trong những vấn đề đó. Kỷ Mẫn Phỉ nói đến đây thì dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, cháu nhìn mình mà xem, bình thường có biểu hiện rất tốt, hôm nay lại căn bản không ra gì. Kỷ Đức Cường bị cô mắng xối xả thì cũng không dám cãi lại, nhưng sau khi Kỷ Mẫn Phỉ mệt mỏi rời đi, hắn không khỏi dùng giọng khinh thường lẩm bẩm, tôi cũng không tin một tên trưởng phòng tổ chức thì có thể lật được trời, phụ nữ đúng là thích chuyện bé xé ra to. Anh gọi người đến xử lý xe của Kỷ Đức Cường sao? Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười xấu xa hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ngồi bên cạnh ghế tài xế, hắn cười cười nói, sao chồng của em lại không phóng khoáng như vậy? Đây là nhân viên chấp pháp của tỉnh Nam Giang chúng ta làm việc nghiêm túc, những hành vi phạm pháp cần phải xử lý. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười rồi dùng giọng lo lắng nói, Kỷ Mẫn Phỉ mời chúng ta dùng cơm có lẽ có liên quan đến chuyện anh của cô ta, nếu như sau này anh của cô ta biết được. Chỉ sợ gặp lại cũng không tốt. Không tốt thì đừng gặp, ôi, em trở nên lo lắng được mất như vậy từ khi nào. Đây cũng không phải là tính cách của em. Vương Tử Quân giẫm chân ga, chiếc xe chạy về phía trước, sau đó không khỏi nở nụ cười trêu ghẹo Mạc Tiểu Bắc. Có thể không gặp được sao? Mạc Tiểu Bắc cũng không buông tha cho Vương Tử Quân. Tốt nhất là thế, Vương Tử Quân lắc đầu thở dài nói, Nam Giang đã đủ phiền toái. Nếu cứ tiếp tục phiền toái thì căn bản sẽ không yên tĩnh. Khi Khuất Trấn Hưng đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đang gọi điện thoại, thế nên hắn định đóng cửa đi ra ngoài,
không ngờ Diệp Thừa Dân lại vẫy vẫy tay cho hắn đi vào ngồi xuống. Anh Kỳ, hoan nghênh anh đến Nam Giang, nếu có anh đến thì tôi như hổ thêm cánh, cảm thấy càng thêm an tâm hơn. Anh Kỳ, đến Nam Giang, vẻ mặt Khuất Trấn Hưng không khỏi chấn động, thế nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì bình tĩnh, căn bản không dám kích động. Những gì không nên nghe thì không nghe, bây giờ hắn ngồi đây như đứng đống lửa ngồi đống than, thế nên càng không chút nhập tâm. Không biết người đầu dây bên kia nói gì đó mà Diệp Thừa Dân chợt cười ha hả, có gì mà không dám xác định. Đơn giản chỉ là vấn đề trình tự mà thôi, tôi nói cho anh biết, tôi đã chuẩn bị xong tiệc đón gió tẩy trần, chờ anh đến cùng chung thắng lợi. Sau khi trò chuyện thêm vài phút thì Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Khuất Trấn Hưng rồi trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Bí thư Diệp, trưởng phòng Vương đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Khuất Trấn Hưng rót cho Diệp Thừa Dân một ly nước rồi khẽ báo cáo. Diệp Thừa Dân uống một hớp trà rồi phân phó với gương mặt không chút biểu cảm, mời anh ấy vào. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đã tươi cười tiến ra nghênh đón. Sau khi hai bên bắt tay nhau thì Diệp Thừa Dân cười nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi đang định đi tìm anh, bây giờ anh đến không khác gì mưa rơi đúng lúc. Vương Tử Quân căn bản không thích ứng với sự liên hệ chính mình với cơn mưa của Diệp Thừa Dân. Nhưng Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão có cực kỳ nhiều quyền lợi lên tiếng, thế cho nên Vương Tử Quân chỉ có thể cười nghe hết lời của bí thư Diệp mà thôi. Sau khi Khuất Trấn Hưng dâng trà đi ra ngoài, Vương Tử Quân mới cười nói, bí thư Diệp, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Anh nói đi, Diệp Thừa Dân nheo mắt chờ mong nói, lúc này cục diện ở Nam Giang là rất khó khăn. Anh là trưởng phòng tổ chức thì nên hao tổn nhiều tâm trí hơn, rất nhiều vấn đề cần phải suy xét thật kỹ rồi mới nên quyết định. Bí thư Diệp, ngài có chú ý không, gần đây đại bộ phận cán bộ Nam Giang đều không đặt tâm tư lên phương diện công tác, thường chạy tới chạy lui ở Đông Hồng, nếu cứ như thế mãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của tỉnh. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói. Diệp Thừa Dân bây giờ căn bản là một người đệ nhất ở tỉnh Nam Giang, vừa có danh vừa có thực quyền, sao lão không biết rõ điều này cho được. Lão cũng có nguồn phát tin của mình, thế nên không bao giờ bỏ qua những thông tin quan trọng. Trước khi điều tra được vụ án buôn lậu, mặc dù lão có niềm tin hơn bây giờ gấp trăm lần cũng cảm thấy cực kỳ phiền não với tình huống này. Bây giờ nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì Diệp Thừa Dân chợt cảm thấy người này có một sự ăn ý chính trị cao độ với mình. Nhưng chỉ là quá tiếc nuối, vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này lại không cùng mưu đồ với mình. Tôi đang chuẩn bị cho phòng giám sát xử lý chuyện này, nếu phát hiện một người nào chỉ lo đầu cơ luồn cúi, không mưu cầu phát triển thì sẽ ra tay xét xử, phát hiện người nào xử lý người đó. Dùng thủ đoạn và sức mạnh cứng rắn cũng là một biện pháp, thế nhưng anh có thể ngăn không cho người ta hành động, lại không thể chặn tư tưởng của người ta được. Dựa vào một hành động xử lý nghiêm khắc như vậy, sao có thể đẩy mạnh tính tích cực sáng tạo sự nghiệp của mọi người? Một người tích cực và một người bị động trong lúc công tác hoàn toàn có bản chất khác nhau. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói tiếp, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư, thế nhưng tôi cảm thấy nên đi tìm nguồn gốc của tình huống hiện tại, sau đó cho ra phương án giải quyết gốc rễ của nó. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão chỉ nhìn Vương Tử Quân, chờ đối phương cho ra phương án. Sở dĩ xuất hiện tình huống lòng người bàng hoàng vào lúc này chính là có liên quan đến Chử Ngôn Huy. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy điều mà tỉnh ủy Nam Giang chúng ta cần làm bây giờ chính là nhanh chóng tỏ thái độ ở sự kiện này, căn bản dựa vào nó để ổn định đại cục. Diệp Thừa Dân khẽ híp mắt lại, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng nhấn mạnh từng chữ hỏi, trưởng phòng Tử Quân, anh cảm thấy tỉnh ủy Nam Giang chúng ta nên tỏ thái độ thế nào? Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác xấu, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, hắn cũng không muốn lùi bước. Hắn cười nói, bí thư, trải qua điều tra sơ bộ thì tập đoàn buôn lậu của Chử Ngôn Huy không có liên quan gì đến chủ tịch Chử. Tôi cho rằng bây giờ tỉnh ủy Nam Giang cần phản ánh với lãnh đạo thượng cấp, với tình hình hiện tại thì không nên tiến hành điều chỉnh phạm vi lớn với ban ngành Nam Giang, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Nam Giang. Chương 1464, một nước cờ vừa bá đạo vừa vô lý. Cấp bậc cao thường có tai mắt của mình, sau khi Chử Ngôn Huy bị bắt quy án thì Chử Vận Phong và Chử Vận Phong đi lại với nhau cực kỳ thân thiết, nếu như Chử Vận Phong có thể tiếp tục,
như vậy sau này Trử Vận Phong nhất định sẽ mang ơn Vương Tử Quân. Một trạng thái chính trị như vậy không phải như hổ thêm cánh với Vương Tử Quân sao? Trước đó Trử Vận Phong căn bản là quá cường thế, nhưng với tính cách của người này thì khó thể nào đi cùng một chỗ với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân lợi dụng khoảng cách giữa hai người bọn họ để khống chế công tác của cấp ủy chính quyền tỉnh. Nhưng nếu thế cục phát triển theo hướng mà Vương Tử Quân đang đề xuất, một khi Vương Tử Quân và Trử Vận Phong kết hợp với nhau, bọn họ thông đồng cùng một chỗ, như vậy không phải có địa vị tương đương với Diệp Thừa Dân sao? Kết quả như vậy tất nhiên không phải thứ mà Diệp Thừa Dân mong chờ xuất hiện. Lão tuyệt đối không cho phép Vương Tử Quân đi một nước cờ vừa bá đạo vừa vô lý như thế, không chỉ cướp hết tất cả sinh thái chính trị ở Nam Giang, còn cướp đi cả thiên thời địa lợi. Vương Tử Quân nói ra những lời này có ý nghĩa gì? Diệp Thừa Dân cực kỳ hiểu rõ, thế nên hai mắt càng híp lại. Lão biết rõ không đi vào phương án điều chỉnh phạm vi lớn là như thế nào. Nếu như hai ngày trước lão sẽ xem xét thoáng qua đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ lão cảm thấy mình không nên phí lời với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, ý nghĩ của anh là rất tốt, nhưng thật sự không có ý nghĩa. Có một điều anh còn chưa nghĩ đến, đó là nếu tiếp tục đào móc sự kiện của Y Trừ Ngôn Huy, củ cải rút ra sẽ kéo theo bùn đất, như vậy đến khi đó ai sẽ phụ trách với lời đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang? Anh sao? Diệp Thừa Dân nói đến đây trên cơ bản giống như tuyên cáo kết thúc trò chuyện, cũng không cần tiếp tục nữa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có vài phần mỉa mai của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, việc phải làm thì dù thế nào cũng có trách nhiệm, bí thư Diệp, sự phát triển của Nam Giang cần có một cục diện ổn định. Có câu nếu không hài lòng thì nửa câu cũng không hài lòng, mặc dù Diệp Thừa Dân còn cố gắng duy trì bầu không khí nói chuyện, thế nhưng cũng không còn hứng thú với việc chính. Vì vậy Vương Tử Quân tìm lý do rời đi. Vương Tử Quân đi đến hành lang thì hồi tưởng đến những gì mình nói với Diệp Thừa Dân, thái độ của bí thư Diệp là quá rõ ràng, đó chính là quyết tâm nhổ cỏ tận gốc với Trử Vận Phong. Vương Tử Quân xem xét ý nghĩ của mình, hắn không khỏi nhớ đến tình hình uống rượu với Trử Vận Phong. Thật lòng thì hắn không muốn để cho một người như Trử Vận Phong rời khỏi cương vị của mình, thế nhưng dù thế nào thì Trử Ngôn Huy cũng là con của Trử Vận Phong. Nhìn từ phương diện pháp luật thì Trử Ngôn Huy tự làm tự chịu, thế nhưng căn bản không thể cải biến được sự thật người này là con của Trử Vận Phong. Muốn giữ Trử Vận Phong ở lại cũng không phải chuyện dễ dàng, trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn nghĩ đến những tính toán của Trử Vận Phong, thế là càng nhíu mày thêm chặt. Một giờ sau Vương Tử Quân nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc lên, nhanh chóng gọi đi, hắn nói với người ở đầu dây bên kia, chú Lâm. Cháu cảm thấy phải nghiêm khắc đả kích những thành phần tha hóa hủ bại, đồng thời cũng phải bảo trì sự ổn định của Nam Giang. Chủ tịch Trử đã dốc nhiều tâm huyết cho Nam Giang, coi như đã hết lòng, cũng nên được đưa đến địa phương khác nhận công tác tương ứng. Còn những chuyện khác, cháu cảm thấy Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên căn bản có đủ năng lực. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và cảm thấy toàn thân rất thoải mái, hắn không quan tâm chuyện này có kết quả là gì. Bởi vì mình đã cho ra nhiều cố gắng lắm rồi. Bầu không khí tháng 10 làm cho người ta cảm thấy rất bực bội, khi Dương Độ Lục bay đến thành phố Đông Hồng, ban ngành tỉnh ủy Nam Giang tiến hành nghênh đón đơn giản, sau đó tổ chức một hội nghị nhỏ trong phòng họp. Dương Độ Lục tuyên bố quyết định nhận chức với Trử Vận Phong, lúc này Trử Vận Phong được điều động làm một vị ủy viên Hội đồng Nhân dân. Sau khi nghe quyết định này thì rất nhiều người ném ra ánh mắt chúc mừng với Trử Vận Phong. Dù sao không ít người cảm thấy Trử Vận Phong rời khỏi Nam Giang là kết cục đã định, thậm chí còn có khả năng trực tiếp về hưu, đi đến Hội đồng Nhân dân cũng là một sắp xếp không tệ. Trử Vận Phong cũng không quá bất ngờ với sắp xếp này, lão khẽ gật đầu với những người khác nhìn về phía mình, sau đó chuyển ánh mắt lên người Dương Độ Lục. Lúc này Trử Vận Phong chỉ quan tâm xem ai là người tiếp nhận vị trí của mình. Là Vương Tử Quân sao? Nếu như là Vương Tử Quân thì Trử Vận Phong rất yên tâm, dù sao thì người này còn trẻ nhưng lại là cao thủ ở phương diện phát triển kinh tế, Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không làm cho một Nam Giang được lão trả giá nửa đời người đi vào con đường lầm lạc. Nhưng kết quả được phát ra từ trong miệng Dương Độ Lục lại làm cho Trử Vận Phong cảm thấy khó tưởng, ngay cả Diệp Thừa Dân cũng cực kỳ khó tưởng, đám người ngồi đây cũng không tưởng tượng được. Khi tuyên bố cho Lý Thừa Uyên đảm nhiệm vụ trí quyền chủ tịch tỉnh, Lý Thừa Uyên ngồi trong phòng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì kết quả quá bất ngờ này.
Tuy Lý Thừa Uyên cũng không tham dự vào sự kiện liên quan đến Chử Ngôn Huy, thế nhưng trong mắt người ngoài thì hắn vẫn là trợ thủ chính của Chử Vận Phong, là người được nhận định sẽ bị đưa ra khỏi Nam Giang. Ngay cả bản thân Lý Thừa Uyên cũng biết kết cục này xem như đã định. Đúng lúc này sự việc phát triển lại quá bất ngờ, thay đổi quá mạnh, Lý Thừa Uyên không những không rời khỏi Nam Giang, còn được giữ lại làm người kế thừa Chử Vận Phong, là quyền chủ tịch tỉnh. Sắp xếp này làm cho Lý Thừa Uyên cảm thấy quá đỗi vui mừng, lại không tin đó là sự thật. Nếu so sánh với Lý Thừa Uyên thì phản ứng của những người khác cũng là như thế, chỉ là Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi đó, không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Ngoài Lý Thừa Uyên được điều chỉnh, Dương Độ Lục còn đọc bổ nhiệm với Kim Hành Thuấn. Nếu so với Lý Thừa Uyên thì Kim Hành Thuấn căn bản lại chán nản hơn, là Phó Chủ tịch Hội Công Thương trong nước. Tuy tiến lên chức vụ này thì cấp bậc của Kim Hành Thuấn cũng không rơi xuống, nhưng nhìn từ phương diện quyền lực thì hai bên khó thể so sánh với nhau. Sau khi đọc xong bản tuyên bố điều động, sau đó sẽ là hội nghị toàn thể cán bộ cấp sở trong tỉnh Nam Giang. Sau khi tuyên bố xong thì Dương Độ Lục càng dùng giọng nhiệt tình khẳng định thành tích của Chử Vận Phong ở Nam Giang, cuối cùng còn nói rằng mình rất có cảm tình với Nam Giang, điều này không khỏi làm cho các đồng chí ở địa phương khác cho ý kiến, nói là tôi nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 1464-2, nước cờ vừa bá đạo vừa vô lý. Tôi nói Dương Độ Lục này không phải nặng bên này nhẹ bên kia, mà là đưa mắt nhìn khắp cả nước. Tỉnh Nam Giang vẫn phát triển kinh tế ở hàng đầu, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ ban ngành tỉnh Nam Giang cực kỳ có lực chiến đấu. Đồng chí Thừa Dân là bí thư tốt, là người dẫn đầu tốt, đồng chí Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, hai anh nên phối hợp tốt công tác với nhau. Vì vậy tôi mong các anh tiếp nối người trước, mở lối cho người đi sau, liên tục tạo ra thành tích. Trưởng Ban Dương, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Tuy cấp bậc hai bên không khác gì nhau thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn bảo trì sự tôn trọng cao độ với Dương Độ Lục, dù sao vị trí của Dương Độ Lục có thực quyền quá lớn. Dương Độ Lục biết rõ Diệp Thừa Dân nhất định sẽ hỏi điều này, lão nở nụ cười bất đắc dĩ nói, tất cả vốn là kết cục đã định, thế nhưng Bí Thư Lâm không đồng ý, cho rằng cán bộ Nam Giang có tố chất tốt, không thể vì những gì vừa xảy ra và xóa đi thành tích của bọn họ. Anh ấy đề nghị nên thay đổi một chút, cho người có năng lực tiếp nhận công tác, vì vậy mà chuyện của Lý Thừa Uyên được quyết định. Trong đầu Diệp Thừa Dân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, sao lão không hiểu đó là ý nghĩ của ai? Lão nhìn Dương Độ Lục định lên tiếng thế nhưng cuối cùng biến lời nói của mình thành một cái thở dài, cố gắng che giấu. Dương Độ Lục hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, lão nhìn Diệp Thừa Dân rồi cười nói, có một người cấp dưới có khả năng như vậy có phải là áp lực rất nặng nề không? Không phải là rất nặng nề, phải là cực kỳ nặng nề. Diệp Thừa Dân lúc này căn bản nói lời thành thật với Dương Độ Lục. Điều này không khó hiểu, nếu như tôi có một cấp dưới có khả năng như vậy, tôi cũng cảm thấy cực kỳ có áp lực. Dương Độ Lục lắc đầu rồi khẽ nói, lần này sự kiện Chử Ngôn Huy phát sinh ở Nam Giang, tuyến trên có vài phương án với phương diện ổn định đại cục Nam Giang, trong đó phương án chú trọng nhất là đẩy Vương Tử Quân tiến lên làm người đứng đầu ủy ban tỉnh Nam Giang. Vì người này còn trẻ, có năng lực, có sức sống, tư duy nhạy cảm, ý nghĩ khoáng đạt, dũng cảm đổi mới, từng phương diện đều cực kỳ phù hợp. Diệp Thừa Dân chậm rãi bình tĩnh lại, tuy lão là chư hầu một phương, thế nhưng nếu so với Dương Độ Lục thì căn bản không có được những tin tức sắp xếp quan trọng như vậy của lãnh đạo Trung ương. Diệp Thừa Dân biết Vương Tử Quân là một người được đề cử, nhưng lão không ngờ lại có nhiều lãnh đạo Trung ương có khuynh hướng với Vương Tử Quân như vậy. Đến vị trí của bọn họ thì căn cứ nhiều vào kinh nghiệm, thế nhưng phương diện càng được suy xét cao độ chính là năng lực. Có nhiều lãnh đạo tán thưởng như vậy chứng tỏ năng lực của Vương Tử Quân được đại đa số lãnh đạo Trung ương thừa nhận. Trong mắt đại đa số cán bộ Trung ương thì Vương Tử Quân hoàn toàn đủ và thậm chí là dư năng lực đảm nhiệm vị trí của Chử Vận Phong ở Nam Giang. Một người trẻ tuổi như vậy mà được lãnh đạo Trung ương thừa nhận như thế, căn bản là không dễ dàng chút nào. Vì sao cuối cùng lại không chọn Vương Tử Quân? Diệp Thừa Dân lúc này rất muốn biết nguyên nhân của nó. Thượng cấp không muốn nuông chiều sinh hư. Dương Độ Lục vỗ vỗ lên vai Diệp Thừa Dân rồi cười nói, nhưng anh cũng không nên hao tổn tinh thần về điều này. Vương Tử Quân cũng không còn ở lại Nam Giang quá lâu, tối đa qua năm sẽ có vị trí mới. Vị trí mới, là vị trí gì?
Diệp Thừa Dân nghe Dương Độ Lục nói như vậy thì tâm tình thả lỏng hơn, lòng hiếu kỳ lại bùng phát. Dương Độ Lục cười cười, lão nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, tôi cũng không biết, nhưng không phải là ở Nam Giang. Tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho chính đàn Nam Giang chấn động, người ta cực kỳ bất ngờ vì Lý Thừa Uyên tiến lên thay thế Trử Vận Phong. Trong mắt nhiều người thì Trử Ngôn Huy gặp chuyện không may đã đạp đổ thế lực của Trử Vận Phong, chỉ sợ thế lực này sẽ bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cũng không ai ngờ khi mà tin tức chủ tịch tỉnh sẽ là cán bộ lãnh đạo đến từ thủ đô được truyền bá rộng rãi trong tỉnh, Lý Thừa Uyên là người không có khả năng tiến lên làm chủ tịch tỉnh, bây giờ lại là quyền chủ tịch tỉnh nắm công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một tin tức như sấm sét làm cho người ta rung động, làm cho đám người vốn đang sợ hãi vì ngày tàn của Trử Vận Phong chợt tỉnh lại. Bọn họ vốn cho rằng mình sắp ngã đổ hàng loạt, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện cơ hội chuyển mình. Lý Thừa Uyên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh, tuy khí thế kém xa Trử Vận Phong, thế nhưng cây đại thụ sau lưng đám cán bộ trên con thuyền của Trử Vận Phong là không ngã đổ. Bây giờ nếu có người muốn gây phiền cho bọn họ cũng không dễ dàng chút nào. Lý Thừa Uyên từng là một trong những thủ hạ đắc lực của Trử Vận Phong, bây giờ Trử Vận Phong gặp chuyện không may, hắn vốn là một người bị xa lánh, không ngờ lại được đề bạt. Khi mọi người đang hoan hô thì Lý Thừa Uyên, Trử Vận Phong, Kim Hành Thuấn đang ngồi trong một phòng của khách sạn Nam Giang. Lý Thừa Uyên nhìn gương mặt vui mừng của Trử Vận Phong, hắn cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói với Trử Vận Phong, Chủ tịch, tôi nhất định sẽ cố gắng nhận trọng trách ở Nam Giang. Lý Thừa Uyên cực kỳ vui mừng, vì hắn không những tiếp nhận vị trí của Trử Vận Phong ở Nam Giang, còn tiếp nhận nguồn tài nguyên còn sót lại, tất cả sẽ được chuyển lên người hắn. Trọng trách này là không nhẹ, sau này Trử Vận Phong ở sau lưng cũng cố gắng giúp đỡ, bây giờ Lý Thừa Uyên tuy tiếp nhận tất cả từ Trử Vận Phong thế nhưng con đường sau này là cực kỳ khó khăn. Trử Vận Phong khẽ gật đầu. Lão nhìn gương mặt chính trọng của Lý Thừa Uyên, sau đó mới thản nhiên nói, Thừa Uyên, tôi biết rõ năng lực của anh, sau này anh công tác mà không có anh Kim ở bên cạnh, anh nên học tập nhiều hơn, suy nghĩ rộng hơn. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi biết mình nên làm thế nào. Lý Thừa Uyên dùng giọng trịnh trọng nói. Kim Hành Thuấn nghe hai người Trử Vận Phong và Lý Thừa Uyên đối thoại với nhau mà cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Lý Thừa Uyên có thể đảm nhiệm vị trí của Trử Vận Phong làm chủ tịch tỉnh Nam Giang, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng và có chút thất lạc. Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên là hai người luôn cạnh tranh với nhau, bây giờ cạnh tranh đi đến cuối cùng, Lý Thừa Uyên vốn cho rằng sẽ đi đến cuối con đường làm quan, không ngờ lại nhảy lên làm chủ tịch tỉnh Nam Giang. Còn mình thì sao? Sau này mình chỉ có thể ở trên một vị trí có cấp bậc nhưng không có thực quyền, sau đó nhịn mãi đến khi về hưu. Như vậy có ý nghĩa gì? Vì sao chủ tịch không chọn mình? Lúc này Kim Hành Thuấn không khỏi cảm thấy rất nghi vấn. Thừa Uyên, sau này anh có chuyện gì thì nên chú ý đến ý kiến của trưởng phòng Tử Quân. Anh ấy là một người có ánh mắt nhìn xa trông rộng, có năng lực mạnh mẽ, là người mưu cầu cho sự phát triển của Nam Giang. Trử Vận Phong khẽ dựa lưng lên ghế, sau đó trịnh trọng nói với Lý Thừa Uyên. Chương 1465, ẩn hiện vừa phải. Tiến lùi tự nhiên, nhân tâm thu gọn. Chẳng những Lý Thừa Uyên cảm thấy lời nói của Trử Vận Phong là không công bằng, ngay cả Kim Hành Thuấn cũng sững sờ. Bọn họ lần này thất bại là vì thua trong tay Vương Tử Quân, vì sao Chủ tịch Trử còn yêu cầu bọn họ nghe ý kiến của đối phương. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Lý Thừa Uyên dùng giọng có chút nghi ngờ nói, Chủ tịch Trử, Vương Tử Quân chỉ sợ cùng chúng ta. Anh cảm thấy lần này mình trổ hết tài năng là kết quả đề cử của tôi sao? Trử Vận Phong nở nụ cười tự chế giễu nói, tôi nói cho anh biết, tôi mặc dù có lên tiếng về việc đẩy anh lên làm chủ tịch tỉnh, thế nhưng trên cơ bản không có tác dụng gì cả. Tôi cũng mới vừa biết rõ anh được bổ nhiệm lên làm chủ tịch tỉnh chủ yếu là vì Bí Thư Lâm nói giúp cho anh. Bí Thư Lâm, Lý Thừa Uyên chợt cảm thấy run rẩy, tuy hắn có cấp bậc không thấp thế nhưng vẫn cách Bí Thư Lâm quá xa. Hơn nữa hắn cũng không có quan hệ với Bí Thư Lâm, vì sao Bí Thư Lâm lại nói thay cho mình. Bí Thư Lâm đề nghị ổn định đại cục Nam Giang, lấy đó để thuyết phục các vị lãnh đạo khác, thế nên anh mới được bổ nhiệm. Chỉ có một người trong Nam Giang có thể ảnh hưởng đến Bí Thư Lâm, đó chính là Vương Tử Quân. Trử Vận Phong nói đến đây thì ho khẽ một tiếng, tuyến trên vốn cố ý cho Kỷ Mẫn Cương đến Nam Giang, ba chúng ta đều phải rời đi.
Kim Hành Thuấn không nói gì, lúc này cũng không nhịn được phải nói, Chủ tịch Chử, vì sao Vương Tử Quân lại nói giúp cho Chủ tịch Lý? Chử Vận Phong nhìn Lý Thừa Uyên, lại nhìn Kim Hành Thuấn, lão cũng không nói lời nào, chỉ ngồi trên ghế lặng lẽ uống trà. Lý Thừa Uyên trầm ngâm giây lát thì dùng giọng trịnh trọng nói với Chử Vận Phong, Chủ tịch, tôi đã hiểu rồi. Hiểu là tốt, Chử Vận Phong nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp, sau này dù Nam Giang phát triển thế nào thì Vương Tử Quân cũng không còn ở lại quá lâu, chúng ta nên kết giao nhiều hơn với anh ta, như vậy càng có lợi mà vô hại. Lý Thừa Uyên thầm suy nghĩ, mình thắng hay bị đào thải là quyết định bởi thái độ của Vương Tử Quân. Rõ ràng đối phương muốn dùng chiêu thức này để ám hiệu với thế lực của Chử Vận Phong, tôi đã cho các anh tiến lên, cũng có thể cho các anh đi xuống vũng bùn, đi con đường nào là do các anh tự chọn. Ngoài điều này ra thì còn gì khác nữa? Một hành động kia có phải là Vương Tử Quân đưa cành ô liu cho thế lực của Chử Vận Phong hay không? Nếu như nói Vương Tử Quân cho ra một đòn trời giáng làm anh ran rã, sau đó lại cho ra một hành động để nhóm anh tụ hội lại, phương thức này đủ nói rõ một đạo lý, các anh đừng tự cho mình là thông minh, nếu như muốn tranh chấp, tôi không phải không có phần thắng, ngược lại các anh không phải là đối thủ của tôi. Nếu như mọi người đều lui một bước thì sao? Ai cũng là một phương chư hầu, cũng có thể đồng tâm hiệp lực với nhau. Khi Chử Vận Phong đang nói đến chuyện của mình thì Vương Tử Quân đang trò chuyện với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường vừa tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, thế nên cũng không có ý nghĩ gì với vị trí chủ tịch tỉnh Nam Giang. Nhưng lúc này hắn thấy Lý Thừa Uyên nhảy lên vượt mặt mình, thế là không khỏi có chút hâm mộ và ghen ghét. Trưởng phòng, tuyến trên sắp xếp như vậy rõ ràng là không công bằng với anh. Vì lúc này không có ai ở bên cạnh thế nên giọng nói của Đậu Minh Đường cũng không phải quá nhỏ. Vương Tử Quân biết rõ Đậu Minh Đường nói như vậy là có ý gì, hắn cười cười nói, tôi ngồi lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy còn chưa ấm chỗ, anh nói xem tôi lại tiếp tục thoái vị được sao. Đậu Minh Đường nhìn Vương Tử Quân, lúc này thấy Vương Tử Quân còn có thể nói đùa được thì tâm tình rất tốt. Hắn chợt cười nói, trưởng phòng Tử Quân, nếu không tôi xin tuyến trên đi đến địa phương khác nhận chức 2 năm. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Đậu Minh Đường. Bây giờ người tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh là thuộc về Chử Vận Phong, hắn cũng muốn nhường một chút. Bí thư Đậu, tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh em chúng ta không cần làm điều này, tôi không còn ở Nam Giang quá lâu được nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói của Lâm Trạch Viễn với mình, hắn không khỏi cười nói với Đậu Minh Đường. Khi hai người trò chuyện với nhau, Trương Thu Mi từ một bên đi đến. Nàng đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường trò chuyện cùng Vương Tử Quân. Thế là chợt lộ ra nụ cười, trưởng phòng Tử Quân, thật không ngờ chủ tịch Lý lại tiến lên làm quyền chủ tịch tỉnh, tôi còn tưởng rằng người đó là anh chứ. Trương Thu Mi nói một câu cực kỳ có ý nghĩa, hơn nữa lời nói cũng không nhỏ, ai cũng hiểu rõ vấn đề. Đám người ngồi trong đại sảnh đều nhìn về phía này, không, phải nói là đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía những ánh mắt của đám người chung quanh. Hắn cười cười nói cảm ơn trưởng phòng Trương đã tín nhiệm tôi, nhưng tôi biết độ nặng của mình, vị trí chủ tịch tỉnh quá nặng nề, tôi chỉ có một bờ vai nhỏ, khó thể nào làm gì được, thế nên chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng của chị. Ôi, trưởng phòng Vương quá khiêm tốn rồi, ngài mất nhiều sức lực như vậy, không phải là vì tiến thêm một bước sao? Trương Thu Mi nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, nàng có chút không thoải mái, vì vậy lời nói lúc này càng thêm sắc bén. Lời nói của Trương Thu Mi cực kỳ có ý nghĩa, giống như Vương Tử Quân chủ động nắm chặt đám người Chử Ngôn Huy đưa ra công lý là vì thèm thuồng vị trí của Chử Vận Phong. Bây giờ đã có kết quả, xem như Vương Tử Quân hao tổn nhiều tinh lực mà không được gì. Gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ lạnh lẽo với lời chào phúng của Trương Thu Mi, Đậu Minh Đường đứng bên cạnh lại dùng giọng không khách khí nói với Trương Thu Mi, trưởng phòng Trương, tôi có chuyện cần thương lượng với trưởng phòng Vương. Nếu như chị không có chuyện gì, đề nghị chị đi chỗ khác cho chúng tôi trò chuyện. Trước đó Trương Thu Mi muốn đến nương tựa và bị Vương Tử Quân từ chối, nàng căn bản cực kỳ nhớ rõ điều này. Bây giờ sự việc có kết quả làm cho nàng cực kỳ sảng khoái, dù thế nào thì nàng cũng có cơ hội phục thù người kia. Tuy Vương Tử Quân vẫn là một người cực kỳ có uy thế ở Nam Giang, thế nhưng bây giờ Trương Thu Mi cũng không quá e ngại Vương Tử Quân. Dù sao bây giờ vị trí của hai bên vẫn là tương đối, Vương Tử Quân không tiến lên một bước, Lý Thừa Uyên có quan hệ không tệ với nàng lại là chủ tịch tỉnh,
sau này nàng cũng không cần e ngại quá nhiều ở Nam Giang. Nếu Bí thư Đậu và Chủ tịch Vương có chuyện cần bàn, tôi sẽ không làm chậm trễ công tác của hai vị. Trương Thu Mi nói rồi lượn lờ đi về phía Trình Viên Lệ đang chờ bên cạnh. Người phụ nữ này đúng là có hình dạng quá dơ bẩn. Đậu Minh Đường cũng không có nhiều hảo cảm với Trương Thu Mi, lúc này lên tiếng cũng không chút cố kỵ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đậu Minh Đường rồi cười nói, không cần phải chấp nhất loại người như vậy. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Khuất Chấn Hưng từ bên trên đi xuống, hắn nhìn qua bốn phía, sau đó nói với giám đốc khách sạn đứng một bên, Chủ tịch Lý, lãnh đạo thượng cấp mời anh. Chủ tịch Lý vừa mới đi đến phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ đi mời anh ấy. Giám đốc khách sạn lên tiếng chuẩn bị đi mời Lý Thừa Uyên, nhưng hắn vừa xoay người thì lại hỏi Khuất Chấn Hưng, trưởng ban Khuất, nếu Chủ tịch Lý hỏi có chuyện gì, tôi sẽ nói thế nào? Anh nói trưởng ban Dương muốn bàn luận với anh ấy và Bí thư Diệp. Khuất Chấn Hưng tuy cũng tình nguyện đi mời Lý Thừa Uyên, thế nhưng hắn biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản không tình nguyện cho mình mời đi, thế nên vẫn phải nhờ viên giám đốc khách sạn Nam Giang. Nhưng Khuất Chấn Hưng vừa để lộ ra tin tức đã làm cho đám người nơi này cực kỳ quan tâm, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm quan trường, biết rõ Dương Độ Lục tìm hai người nói chuyện tất nhiên là có chuyện cực kỳ quan trọng. Dù sao thì bây giờ trở đi hai người bọn họ cũng là những nhân vật chủ đạo của tỉnh Nam Giang. Khi có người đang suy đoán xem lãnh đạo sẽ nói gì, lúc này Khuất Chấn Hưng đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói, trưởng phòng Vương, trưởng ban Dương mời ngài cùng vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cùng đi với Khuất Chấn Hưng lên lầu. Lúc này vẻ mặt của đám người thường ủy và đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều cực kỳ khác thường. Trưởng Ban Dương gặp mặt trưởng phòng tổ chức, có lẽ là quan tâm đến công tác tổ chức của Nam Giang. Trương Thu Mi đang trò chuyện với Trình Viên Lệ, nàng nghe Khuất Chấn Hưng nói vậy thì không khỏi kinh hoàng, sau đó miễn cưỡng cười nói. Trương Thu Mi nói và không ai lên tiếng tiếp lời. Chương 1466, một đối phương hạ cờ, mình quyết đấu. Bí thư Thừa Dân, Chủ tịch Thừa Uyên, lãnh đạo cực kỳ chú ý đến công tác của Nam Giang. Lúc này khối u ác tính của Nam Giang đã được diệt trừ thế nhưng khó tránh khỏi những chấn động ảnh hưởng đến công tác. Tôi hy vọng hai vị đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đầu ban ngành Nam Giang đoàn kết nhất trí, cố gắng theo đuổi mục tiêu, không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức đối với các anh. Dương Độ Lục dùng giọng trầm bổng lên tiếng, cực kỳ có khí phách. Mặc dù trong phòng họp nhỏ chỉ có bốn người thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ nghiêm túc. Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên đều đang ghi chép gì đó, Vương Tử Quân cũng khẽ đặt bút lên sổ. Vương Tử Quân được Dương Độ Lục gọi vào họp, hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Dù sao đây cũng là một cuộc họp giải tỏa không khí của một người đại biểu cho thượng cấp là Dương Độ Lục với ban ngành Nam Giang. Gọi mình vào đây là có ý gì? Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy nghi hoặc thì Dương Độ Lục đã nói tiếp, trưởng phòng Tử Quân, anh là cán bộ được tổ chức ký thác kỳ vọng, công tác của anh ở Nam Giang được các vị lãnh đạo thượng cấp cho ra lời khẳng định đầy đủ. Vì vậy tổ chức luôn suy xét đến sắp xếp của anh, nhưng bây giờ Nam Giang đang ở vào thời điểm mấu chốt, vị trí trưởng phòng tổ chức của anh là rất quan trọng. Vì thế thời gian ngắn tiếp theo kính mong anh dựa vào những cơ sở công tác hiện có của mình để hỗ trợ Bí thư Diệp và Chủ tịch Lý làm tốt công tác đoàn kết yên ổn đại cục ở Nam Giang. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó đứng lên nói, mong trưởng ban Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ công tác của hai vị lãnh đạo, sẽ bày mưu tính kế và phục vụ tốt cho sự phát triển của Nam Giang. Khi Vương Tử Quân tỏ thái độ thì Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên không khỏi đảo mắt nhìn qua. Bọn họ hiểu rất rõ Dương Độ Lục dùng giọng trịnh trọng nói như vậy chính là muốn tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Đây cũng không phải chỉ là lời nhắc nhở với hai người bọn họ, còn vì thượng cấp cho rằng Vương Tử Quân sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng ở Nam Giang vào lúc này. Tôi căn bản rất có lòng tin với năng lực của anh. Dương Độ Lục gật đầu thỏa mãn với những lời tỏ thái độ của Vương Tử Quân. Dương Độ Lục lại tiếp tục nói về các công tác khác, Diệp Thừa Dân chợt mở lời, trưởng ban Dương. Lần này ban ngành tỉnh Nam Giang chúng tôi vừa được ngài kiểm duyệt, ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội, để xem năng lực chiến đấu của chúng tôi là như thế nào. Bí thư Thừa Dân quá khách khí rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với các đồng chí của tỉnh Nam Giang. Dương Độ Lục hoàn thành công tác với vẻ mặt cực kỳ bình thản, làm cho người ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp.
Ba người Diệp Thừa Dân biết rõ Dương Độ Lục bận rộn nửa ngày cần nghỉ ngơi một chút, thế cho nên nhanh chóng nói lời cáo từ. Dương Độ Lục nói vài ý nghĩ với Diệp Thừa Dân, sau đó chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, anh ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói với anh. Vương Tử Quân tuy không biết Dương Độ Lục có gì cần nói với mình, thế nhưng hắn vẫn ngồi quy củ ở phía đối diện với Dương Độ Lục, chờ Dương Độ Lục lên tiếng trước. Dương Độ Lục nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, cảm thấy có chút hoảng hốt. Suy nghĩ của lão chợt chuyển đến tình cảnh mình mới nghe tên của người này. Khi đó lão đã rời khỏi Sơn Nam, con trai đang đến Sơn Nam rèn luyện. Lão tin tưởng hổ phụ không sinh khuyển tử, thế nhưng không ngờ con trai mình vừa xuống địa phương rèn luyện không bao lâu thì đã quay về với bộ dạng khốn khổ chật vật. Khi đó người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt Dương Độ Lục vẫn còn rất non nớt, bây giờ còn chưa đến 10 năm nhưng đối phương đã nhảy lên mây xanh, sắp trở thành người có thể trực tiếp đối thoại với mình. Tuy nhìn vẻ bề ngoài, dựa theo tâm tình của lão thì người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt non nớt kia vẫn không thể đánh đồng với mình, thế nhưng lão không thể không thừa nhận năng lực của người này là không thể khinh thường. Tử Quân, anh hiểu rõ tình hình ở Nam Giang, lãnh đạo cho anh ở lại Nam Giang là vì muốn ủy thác trách nhiệm. Bây giờ Bí Thư Diệp và Chủ tịch Lý còn đang ở vào giai đoạn ma sát với nhau, sẽ phải tiến hành điều chỉnh một vài cán bộ, cho nên trong lúc này còn cần anh xuất lực nhiều hơn đảm bảo ban ngành Nam Giang vận động với trạng thái cao nhất. Điều chỉnh cán bộ ở Nam Giang là xu thế cần, dù sao thì sự kiện của Trử Ngôn Huy cũng làm cho nhiều người phải liên lụy vào. Đám người kia bị đẩy ngã thì không thể không cho người tiến lên, mà phương diện đẩy người nào tiến lên thì cũng không dễ dàng gì. Chưa nói đến việc Diệp Thừa Dân có ý nghĩ ở phương diện này, ngay cả Lý Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh cũng muốn có được quyền lợi của mình, Vương Tử Quân kẹp giữa hai người bọn họ, thế nên bây giờ người khó khăn nhất chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu như là công tác đặc biệt gì khác thì Vương Tử Quân có nhiều biện pháp để đối phó, ví dụ như không thèm lẩn vào, nhìn thấy không quan tâm, nước sông không phạm nước giếng, lui một bước thì trời cao biển rộng. Nhưng bây giờ sự việc liên quan đến ngũ quan của nhiều người, hắn nhất định phải cho ra ý kiến đề xuất sơ bộ, hắn cũng khó thể trốn tránh trách nhiệm được. Dù có khó khăn thế nào thì hắn cũng phải cho ra lựa chọn, phải đề xuất ý kiến, phải sắp xếp thật tốt với những vị trí còn đang để trống. Cảm ơn trưởng ban Dương đã coi trọng tôi nhất định sẽ cực kỳ cố gắng cống hiến chút sức lực của mình vì sự phát triển của Nam Giang. Dương Độ Lục cười cười. Lão tỏ vẻ tán thành thái độ của Vương Tử Quân. Lão uống một ngụm trà rồi nói tiếp, lần này thượng cấp sở dĩ đồng ý cho Lý Thừa Uyên làm chủ tịch tỉnh Nam Giang vì một nguyên nhân trọng điểm, đó là có anh làm trưởng phòng tổ chức hộ tống hộ giá cho anh ấy, mà thượng cấp cũng cực kỳ thỏa mãn với công tác của anh gần đây. Vương Tử Quân cảm tạ sự coi trọng của lãnh đạo thượng cấp và trưởng ban Dương, mong các vị lãnh đạo và trưởng ban Dương giúp đỡ cho công tác của mình nhiều hơn, mà điều này Dương Độ Lục cũng không chối từ. Sau 10 phút nói chuyện thì Dương Độ Lục nhìn đồng hồ, sau đó lại nói, trưởng phòng Tử Quân, có gì khó khăn anh có thể trực tiếp phản ánh với tôi, cũng có thể phản ánh với các vị lãnh đạo khác. Bản thân tôi chỉ có một yêu cầu với anh, đó là làm tốt việc triển khai mở rộng công tác ở Nam Giang, đẩy công tác của phòng tổ chức tiến lên một bậc thang mới. Bữa tiệc tiếp đãi Dương Độ Lục diễn ra cực kỳ nhiệt tình, vẻ mặt Dương Độ Lục cũng đầy hiền hòa. Thế nhưng lúc này người tham gia cũng không phải bình thường, bầu không khí tuy bình thản nhưng cũng không phải dễ chịu. Buổi tối Dương Độ Lục còn có hội nghị cần tham gia, thế cho nên cũng không ở lại Nam Giang, sau đó trực tiếp đi máy bay về thủ đô. Chỉ sau một ngày thì tin tức Lý Thừa Uyên tiến lên làm quyền chủ tịch tỉnh được truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Nam Giang, truyền vào tai tất cả quan viên Nam Giang. Tin tức này làm cho mọi người hưng phấn, đồng thời còn có một tin tức khác đang bùng phát. Đó là Lý Thừa Uyên sở dĩ có thể tiến lên đảm nhiệm vị trí của Trử Vận Phong cũng vì lời nói của Vương Tử Quân. Chương 1466, 2, đối phương hạ cờ, mình quyết đấu. Tin tức này được truyền ra ngoài làm cho người ta khó tin tưởng, dù sao Vương Tử Quân cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, còn không phải là nhân vật như Dương Độ Lục. Nếu như là bổ nhiệm một vị trí phó chủ tịch tỉnh thì Vương Tử Quân còn có quyền lực. Nhưng Vương Tử Quân muốn vung tay thao tác với Lý Thừa Uyên thì căn bản còn chưa đủ quyền lực, nằm ngoài phạm vi công tác. Nhưng người trong Nam Giang lại chăm miệng một lời với thông tin này, không ai phản đối. Trong mắt nhiều người thì vị trưởng phòng tổ chức phong độ kia đã ngồi vững lên vị trí chiếc ghế số 3 tỉnh ủy Nam Giang.
Vì có rất nhiều phương diện cần điều chỉnh nên Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức và cực kỳ bận rộn, ngoài việc họp hành nghe báo cáo, còn phải tiếp đãi nhiều lượt người đến trò chuyện. Lúc này có nhiều bí thư thị ủy đến báo cáo với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, bọn họ cũng tình nguyện đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhanh chóng nói ra tư tưởng gần đây của mình. Chủ tịch Lưu, thật sự xin lỗi, hôm nay trưởng phòng Vương đã có sắp xếp rồi. Điện thoại của Du Giang Vĩ hầu như rơi vào trạng thái của đường dây nóng, thế nhưng thái độ của hắn vẫn rất nhiệt tình, hắn không muốn đắc tội với những người này. Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại với Chủ tịch Lưu đã gọi đến 4 lần trước đó, Du Giang Vĩ thật sự thở dài một hơi. Chủ tịch Lưu kia cũng thật là, trưởng phòng Vương đã 4 lần từ chối người này đến báo cáo công tác, vì sao còn chưa hiểu ra vấn đề. Làm quan đến cấp bậc chủ tịch thành phố mà vẫn không có ngộ tính như vậy sao? Du Giang Vĩ nghĩ đến phương diện ngộ tính thì trong đầu lóe lên tình huống 2 ngày trước Chủ tịch Mạnh Chí Đạo đến báo cáo công tác với trưởng phòng Vương, lại dùng giọng thần bí hỏi xem mình có xuống địa phương rèn luyện hay không. Tuy Mạnh Chí Đạo nói cực kỳ ẩn giấu thế nhưng Du Giang Vĩ hiểu rõ ràng, đây là hành vi Mạnh Chí Đạo muốn lôi kéo mình, để cố gắng thân cận với trưởng phòng Vương. Du Giang Vĩ không những không tức giận với thủ đoạn nhỏ của Mạnh Chí Đạo, còn cảm thấy đó là sự coi trọng đặc biệt với mình. Mạnh Chí Đạo là hạng người gì? Chính là người đi theo Vương Tử Quân từ khi còn công tác ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, tất nhiên là người cực kỳ quan trọng. Khi Du Giang Vĩ đang liên tục nghĩ đến những điều này, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đi ra mở cửa vì có người đang chờ bên ngoài. Du Giang Vĩ đưa mắt nhìn, người đến làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đối phương cũng không phải là hung thần ác sát gì cả, hơn nữa người này còn cười tủm tỉm với mình. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản không muốn mình thấy người này, đây là Chủ tịch Lưu mà trưởng phòng Vương không muốn gặp. Chủ tịch Lưu, tôi không phải đã nói với ngài rồi sao, trưởng phòng Vương bây giờ đang rất bận, khi nào trưởng phòng có thời gian thì tôi sẽ thông báo cho ngài. Du Giang Vĩ thầm nén giận, hắn cố gắng nở nụ cười tươi như hoa nói. Tuy Du Giang Vĩ căn bản còn chưa tiếp xúc nhiều với những thông tin mật, thế nhưng hắn cũng có vài tin tức về việc nhận chức của vị Chủ tịch Lưu này. Bí thư Diệp không thích Chủ tịch Lưu, Chủ tịch Lý mới nhận chức cũng không có nhiều hảo cảm với Chủ tịch Lưu. Nghe nói Chủ tịch Lưu này năm xưa theo sát tiến độ của Chủ tịch Kim Hành Thuấn, bây giờ Kim Hành Thuấn đã bị đẩy đi, tất nhiên sẽ rơi vào tình cảnh mồ côi mẹ. Tuy quá trình điều chỉnh nhân sự còn chưa được bắt đầu nhưng tất cả đều biết rõ nó đang được tỉnh ủy thúc đẩy. Đến khi nào được thông qua ở hội nghị thường ủy, như vậy sẽ là thời điểm điều chỉnh nhân sự. Vì vậy Chủ tịch Lưu biết mình căn bản có tương lai không ổn định, đang bắt đầu tìm đường đi cho mình. Nếu cơ hội tốt lần này mất đi, như vậy tổn thất là khó thể đo lường, ai không muốn vung tay đánh cược một lần. Chào trưởng Ban Du. Chủ tịch Lưu cố gắng tươi cười dùng giọng cung kính cho ra câu nói ngọt ngào, sau đó nhanh chóng đi vào phòng nói, cậu Du, tôi cũng không muốn làm cậu khó xử, tôi không dám quấy rầy lúc trưởng phòng Vương đang bận rộn, nhưng tôi thật sự rất vội vàng đến cần được báo cáo. Hai anh em ta có quan hệ không tệ, nếu như tôi đến địa bàn của cậu mà không nói một tiếng, không phải là chẳng hiểu chuyện sao? Chủ tịch Lưu tên đầy đủ là Lưu Đạo Đức, nói chuyện cực kỳ có hương vị của người trong giang hồ. Nhưng nếu như nhiều người cho rằng Chủ tịch Lưu là người tùy tiện quê mùa, như vậy Chủ tịch Lưu xem như đã đạt được mục đích của mình. Chủ tịch Lưu đã nói như vậy thì Du Giang Vĩ còn nói gì hơn được nữa. Hắn chỉ có thể lên tiếng đơn sơ cho qua, chóc lòng thầm cầu nguyện Chủ tịch Lưu này nhanh chóng rời đi. Du Giang Vĩ rót trà cho Chủ tịch Lưu, đối phương nhận ly trà, khép hai đầu gối, cúi đầu khom lưng, liên tiếp nói vài lời cảm ơn. Thậm chí vì kích động mà làm cho vài giọt trà rơi ra ngoài. Du Giang Vĩ không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn tiếp xúc qua nhiều quan viên, Chủ tịch Lưu này dù sao cũng là một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở, quyền lực rất lớn. Lưu Đạo Đức là một nhân viên quan trọng của thành phố, nắm một thành phố vài triệu dân, sao không phải là người được mọi người ủng hộ, nói một lời hàng ngàn người tiếp ứng. Tuy nhiều quan viên đi đến cấp bậc này thì có thái độ khác biệt với người bên dưới, thế nhưng cũng không có biểu hiện quá kém như Lưu Đạo Đức đấy chứ. Du Giang Vĩ chợt cảm thấy đồng tình với Lưu Đạo Đức. Trước nay hắn căn bản thực hiện theo đúng trình tự với những người muốn đến gặp trưởng phòng Vương, trước tiên là mời trà, sau đó nói là ý kiến của anh sẽ được tôi chuyển đạt chi tiết đến trưởng phòng Vương, khi trưởng phòng Vương sắp xếp xong tôi sẽ thông báo với anh. Đến khi đó anh có cần báo cáo chi tiết với trưởng phòng Vương,
hay là trưởng phòng Vương cho anh cơ hội gặp mặt, điều này chỉ có thể xem xét vào độ nặng của anh. 5 phút chính là thời gian mà Du Giang Vĩ bỏ ra với một người đến tìm trưởng phòng Vương, khi hắn chuẩn bị châm thêm trà cho Lưu Đạo Đức, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Du Giang Vĩ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà chợt kinh hoàng. Du Giang Vĩ giật mình là vì sợ trưởng phòng Vương gọi ra, nếu như Lưu Đạo Đức ở đây chặn lời của trưởng phòng Vương, như vậy cũng không có gì tốt cho mình. Cho dù trưởng phòng Vương tin tưởng vào Du Giang Vĩ hắn, thế nhưng ở phòng tổ chức có bao nhiêu người đang nhìn vào vị trí của mình, nếu như bọn họ nói vài lời thêm mắm dặm muối, châm chọc này nọ sau lưng trưởng phòng Vương, như vậy ảnh hưởng với mình là khá lớn. Nhưng may mà khi hắn định nhận điện thoại thì thấy Chủ tịch Lưu Đạo Đức lấy điện thoại của mình ra. Alo, alo, có chuyện gì vậy? Lưu Đạo Đức bắt chuyện rồi lớn tiếng hỏi bên kia. Nhưng dù Lưu Đạo Đức nói thế nào thì bên kia cũng không đáp lời. Lưu Đạo Đức cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó đỏ mặt nói với Du Giang Vĩ, điện thoại này đúng là hư rồi, tối qua vừa mới nạp đầy pin thế nhưng mới đó đã hết. Xin lỗi cậu, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Du Giang Vĩ từng trải qua tình huống điện thoại hết pin, vì ứng phó với chuyện này mà hắn thường mang theo hai cục pin dự phòng. Chủ tịch Lưu, anh dùng điện thoại này cũng được. Du Giang Vĩ chỉ vào chiếc điện thoại của mình trên bàn rồi nói với Lưu Đạo Đức. Lưu Đạo Đức khoát khoát tay, hắn nở nụ cười xấu hổ rồi đi ra ngoài. Lúc này Du Giang Vĩ chợt bừng tỉnh, Chủ tịch Lưu là người được ví là thô kệch nhưng tâm tư lại quá chu đáo. Vì sợ mình nhận điện thoại và rơi vào tình huống đáng xấu hổ nên kiếm cớ rời đi, biết đâu đó là tiếng chuông điện thoại của chính Du Giang Vĩ hắn. Chương 1467, một đi theo ruồi bỏ tìm được nhà cầu, đi theo ong tìm được hoa. Du Giang Vĩ thật sự rất cảm khái, đừng thấy Lưu Đạo Đức có vẻ tùy tiện mà lầm, người này căn bản cực kỳ có tâm tư. Nhưng hắn vất vả muốn kéo quan hệ với Vương Tử Quân, sao không đổi lại ý nghĩ? Muốn mở lỗ hổng bên phía Diệp Thừa Dân hay Lý Thừa Huyên. Du Giang Vĩ tiếp điện thoại, sau đó Lưu Đạo Đức quay lại, hắn xoa xoa tay nói với Du Giang Vĩ, trưởng ban Du, vốn định trao đổi một chút với cậu, không ngờ thành phố có quá nhiều việc, không có tôi một lát đã giống như trời sập, bây giờ tôi phải quay về một chuyến. À, trước tiên tôi muốn nhờ điện thoại của cậu để thông báo với bọn họ một tiếng. Du Giang Vĩ nhìn bộ dạng cúi đầu khom lưng của Lưu Đạo Đức. Hắn không khỏi đổ mồ hôi, thế là đưa điện thoại cho đối phương. Lưu Đạo Đức bấm số, nói vài câu hàm hồ là tôi đang có việc cần làm, sau đó cúp điện thoại. Lưu Đạo Đức nói xong thì đưa ra một phong thư nói, cậu Du, điều này. Tôi phải quay về, mong cậu thu giúp tôi cái này. Du Giang Vĩ làm thư ký cho Vương Tử Quân cũng không phải không gặp nhiều khó khăn, nhưng hắn luôn nắm chắc một nguyên tắc, chính là người ta có đưa gì cũng không thu nhận. Vì vậy Du Giang Vĩ trả lại phong thư cho Lưu Đạo Đức, Lưu Đạo Đức cũng không chịu nhận lại, hai bên lôi kéo nhau một lúc lâu. Thế là Du Giang Vĩ đành phải dọa Lưu Đạo Đức, dù thế nào thì tôi cũng không thể thu, chỉ cần anh nói gì thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng nếu tôi thu vào thứ này chỉ có hại, chỉ có thể nộp lên cho ủy ban kỷ luật mà thôi, nhưng sau đó tình anh em của chúng ta xem như cắt đứt. Chủ tịch Lưu, trong mắt tôi thì anh vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, anh nghĩ mà xem. Chẳng lẽ anh muốn sự việc như vậy phát sinh? Lưu Đạo Đức nghe Du Giang Vĩ nói như vậy thì đành phải ngượng ngùng thu phong bì vào trong cặp, vẻ mặt có vài phần không tốt. Với tình cảnh của hắn hiện tại, nếu muốn gặp mặt Vương Tử Quân mà không có ai dắt mối thì căn bản không dễ dàng. Nếu như Du Giang Vĩ có thể nhận lấy, có lẽ sẽ giúp mình một chút, nhưng đối phương không nhận thì hy vọng kia rõ ràng là xa vời. Khi hai người Du Giang Vĩ và Lưu Đạo Đức đang ở vào trạng thái đáng xấu hổ thì có người gõ cửa, Lưu Đạo Đức nhân cơ hội cáo từ. Lần này đến phòng Du Giang Vĩ là một người phụ nữ, khi thấy người phụ nữ này thì Du Giang Vĩ chợt đứng lên như lò xo. Chào Chủ tịch Trình, Du Giang Vĩ căn bản cực kỳ cung kính với Trình Viên Lệ, không phải vì Trình Viên Lệ có cấp bậc cách xa hắn, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là người này cực kỳ có thể diện trước mặt Vương Tử Quân. Hôm nay Trình Viên Lệ mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, nhìn qua có vẻ khôn khéo giỏi giang. Du Giang Vĩ đứng lên thì nàng cười nói, Tiểu Du, trưởng phòng Tử Quân bây giờ có bận rộn gì không? Trưởng phòng Vương tiếp khách trong phòng, Du Giang Vĩ thành thật đáp lời. Trình Viên Lệ cũng không nói gì thêm, nàng ngồi xuống ghế salon trong phòng của Du Giang Vĩ, sau đó mới lên tiếng, ôi,
tôi thấy cậu cau mày giống như có chuyện gì đó khó giải quyết, thế nào, vợ lại giận dỗi nữa sao? Nếu thật sự là như thế thì cứ nói với chị sẽ giúp cậu giải quyết. Trình Viên Lệ thích gọi Du Giang Vĩ là cậu, nhưng Du Giang Vĩ căn bản không dám trèo cao. Trình Viên Lệ xưng là chị với hắn là tỏ ra bình dị gần gũi, không kiểu cách nhà quan, nhưng nếu như hắn thuận tiện bò lên, như vậy là không phân biệt nặng nhẹ. Hơn nữa Trình Viên Lệ khách khí với mình không phải nể mặt trưởng phòng Vương sao. Vì vậy Du Giang Vĩ luôn định vị bản thân rất tốt, cực kỳ hợp cách. Không, chỉ là tôi có vài chuyện nghĩ mãi mà không hiểu được. Du Giang Vĩ vội vàng giải thích. Chuyện gì vậy, cậu nói cho tôi nghe xem thử. Sau khi tiếp nhận ly trà từ tay của Du Giang Vĩ thì Trình Viên Lệ mở miệng giống như một người chị tri âm. Du Giang Vĩ có chút do dự, sau đó nói với Trình Viên Lệ, Chủ tịch Trình, vừa rồi Chủ tịch Lưu đến phòng của tôi, anh ấy lấy điện thoại của tôi gọi đi, không biết muốn làm gì. Đầu tiên Trình Viên Lệ nở nụ cười yêu kiều, sau đó nàng nâng ly trà lên uống một ngụm nói, Tiểu Du à, bình thường cậu là người khôn khéo, sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Du Giang Vĩ nghe Trình Viên Lệ nói như vậy thì có chút mơ hồ, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện này còn cất giấu vấn đề gì sao? Tôi hỏi cậu nhé, điện thoại của cậu có phải người khác cũng được dùng không? Trình Viên Lệ nhìn lên chiếc điện thoại trên bàn rồi chép miệng hỏi Du Giang Vĩ. Điện thoại của mình, Du Giang Vĩ hiểu ra vấn đề, đó là một chiếc điện thoại duy nhất ở Nam Giang, người sử dụng chủ yếu là Du Giang Vĩ, hơn nữa số điện thoại kia còn đại biểu cho trưởng phòng Vương. Lưu Đạo Đức dùng điện thoại của mình gọi đi, như vậy muốn nói cho người khác biết đang ở chỗ của mình. Điều này không khỏi làm cho đối phương sinh ra những ý nghĩ khác thường. Lưu Đạo Đức kia ở trong phòng Du Giang Vĩ hắn nửa ngày để làm gì? Không phải muốn được gặp mặt trưởng phòng Vương sao? Giang Vĩ, gần đây lòng người bên dưới rất bàng hoàng, người được gặp mặt trưởng phòng Vương đều giống như có đeo bùa hộ mệnh, hoặc là được ủy thác trách nhiệm mới, hoặc lại bị điều chỉnh. Có lẽ Lưu Đạo Đức làm như vậy là muốn chui vào chỗ trống, tuyên truyền tạo thế cho chính mình. Trình Viên Lệ lên tiếng không khỏi làm cho Du Giang Vĩ sinh ra cảm giác sợ hãi bất an, nếu như tuyến trên thật sự muốn thay thế Lưu Đạo Đức, muốn đổi vị trí của đối phương, như vậy một cuộc điện thoại vừa rồi có làm ra ảnh hưởng gì với công tác của trưởng phòng Vương hay không? Du Giang Vĩ là người đi theo bên cạnh trưởng phòng Vương, hắn biết rõ bây giờ trưởng phòng Vương được nhiều người coi là lãnh đạo thứ ba trong Nam Giang. Nhưng cũng không ngờ điện thoại của trưởng phòng Vương lại là đạo cụ của người khác. Du Giang Vĩ thầm bội phục Lưu Đạo Đức, cũng xem như ghi hận với người này, dù sao thì người nào cũng không bao giờ thích bị người ta lợi dụng. Du Giang Vĩ do dự giây lát rồi khẽ hỏi Trình Viên Lệ, Chủ tịch Trình, ngài nói xem tôi có nên báo cáo chuyện này với trưởng phòng Vương không? Trình Viên Lệ cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này có lẽ trưởng phòng Vương cũng không nhọc lòng quan tâm, hơn nữa những chuyện thế này chỉ có thể thầm hiểu mà không thể nói ra rõ ràng, sau này cậu chú ý một chút là được. Sau khi nói thêm vài câu với Trình Viên Lệ thì tiếng mở cửa bên phòng Vương Tử Quân vang lên, Du Giang Vĩ lên tiếng, Chủ tịch Trình, ngài chờ một chút, tôi vào báo cáo với trưởng phòng Vương. Khi Du Giang Vĩ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc thấy Vương Tử Quân đang suy tư gì đó, hắn lên tiếng, trưởng phòng Vương, Chủ tịch Trình đã đến, chị ấy đang chờ trong phòng làm việc của tôi. Chương 1467-2, đi theo ruồi bỏ tìm được nhà cầu. Đi theo ong tìm được hoa. Gần đây Trình Viên Lệ có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, hơn nữa Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh, tuy không tiến vào thường ủy nhưng cấp bậc cũng tương đương như mình, thế nên Vương Tử Quân nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân về phòng làm việc của mình, lúc này Vương Tử Quân còn chưa đến nhưng tiếng cười đã vang lên, Chủ tịch Trình, ngài đến cũng không báo một tiếng, Giang Vĩ bình thường rất nhanh trí nhưng cũng xem như có chút hồ đồ. Thân phận của Chủ tịch Trình không giống như bình thường, sao có thể để cho chị ngồi đây chờ đợi được? Vương Tử Quân nói lời phê bình làm cho Du Giang Vĩ đỏ mặt. Lãnh đạo nói có vẻ khó nghe thế nhưng chủ yếu là cho Trình Viên Lệ nhìn vào. Mặc kệ thân phận của người ta đến đây là lớn hay nhỏ, làm thư ký phải thông báo cho lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, nếu không phải như vậy thì người nào đến cũng có thể đi vào phòng lãnh đạo. Lúc đó không phải phòng làm việc của lãnh đạo biến thành chợ bán thức ăn sao? Hơn nữa trưởng phòng Vương nói như vậy rõ ràng không cho rằng Du Giang Vĩ là người ngoài, một thư ký có được độ nặng như vậy là tưởng thưởng cao nhất.
dù Giang Vĩ biết ngay sau đó Trình Viên Lệ sẽ nói lời biện hộ cho mình. Trưởng phòng Vương, việc này cũng không thể trách Giang Vĩ, là tôi tình nguyện đến tâm sự với một chàng trai đẹp trai tuấn tú như cậu ấy. Trình Viên Lệ tuy là một người phụ nữ đã có tuổi thế nhưng vẫn còn vài phần quyến rũ, lúc này nói một câu mờ ám càng làm cho mọi người nở nụ cười. Ha ha, Giang Vĩ, Chủ tịch Trình đây là đang quan tâm đến cậu. Thế này đi, cậu pha cho Chủ tịch Trình loại trà tốt nhất, cũng muốn xem nghệ thuật pha trà của cậu sau khi đi học tập những người chuyên nghiệp là thế nào rồi. Nói dù Giang Vĩ đi pha trà chính là đi ra ngoài, tất nhiên cũng không phải ở lại biểu diễn kỹ thuật pha trà. Trưởng phòng Vương, lần này tôi đến là muốn nghe chút ý kiến của anh. Trình Viên Lệ uống một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Trình Viên Lệ trên ghế salon, lần này Trình Viên Lệ đến thì hắn đã đoán được hơn phân nửa mục đích là gì. Vì vậy hắn cười nói, có chuyện gì thì chỉ cứ nói thẳng, tôi nếu giúp đỡ được sẽ cố gắng hết sức. Gương mặt Trình Viên Lệ chợt có chút vui mừng, Vương Tử Quân nói như vậy rõ ràng là mình có hy vọng. Khi nàng làm phó chủ tịch tỉnh thì có quan hệ bình thường với Trử Vận Phong, lại càng không có kết giao quá sâu với Diệp Thừa Dân. Lúc này Trình Viên Lệ sở dĩ lấy hết dũng khí đến tranh thủ, thứ nhất là vì cơ hội khó có được, thứ hai là quyền lên tiếng của Vương Tử Quân làm cho nàng cực kỳ động lòng. Mặc dù Vương Tử Quân còn chưa tính là người mở miệng quyết định phân phối ban ngành trong Nam Giang, thế nhưng thượng cấp tôn trọng đầy đủ lời đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang, điều này cực kỳ khẳng định. Chỉ có ba người cho ra lời đề nghị có tác dụng, đó là Diệp Thừa Dân, Vương Tử Quân và Lý Thừa Huyên. Sắp xếp như vậy cũng không phải là phán đoán của Trình Viên Lệ, là sự thật được nhiều người Nam Giang công nhận. Trong mắt mọi người thì một trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân căn bản còn có quyền lên tiếng mạnh hơn cả Lý Thừa Huyên. Nếu không trong Nam Giang có nhiều vị thường ủy thế nhưng Dương Độ Lục không gọi ai khác mà chỉ đích danh Vương Tử Quân vào họp, điều này không nói quá rõ ràng là gì. Cậu Tử Quân, chị đã công tác ở vị trí phó chủ tịch tỉnh được 4 năm, cậu cảm thấy bây giờ chỉ có cơ hội tiến lên một bước không? Từ phó chủ tịch tiến lên một bước tất nhiên là chủ tịch tỉnh, Trình Viên Lệ càng không có hy vọng xa vời như thế này. Nàng nói tiến lên một bước chính là nắm được một ghế thường ủy tỉnh ủy. Thật ra Trình Viên Lệ còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã hiểu rõ vấn đề, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Lần này tuyến trên cho Nam Giang nhiều tự chủ trong phương diện điều chỉnh nhân sự, chị Trình là người có lý lịch và năng lực, tất nhiên sẽ có khả năng tiến lên. Câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân làm cho Trình Viên Lệ cực kỳ mừng rỡ, tiến lên một bước nữa chính là việc mà nàng cực kỳ mơ ước. Lúc này sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân, nàng hiểu Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ mình ở phương diện này. Cậu Tử Quân, cậu cảm thấy tôi đi đến vị trí nào là phù hợp? Trình Viên Lệ trực tiếp bỏ qua hai chữ trưởng phòng, điều này càng làm cho hai người trở nên thân mật hơn. Trình Viên Lệ vì kích động mà gương mặt càng vui vẻ tỏa sáng, càng có vẻ tươi tắn xinh đẹp hơn. Nàng không khỏi đứng lên nói, cậu Tử Quân, cậu thật sự làm cho chị cảm thấy kích động. Tôi cũng không có tài đức gì làm cho chị kích động cả. Vương Tử Quân thuận miệng nói như vậy. Trình Viên Lệ nghe những lời này có chút mập mờ, thế là không khỏi đỏ mặt. Vương Tử Quân thầm nghĩ, Trình Viên Lệ là người trà trộn quan trường lâu năm, đã sớm bị chảo nhuộm quan trường làm cho biến dạng, không ngờ còn ngại ngùng như vậy. Xem ra người phụ nữ này cũng không bị quan trường nhuộm 100%, vẫn còn có chút chất phác, điều này làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Vài lời mang sắc thái vui đùa là quá đủ, cũng không nên tiếp tục đi sâu vào. Khi vị trí của mình càng lên cao thì Vương Tử Quân càng nghiêm khắc yêu cầu thái độ cử chỉ và việc làm của mình. Đặc biệt là phương diện tình cảm, vì nhân gian có câu, không quản được thắt lưng quần của mình thì sao có thể trị quốc bình thiên hạ. Vương Tử Quân nói đến đây thì thay đổi biểu hiện của mình thành cực kỳ nghiêm trang, hắn hỏi ngược lại một câu, chị cảm thấy mình thích hợp với chức vụ gì? Tôi sao? À, chị là một viên gạch của cách mạng, chỗ nào cần thì tôi sẽ đi, tôi nghe theo sắp xếp của cậu. Lúc này Vương Tử Quân thật lòng có tính toán điều chỉnh Trình Viên Lệ. Bây giờ trong Nam Giang còn hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy, nếu như động tay vào thì có thể có cơ hội. Theo lời của Vương Tử Quân, vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh giống như còn xếp trước cả trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng vị trí này không còn lực hấp dẫn với Vương Tử Quân, vì hắn biết rõ mình căn bản không còn ở lại Nam Giang được bao lâu nữa.
Lúc này vị trí phó chủ tịch thường vụ căn bản quá xa với Trình Viên Lệ, nhưng vị trí phó chủ tịch thường ủy thì lại có hy vọng. Chỉ là nếu muốn nắm vị trí này phải liên hệ với Diệp Thừa Dân và Lý Thử Huyên, vì hai người này cũng có ý nghĩ của riêng mình. Trưởng phòng Vương, anh cảm thấy tôi là phó chủ tịch thường ủy thì thế nào? Trình Viên Lệ thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì cảm thấy rất áp lực, thế là không nhịn được phải nói ra. Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển, một tính toán xuất hiện trong lòng. Hắn cười nói với Trình Viên Lệ, thư ký trưởng Đào Nhất Hành đang vận tác cho vị trí phó chủ tịch thường ủy. Chương 1468, vận mệnh của tôi do tôi nắm trong tay. Đào Nhất Hành, Trình Viên Lệ nghĩ đến cái tên này mà không khờ dại cho rằng mình đủ lực cạnh tranh với một người là tâm phúc của bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa bản thân Đào Nhất Hành còn là thường ủy tỉnh ủy, mình cạnh tranh căn bản không có phần thắng với Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành là người cạnh tranh vị trí phó chủ tịch thường ủy, như vậy nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ càng là thứ mà Trình Viên Lệ khó thể với đến được. Trong đầu Trình Viên Lệ chợt xuất hiện một suy đoán, chẳng lẽ trưởng phòng Vương sắp tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Vì vậy mà Đào Nhất Hành mới lui ra một bước nhường chỗ cho Vương Tử Quân. Trong đầu Trình Viên Lệ lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là nàng không nhịn được phải hỏi, vậy thì vị trí phó chủ tịch thường vụ bên kia. Bí thư Lỗ là người có năng lực rất mạnh, cần tiến thêm một bước để rèn luyện. Hơn nữa công tác ở khối ủy ban tỉnh luôn là thế yếu của anh ấy. Bây giờ anh ấy nên ma sát một chút. Vương Tử Quân cũng không giấu giếm Trình Viên Lệ mà thản nhiên nói. Lỗ Kính Tu lần này là một người cho ra nhiều lực lượng ở vụ án của Trử Ngôn Huy, nhiều người nhìn vào cảm thấy đó là nhân vật đáng tin của phe phái Vương Tử Quân. Chưa nói đến những phương diện khác, người này có thể chịu nhục thay, chủ động gánh trách nhiệm cho Vương Tử Quân, tình nghĩa này quá sâu mà người thường khó thể với đến được. Nếu cạnh tranh với một người như vậy thì hầu như ai cũng hiểu ra vấn đề và chùn bước. Lỗ Kính Tu, Đào Nhất Hành đều đã tiến lên vị trí kia, Trình Viên Lệ chợt giống như rơi vào hầm băng. Nàng biết rõ hai người kia một khi được đề bạt thì vị trí trước đó sẽ bỏ trống, nhưng dù là vị trí bí thư ủy ban tư pháp của Lỗ Kính Tu hay thư ký trưởng của Đào Nhất Hành, nó không thích hợp cho một người phụ nữ như mình tiến lên đảm nhiệm. Chẳng lẽ lần này mình căn bản không có chút cầu tiến nào sao? Sự việc đã nói quá rõ, Trình Viên Lệ cũng không còn nhiều cố kỵ, nàng hỏi trắng ra, trưởng phòng Tử Quân, đây không phải là nói lần này chị không có cơ hội sao? Cũng không thể nói như vậy, chỉ cần đổi lại góc nhìn thì trời cao đất rộng. Tôi không thể nhìn chằm chằm vào hai vị trí kia mà không buông tha, chị là cán bộ nữ, mặc dù có vài hoàn cảnh xấu thế nhưng ưu thế cũng rõ ràng, ví dụ như có vài vị trí mà phụ nữ thích hợp tiếp nhận hơn nam giới. Có vài vị trí. Trình Viên Lệ nghĩ đến đầu tiên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Người hành tẩu trong quan trường có ba loại, hoặc là bay lên 9 tầng trời như diều gặp gió, hoặc là dậm chân tại chỗ cả đời, hoặc là có một kết thúc bi kịch, bị người ta diệt trừ tận gốc, liên tục xuống dốc trong quan trường. Nhưng Trình Viên Lệ xem xét lại quỹ tích phát triển của mình, dù thế nào thì nàng cũng không thể là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. Nếu không phải là vị trí này, như vậy còn vị trí nào nữa? Chẳng lẽ, Trình Viên Lệ nghĩ đến một vài tin đồn trước đó mà không khỏi cảm thấy toàn thân run lên, nàng dùng cặp mắt tràn đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân rồi lúng túng hỏi cậu, có phải tôi thật sự có hy vọng không? Có hy vọng, Vương Tử Quân gật đầu nói. Nếu như có thể trở thành trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, như vậy là lựa chọn tốt nhất với Trình Viên Lệ. Dù sao thì cán bộ nữ tính muốn có một vị trí trong phòng hội nghị thường ủy thì tốt nhất là trưởng phòng tuyên truyền. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trình Viên Lệ xác định được mục tiêu phấn đấu của mình, tâm tình chợt trong sáng mở rộng. Nàng nói vài câu chuyện vui với Vương Tử Quân, sau đó cười nói, trưởng phòng Tử Quân, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Gần đây các thành phố luôn chú ý đến công tác vệ sinh phòng dịch và y tế. Đúng rồi. Ngài có xem chương trình truyền hình trọng điểm của tỉnh hay không? Có vài thành phố đang tăng mức xử phạt đối với những người buôn bán vận chuyển cầy hương, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hành động nhằm vào cầy hương. Trong lòng Vương Tử Quân chợt khẽ động, năm trước Vương Tử Quân vứt chuyện này ra sau đầu, cũng không ngờ sau khi mình đứng vững bàn chân ở Nam Giang thì lại có người bới móc lên. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói với Trình Viên Lệ rằng mình không quan tâm đến chuyện tốt này.
hắn gật đầu nói, chúng ta giống như còn chưa đủ quan tâm đến phương diện vệ sinh phòng dịch và y tế, năm nay cần phải tranh thủ đầu tư nhiều hơn. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh nắm công tác vệ sinh y tế phòng dịch, nàng căn bản hiểu rõ tình hình vệ sinh y tế phòng dịch ở các nơi, nhưng thật lòng thì nàng cũng không quá hiểu rõ về việc phòng dịch. Cũng vì lúc này Vương Tử Quân nói như vậy nên nàng mới hùa theo mà thôi. Trình Viên Lệ vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này tâm tư của Vương Tử Quân ngồi trong phòng lại bị hấp dẫn bởi lời nói vừa rồi của Trình Viên Lệ. Người ta nói một con bướm vẫy cánh ở Brazil có thể gây ra lốc xoáy ở Texas, đây là hiệu ứng cánh bướm nổi tiếng. Năm vừa rồi mình đẩy mạnh hoạt động đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt nhắm vào cầy hương, chẳng lẽ đã chặt đứt vật chủ của virus rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá đáng mừng. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn lại có chút không yên lòng, dù sao kinh nghiệm nhiều năm cũng nói cho hắn biết nhiều chuyện chưa tính là tất yếu, tuyệt đối không vì một hành động ngẫu nhiên mà đơn giản biến mất. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư, trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, Trương Thu Mi đang báo cáo công tác cho Lý Thừa Uyên. Trước kia hai người có quan hệ khá tốt, lúc này Trương Thu Mi lại cố gắng nịnh nọt. Tất nhiên làm cho bầu không khí giữa hai người càng tốt hơn. Chủ tịch Lý, tôi đã cho Nhật báo tỉnh đăng bài phát biểu của ngài ở Hội nghị Phát triển Kinh tế Toàn tỉnh, tôi có một vài việc cần báo cáo. Trương Thu Mi nói rồi uống một ngụm trà, sau đó lên tiếng, bài phát biểu của ngài đã phác họa ra một kịch bản phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang, đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết hợp dân sinh, ý nghĩa quá mạnh mẽ, cực kỳ đặc sắc. Tôi cảm thấy bài phát biểu của ngài đã chỉ rõ con đường phát triển tương lai của Nam Giang, vì vậy tôi thấy các thành phố trong tỉnh nên bắt đầu phong trào học tập theo tinh thần chỉ thị của ngài. Lý Thừa Uyên mỉm cười, hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Trương Thu Mi. Người phụ nữ này lên tiếng có mục đích rõ ràng, thế nhưng người ta nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa theo những gì người phụ nữ này nói ra khỏi miệng, phương án kia cực kỳ có lợi cho phương diện củng cố địa vị và tăng cường lực ảnh hưởng của mình trong Nam Giang. Trưởng phòng Trương, chị nói như vậy là quá khoa trương, tôi phát biểu chỉ cho ra quy hoạch sơ bộ phát triển kinh tế cho Nam Giang, cũng không dám nói là quá đặc sắc. Còn chuyện học tập tinh thần chỉ thị, tôi thấy nên thôi đi. Chỉ cần để cho các đồng chí nhận thức được tình thế và hoàn cảnh khó khăn đang tồn tại trong quá trình phát triển Nam Giang, phải tăng cường cải cách, dũng cảm sửa đổi, hốt thuốc đúng bệnh là được rồi. Nụ cười trên mặt Trương Thu Mi không thay đổi nhưng khóe mắt lại lơ đãng nhíu lại. Nàng thầm nghĩ Lý Thừa Uyên đang muốn dùng phương án lấy tính chế động để bảo trì sự an phận, loại người này trời sinh nhu nhược, cấp bậc tuy lên cao nhưng phương diện quyết đoán lại không bằng năm xưa. Được rồi, cứ làm theo sắp xếp của chủ tịch, Trương Thu Mi nói, nàng nói thêm vài câu chuyện không liên quan với Lý Thừa Uyên, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Chủ tịch Lý, tôi nghe nói ngày mốt chủ tịch Trử sắp đến thủ đô nhận chức, tôi chuẩn bị tiến anh ấy một chút, ngài có rảnh không? Lý Thừa Uyên căn bản biết rõ tin tức Trử Vận Phong sắp đi hơn cả Trương Thu Mi. Hắn tuy đã tiến lên vị trí mà Trử Vận Phong bỏ lại, thế nhưng căn bản không giảm đi sự tôn trọng với Trử Vận Phong. Sau khi nghe Trương Thu Mi nói như vậy thì hắn thở dài một tiếng nói, tôi cũng muốn đi tiến chân chủ tịch Trử, thế nhưng anh ấy đã cho người truyền lời. Không cần người nào đi tiễn cả. Chủ tịch Lý, chủ tịch Trử không cho đi tiễn là quan tâm đến thuộc hạ, anh ấy sợ đám người chỉ muốn dìm mình xuống lại chỉ ánh mắt về phía người ở lại của mình. Trương Thu Mi nói đến đây thì khóe miệng cong lên, lúc này người luôn muốn dìm chủ tịch Trử xuống lại tỏ ra mình giống như rất giỏi. Hừ, cứ vểnh đuôi lên cho cao, làm cho người ta nghĩ lầm hắn là chủ tịch tỉnh vậy. Chương 1469, một thật ra không muốn đi. Lý Thừa Uyên là người theo Trử Vận Phong nhiều năm, tự cho là một người đã sớm luyện được công phu ẩn giấu cực kỳ sâu, không người nào dám nói chuyện lung tung trước mặt mình. Không ngờ mình vừa mới tiến lên chức vụ chủ tịch tỉnh được chưa lâu thì đã có người chạy đến ly gián, thế là tâm tư không khỏi trở nên bực bội. Điều này nói rõ điều gì, có nghĩa là có người nhìn thấy khe hở của mình, hơn nữa lại luôn chĩa mắt vào đó. Trương Thu Mi mặc dù không nói đến cái tên của Vương Tử Quân, thế nhưng một người thông minh như Lý Thừa Uyên sao không đoán được ý nghĩa lời nói của Trương Thu Mi, thế là hai hàng chân mày không khỏi nhăn lại. Trương Thu Mi luôn quan sát phản ứng của Lý Thừa Uyên, lúc này nhìn thấy chủ tịch Lý cau mày, nàng biết mình đang tiến gần một bước đến mục tiêu.
Thế cho nên tiếp tục mở miệng châm ngòi, Chủ tịch Lý, hai ngày trước tôi đi qua phòng tổ chức, thấy đám người đến báo cáo với trưởng phòng Vương xếp cả hàng dài, hơn nữa còn có một quy củ được dựng lên, đó là những người đi gần với ngài đều không có tư cách xếp hàng. Lúc này đám người của phòng tổ chức ai cũng ngẩng câu đầu như thiên nga, vênh váo tự đắc, há miệng ngậm miệng đều nói trưởng phòng Vương như thế nào, thậm chí còn có người nói. Vẻ mặt Lý Thừa Uyên căn bản không có chút biểu cảm, Trương Thu Mi cũng không nói gì thêm, thế là Lý Thừa Uyên không khỏi dùng giọng bình tĩnh hỏi, nói cái gì? Chủ tịch Lý, ngài cũng đừng đặt nặng trong lòng, vì dù sao những người kia đều yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, tôi thật sự không muốn nói cho ngài nghe, chỉ sợ ngài sẽ nổi giận. Trương Thu Mi sau khi cho ra một động tác nhíu mày thì dùng giọng tức giận không thôi nói, có một tin đồn được truyền bá khắp nơi, nói là ngài sở dĩ tiến lên làm chủ tịch tỉnh cũng là vì Vương Tử Quân, là vì Vương Tử Quân nhường cho ngài. Trương Thu Mi nói xong những lời này thì dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Lý Thừa Uyên, sau đó dùng giọng bênh vực kẻ yếu nói, Chủ tịch Lý ngài cho ra nhiều cống hiến ở Nam Giang, những thứ này chúng tôi hiểu rất rõ ràng, đám người nói lời huyên thuyên kia thì biết cái gì. Chẳng qua chỉ là một đám chó đi theo người ta sủa gâu gâu mà thôi, ngài cũng đừng đặt trong lòng, không đáng chấp nhất với đám người kia. Thu Mi, trưởng phòng Tử Quân là người có năng lực, mọi người nói rõ vị trí này là anh ấy nhường cho tôi, nói rõ tôi căn bản còn chưa được như trưởng phòng Vương. Lý Thừa Uyên cực kỳ căm hận, thế nhưng hắn là người lý trí, tuyệt đối không cho một người như Trương Thu Mi có thể nhìn ra được. Loại phụ nữ chỉ biết nói bừa làm loạn thế này thường giỏi bịa đặt tất cả thông tin xung quanh, có ai có thể đảm bảo nàng sẽ không ném những lời của mình ra ngoài. Nếu một khi để cho người ta đạt được mục đích, như vậy sẽ là dư luận xôn xao, cũng rất náo nhiệt ồn ào. Lý Thừa Uyên nhìn bộ dạng đầy căm phẫn của Trương Thu Mi, hắn chỉ khẽ cười, cũng không thể nói ra những lời tùy tiện, thế nhưng vẫn phải bày tỏ một chút với tình huống đối phương đến dựa vào mình. Vì vậy hắn châm thêm nước trà cho Trương Thu Mi rồi cười nói, khi chủ tịch Trử đi thì tôi và chị sẽ cùng đến đưa tiễn. Vâng, tốt quá, Trương Thu Mi chợt tỉnh táo tinh thần, nàng biết rõ Lý Thừa Uyên là cấp dưới trung thành của Trử Vận Phong, bây giờ chủ tịch Lý sắp xếp mình cùng đi đưa tiễn Trử Vận Phong, điều này nói rõ cái gì? Nói rằng chủ tịch Lý vẫn coi trọng lòng trung thành của mình. Nhưng Trương Thu Mi cũng có chút thất vọng. Tuy nàng có chút thêm mắm dặm muối với những tin đồn bên ngoài, thế nhưng ít nhất thì nó cũng thật sự tồn tại. Nàng tin tưởng nó sẽ là một cây gai đâm vào lòng Lý Thừa Uyên, không ngờ đối phương lại mỉm cười cho qua. Vương Tử Quân, không phải anh xem thường tôi sao? Tôi sẽ làm cho anh phải trả giá nhiều vì hành vi kiêu ngạo của mình. Phụ nữ một khi đi vào trong quan trường thì căn bản khó thể nào giữ lòng lương thiện, có đôi khi còn độc ác hơn cả đàn ông. Nếu hai bên không thể là bạn, chắc chắn người này sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đẩy những kẻ có quan hệ không tốt với mình xuống vực sâu vạn trượng. Sau khi nói thêm vài câu thì Trương Thu Mi rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên khách khí tiến chân Trương Thu Mi ra đến cửa, sau khi đóng cửa lại thì gương mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những tin đồn kia chắc chắn sẽ ngày càng được truyền bá rộng rãi, thậm chí sẽ cho ra nhiều phiên bản, điều này làm cho Lý Thừa Uyên cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng lại không làm gì được. Lý Thừa Uyên nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, hắn không khỏi thầm cảm khái, loại tâm tình lúc này giống như khi còn trẻ yêu một cô gái nào đó, chỉ cần bất kỳ hành vi nào của nàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình của anh. Nếu như vài ngày nàng không quan tâm đến anh, như vậy thậm chí anh còn sinh ra tâm tư muốn chết, nếu ngày nào đó nàng nở nụ cười vui vẻ với anh, như vậy anh cũng cực kỳ vui sướng giống như một đóa hoa nở rộ trong mùa xuân. Không ngờ Vương Tử Quân chỉ là một trưởng phòng tổ chức thế nhưng căn bản có quá nhiều lực ảnh hưởng với mình, muốn thoát khỏi những cảm xúc do người kia mang lại thật sự là quá khó. Đối với nhiều người thì sự kiện Trử Vận Phong rời khỏi Nam Giang là chuyện lớn, tuy bây giờ vụ án Trử Ngôn Huy còn đang được điều tra, thế nhưng lại có sắp xếp mới cho Trử Vận Phong, nhất định rời khỏi Nam Giang đến cương vị mới. Không ai cho ra hạn định thời gian cụ thể với Trử Vận Phong. Thế nhưng Trử Vận Phong vẫn nhắc nhở người nhà nhanh chóng thu dọn hành lý. Lần này không những là lão, ngay cả vợ là chị Lý cũng phải rời đi. Trử Vận Phong là lão lãnh đạo ở Nam Giang, không ít người cảm thấy buồn vì lão phải rời đi. Đám người này cảm thấy nếu mình không đi tiễn chân lão lãnh đạo thì tâm lý cực kỳ bất an, cảm thấy cực kỳ có lỗi với lãnh đạo,
hơn nữa cảm thấy khó chịu nhất là những người đang ở trên các cương vị quan trọng. Đi tiến chân lãnh đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, vì hành động này căn bản có nguy hiểm theo sau. Nếu như hành động của mình được truyền đến tai bí thư Diệp hoặc trưởng phòng Vương, như vậy cũng không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Cậu dọn vài hộp trà mà hôm trước Khương Long Cương mang đến cho tôi, hôm nay tôi có việc cần dùng. Khi tan tầm thì Vương Tử Quân khẽ lên tiếng phân phó với Du Giang Vĩ đang dọn đồ đạc trong phòng. Du Giang Vĩ đồng ý một tiếng, sau đó lấy hai hộp trà từ trong tủ trà ra, lại cẩn thận bỏ vào trong túi giấy. Giang Vĩ, cậu xem mang theo hai hộp trà có phải là quá ít không? Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ đang thu dọn đồ đạc rồi khẽ hỏi. Trưởng phòng Vương, hai hộp trà này được anh Khương tuyển chọn cực kỳ cẩn thận, tôi cảm thấy dù ngài đưa cho ai cũng không là vấn đề. Du Giang Vĩ có chút trầm ngâm rồi cười nói. Những lời của Du Giang Vĩ cũng không phải là giả, theo ý nghĩ của hắn thì với địa vị hiện tại của trưởng phòng Vương, mặc dù tặng cái gì cho người khác, chỉ sợ bọn họ sẽ cực kỳ vui sướng, tiếp nhận và mang ơn. Ngược lại món quà nhỏ nhưng thân phận người tặng lại quá rõ ràng, thế cho nên có không ít tình nghĩa bên trong. Vương Tử Quân cầm túi trà mà Du Giang Vĩ đưa đến, hắn vẫn có chút không hài lòng, thế là nói với Du Giang Vĩ, Giang Vĩ, cậu xem tôi còn có thứ gì không? Hai hộp trà là quá nhẹ. Chương 1469, hai thật ra không muốn đi. Du Giang Vĩ chợt cảm thấy cực kỳ nghi vấn, trưởng phòng Vương đang định làm gì? Hắn lục tung tủ tìm xem còn thứ gì không, Vương Tử Quân lắc đầu bất mãn, sau đó nói, thôi khỏi đi, hai hộp trà cũng được. Sau khi tiễn Vương Tử Quân về nhà, tâm tư của Du Giang Vĩ vẫn đặt lên món quà của Vương Tử Quân. Lúc này hắn thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là ai làm cho trưởng phòng Vương phải trịnh trọng chuẩn bị quà như vậy. Trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân trước nay chỉ nhận những món đặc sản từ các địa phương, căn bản không nhận thêm thứ gì khác. Không biết thì không nên hỏi, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một thư ký. Dù sao thì Du Giang Vĩ vẫn làm rất tốt phương diện này, thế nên sau khi đưa Vương Tử Quân về nhà thì lên xe bỏ đi ngay. Du Giang Vĩ không biết gói quà quá nhẹ lại làm cho Vương Tử Quân bận rộn một giờ. Sau khi dùng xong cơm tối thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng không có thêm được thứ gì khác, thế nên hắn đành xách hai hộp trà rời khỏi nhà. Anh đi đâu vậy? Mạc Tiểu Bắc mặc dù không có hứng thú với hành tung của Vương Tử Quân, thế nhưng khi thấy thái độ bỏ thời gian xem xét để chuẩn bị quà cáp của Vương Tử Quân, nàng không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi. Vương Tử Quân có chút chần chờ rồi nói với Mạc Tiểu Bắc, anh đi tiễn chân một người. Mạc Tiểu Bắc tuy không quan tâm lắm đến tình hình chính trị, thế nhưng nàng vẫn biết những chuyện gió thổi cỏ lay ở Nam Giang. Nàng khẽ nhíu mày rồi dùng giọng oán trách nói, anh đi như vậy căn bản không được hoan nghênh. Anh chỉ muốn đến đưa tiễn một chút thôi. Vương Tử Quân thản nhiên vung tay lên nói, cá nhân anh rất bội phục ông ấy, nếu không đi đến đưa tiễn thì anh cũng thấy rất tiếc nuối. Mạc Tiểu Bắc không tiếp tục khuyên Vương Tử Quân, nhưng khi Vương Tử Quân ra khỏi cửa thì lại dặn dò, chú ý vợ anh ấy, nếu không thì anh gọi điện thoại đi được không? Không có gì đâu, anh biết rồi. Vương Tử Quân cười cười rồi xách hai hộp trà ra khỏi nhà. Bầu không khí buổi tối ở thành phố Đông Hồng đã có chút cảm giác mát, Vương Tử Quân đi trên con đường nhỏ dưới hàng cây, hắn chợt sinh ra cảm giác con đường tăm tối. Hắn đứng ở trước cổng nhà số 7 có thể thấy được ánh đèn ở nhà số 2 trong khu thường ủy tỉnh ủy. Ngày mai chủ nhân của căn nhà số 2 kia sẽ rời khỏi Nam Giang, tuy chủ nhân của căn nhà kia rời đi không có liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng nói thật lòng thì Vương Tử Quân vẫn cảm thấy cực kỳ kính trọng chủ nhân của nó. Kính nể căn bản không liên quan đến lập trường, đó là một sự kính phục với phẩm chất, phẩm cách, thậm chí là những thứ gì đó cao xa hơn của một người. Dù nhìn từ phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng không cần phải đi, vì lúc này chủ nhân của căn nhà số 2 kia đã như mặt trời lặn về Tây, hắn lại đang phát triển không ngừng. Sau này chủ nhân của căn nhà số 2 kia là Trử Vận Phong chỉ có thể là có việc tìm đến Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân thì căn bản sẽ không có gì cần nhờ đối phương giúp đỡ cả. Nếu so sánh như vậy thì vẫn còn một lý do, đó là chủ nhân của căn nhà số 2 kia căn bản cũng không bằng lòng đến gặp mình. Cốc cốc cốc, trong đầu lóe lên hàng trăm ý nghĩ, Vương Tử Quân đưa bàn tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa không lớn thế nhưng lại vang đi rất xa trong hoàn cảnh yên ắng âm u. Ai vậy? Một giọng nói không chút sức lực vang lên,
một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi ra mở cửa. Thông qua ánh đèn u ám bên ngoài, nàng thấy một người đàn ông không quá lớn tuổi hơn mình đứng bên ngoài. Nàng có chút sững sốt rồi khẽ nói, ông cụ nhà tôi hôm nay không tiếp khách, cảm ơn anh đã đến thăm, nhân cơ hội lúc này không có ai nhìn thấy nên anh về đi, đến đây cũng không có gì hay. Người phụ nữ này có cặp mắt rất đẹp, căn bản có chút tương tự như Trử Vận Phong. Vương Tử Quân lập tức đoán được thân phận của cô gái, nhưng lúc này hắn chợt nghẹn lời, không nói nên lời. Nơi này là khu nhà thường ủy tỉnh ủy, rất nhiều người đang ở đây, anh mau đi nhanh lên, nếu để người của nhà số 7 nhìn thấy thì không hay. Vương Tử Quân cuối cùng cũng xác nhận lòng tốt của người phụ nữ này, hắn thản nhiên nói, tôi chính là hàng xóm nhà số 7. Người phụ nữ chợt sững sốt, sau đó dùng giọng có chút phẫn nộ nói, anh đến làm gì? Anh hại nhà tôi còn chưa đủ thảm sao? Tôi đến thăm, Vương Tử Quân cũng không chú ý đến lời trách móc của người phụ nữ, hắn dùng giọng không nóng không lạnh nói, ngày mai chủ tịch Trử sẽ rời khỏi Nam Giang, tôi đến tiễn chân anh ấy. Người phụ nữ vốn là một người mạnh mẽ, thế nhưng khi nhìn người đàn ông không nóng không vội trước mặt, lại cảm thấy mình không thể nói ra những lời uy hiếp đối phương. Nàng suy nghĩ giây lát rồi nói, anh chờ một chút, tôi đi xem bố tôi có muốn gặp anh không. Vương Tử Quân đứng ở bên ngoài cũng không quá lâu, 2 phút sau Trử Vận Phong từ trong nhà đi ra. Lúc này dưới ánh đèn hơi tối thì mái tóc của Trử Vận Phong giống như bạc nhiều hơn 2 ngày trước nhưng hình tượng vẫn cực kỳ uy thế. Tuy lão không còn là vương giả ở Nam Giang, thế nhưng niềm kiêu ngạo của lão là thứ mà không ai có thể xóa đi được. Vương Tử Quân nhìn Trử Vận Phong. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Chủ tịch Trử, tôi đến thăm ngài. Trử Vận Phong đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lão trầm mặc giây lát rồi trầm giọng hỏi, lần này anh đến có phải có chuyện gì hay có công tác gì cần bàn với tôi không? Không, Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Anh đi đi, tôi thừa nhận anh là một trưởng phòng tổ chức cực kỳ hợp cách ở Nam Giang, thế nhưng bây giờ tôi có thân phận là bố của Trử Ngôn Huy. Trử Vận Phong vuốt tóc rồi nói tiếp. Tôi không phản đối chuyên đưa đám người của Trử Ngôn Huy ra công lý, thế nhưng mong anh cho tôi bảo trì quyền lợi của người làm cha. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt không chút biểu cảm của Trử Vận Phong, hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, tôi đến đưa tiễn anh, cũng không liên quan gì đến chuyện ân oán cả. Tôi và anh vốn không có ân oán gì, vì vậy cũng không có vấn đề, tôi căn bản tán thành tất cả công tác và hành động của anh. Nếu như tôi vẫn còn nhận chức ở Nam Giang, tất nhiên nhà tôi sẽ mở rộng cửa với anh, thế nhưng bây giờ tôi không còn công tác ở Nam Giang, tôi không còn liên quan đến Nam Giang, tôi cũng không muốn trò chuyện với anh, thế nên anh về đi. Trử Vận Phong nói những lời này xong thì hơi nghiêng đầu đi nơi khác, Vương Tử Quân có chút sợ khóc sợ cười, hắn đành phải gật đầu rời đi. Nhưng trước khi đi hắn vẫn đưa túi trà vào trong tay Trử Vận Phong, Chủ tịch Trử, cá nhân tôi rất tán thưởng ngài, ngài mang theo chút trà này. Khi nào rảnh thì có thể dùng thử. Vương Tử Quân cũng không chờ Trử Vận Phong có phản ứng, hắn nhanh chóng bỏ đi. Trử Vận Phong nhìn túi trà trong tay, lão lắc đầu rồi xách vào nhà. Bố, trà này tính thế nào bây giờ? Con gái nhìn thấy trong tay Trử Vận Phong có thêm một túi trà thì dùng giọng bất mãn hỏi. Trử Vận Phong hiểu rõ tâm tình của con gái, cũng không nói gì. Thế nhưng chị Lý với gương mặt tiều tụy thấy lão trầm mặc không nói thì chạy đến giật lấy túi trà, sau đó ném xuống đất, còn chưa hết giận mà đá túi trà vào góc tường, sau đó ngồi xuống khóc hu hu trên ghế salon. Được rồi, con trai Ngôn Huy của chúng ta phát triển đến tình trạng hôm nay là do nó tự gieo gió gặt bão, cũng không trách được người ta. Trử Vận Phong cũng không ngăn cản mà ngồi xuống an ủi vợ mình. Bố, ngài nhận đồ của người ta. Ngài biết rõ ý nghĩa của nó không? Vậy là thái độ của ngài ở sự kiện này. Vợ của Trử Ngôn Huy tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nàng nói năng lộn xộn biểu đạt sự bất mãn của mình. Trử Vận Phong khoát tay áo nói, những chuyện này bố hiểu hơn con chỉ cần biết một điều, đó là bố và anh ta không có thù hận cá nhân, vì vậy không thể nói đến chuyện có tha thứ hay không. Chương 1470, một trước tiên phải bắt cóc thân phận của các anh. Không biết bao lâu sau người phụ nữ kia chợt nói, bố, con đã cho người mua 3 vé máy bay 5 giờ sáng mai, 4 giờ sáng chúng ta xuất phát, đến giờ cơm sáng thì có lẽ đã đến thủ đô rồi. Cần gì phải ngồi vé máy bay của người văn phòng đưa đến? Trử Vận Phong này làm quan thanh bạch ở Nam Giang,
là một người đường đường chính chính quyết không cho phép mình rời khỏi Nam Giang như một tên lính đào ngũ, tôi ngồi được thì đi được, cần gì phải sợ. Khóe miệng của cô con gái có hơi co giật, còn muốn mở miệng khuyên nhưng Chử Vận Phong không cho nàng cơ hội, lão nhặt túi trà lên đi vào trong phòng làm việc. Lão mở cửa sổ ra, thấy nhà nhà đã lên đèn ở bên ngoài thế là không khỏi cảm khái, địa phương này lão đã phấn đấu nhiều năm, không biết sau này còn cơ hội quay lại không? Thư ký trưởng, có phải hôm nay Chủ tịch Chử sẽ rời khỏi Nam Giang không? Tuy Chử Vận Phong không còn là Chủ tịch tỉnh thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn xưng hô giống như cũ. Đúng vậy, Bí Thư Diệp, hôm nay Chủ tịch Chử sẽ đi. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hầu như ghi nhớ những chuyện lớn trong tỉnh vào đầu mình. Chỉ cần Diệp Thừa Dân mở miệng hỏi là hắn có thể nhanh chóng cho ra phản ứng. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão chỉ nhanh chóng phê duyệt văn kiện trên tay, sau đó mới nói, phía ủy ban tỉnh đã hủy bỏ lễ đưa tiễn rồi sao? Đó là ý kiến của Chủ tịch Chử, anh ấy không muốn cho ra hình thức như vậy. Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi nói rõ chi tiết. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi sắp xếp, chút nữa tôi và anh đi ra sân bay, chúng ta đi tiễn chân Chủ tịch Chử. Đi đến sân bay tiễn chân. Đào Nhất Hành có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng cho ra điều chỉnh với lịch trình trong ngày của Bí Thư Diệp. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị đi tiễn chân Chử Vận Phong, lúc này Vương Tử Quân đã ngồi trên chiếc xe số 7 tỉnh ủy của mình. Hắn đưa theo vài nhân viên công tác của phòng tổ chức đến thành phố Ô Phổ kiểm tra công tác cải cách nhân sự. Vương Tử Quân ngồi trên xe không nói lời nào, dù Giang Vĩ và lái xe Tiểu Hà cũng thành thật ngậm miệng không lên tiếng. Khi xe rời khỏi nội thành thì Vương Tử Quân chợt nói, hôm nay tôi đi kiểm tra công tác, có phải mọi người đều biết không? Du Giang Vĩ chợt sững sờ, sau đó hắn thầm hiểu và cười nói, trưởng phòng, thật sự là ai cũng biết. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn giống như rất hài lòng với kết quả này, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Du Giang Vĩ thấy vậy thì không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn khẽ hỏi, trưởng phòng Vương, hôm nay là thời điểm Chủ tịch Chử rời khỏi Nam Giang. Ngài đi ra ngoài như thế này có phải là quá rêu rao không? Nếu như tôi đi đưa tiễn Chủ tịch Chử chỉ sợ sẽ có người nghi hoặc, sẽ cảm thấy không nỡ, như vậy sẽ làm cho bầu không khí đưa tiễn quá náo nhiệt sẽ trở nên lạnh lẽo. Vương Tử Quân nói làm cho Du Giang Vĩ có chút cảm động, thì ra trưởng phòng Vương tuyên bố mình đến thành phố Ô Phổ kiểm tra công tác cải cách nhân sự cũng là vì muốn cho đám người đi đưa tiễn Chủ tịch Chử một viên thuốc an thần. Lúc này trong đại sảnh khách quý của sân bay Đông Hồng, bầu không khí khá bình tĩnh và trầm trọng. Lúc này có không ít người ngồi đây, cũng không có ít người liên tục chạy đến, hai bên gật đầu với nhau rồi ngồi xuống. Chu Tín Liên đã đến, Đỗ Ấn Phàm cũng đến, Lưu Vĩnh Cương cũng đến. Một đám người có thực lực và quyền lợi trong tỉnh lần lượt hiện ra ở đại sảnh sân bay, việc bọn họ cần làm chính là đưa tiễn lãnh đạo của mình. Tuy đại sảnh dành cho khách quý ở sân bay khá rộng, thế nhưng lúc này lại có vẻ hỗn loạn, không ít người vì nguyên nhân tìm một chỗ ngồi mà chờ sẵn ở nơi này. Trưởng phòng Trương đến, không biết ai lên tiếng đầu tiên, lúc này Trương Thu Mi mặc một bộ trang phục công sở đi vào với nụ cười ôn hòa. Lúc này ánh mắt của nàng rơi lên người đám đông đến đưa tiễn, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Chào trưởng phòng Trương. Lưu Vĩnh Cương thấy Trương Thu Mi đến thì nhanh chóng đứng lên nở nụ cười cung kính nói. Trương Thu Mi bắt tay nhóm người Lưu Vĩnh Cương, sau đó nàng cười nói, anh Vĩnh Cường cũng đến à? Lần này chủ tịch đi tôi thật sự cảm thấy không nỡ. Nhưng bây giờ thấy nhiều người đến tiễn chân lãnh đạo như vậy, tôi vẫn rất cảm động. Chủ tịch đã hết lòng vì Nam Giang quá nhiều năm, căn bản là không dễ dàng chút nào, thế nên chúng ta cần đến đây tiễn chân anh ấy. Lưu Vĩnh Cương khẽ gật đầu, hắn căn bản đồng ý với lời nói của Trương Thu Mi. Trước đó vài ngày hắn đã cho ra quyết định đến tiễn chân Chử Vận Phong, hắn là chủ tịch thành phố Lâm Hồ, hắn căn bản không chỉ cảm thấy đáng tiếc khi Chử Vận Phong rời đi, còn cảm thấy rất sợ hãi. Chúng ta không những đến, còn phải mỉm cười tiễn chân chủ tịch. Mặc dù chủ tịch Chử rời khỏi Nam Giang, thế nhưng chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm để cho người ta thích nắn thì nắn. Trương Thu Mi dùng giọng kích động nói. Lưu Vĩnh Cương không phải là người ngu, tất nhiên nàng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Trương Thu Mi. Mặc dù hắn biết người kia không có mặt ở đây, thế nhưng lời nói của người phụ nữ này làm cho người ta không thoải mái, giống như cưỡng chế đám người đến tiễn chân bọn họ,
cố gắng dán lên người bọn họ một dấu hiệu, sau đó mới bằng lòng thả bọn họ về. Lưu Vĩnh Cương trầm ngâm giây lát rồi cười nói, trưởng phòng Trương, bây giờ chủ tịch còn chưa đến, chúng ta vẫn phải đợi, thế nhưng cũng không nên nói những lời mất hứng này, đỡ làm giảm cảm xúc của chủ tịch. Chủ tịch Vĩnh Cương nói đúng, chúng ta lúc này đến tiễn đưa lãnh đạo chỉ nên cười. Người kia tuy hùng mạnh nhưng không phải vẫn phải tránh mặt ở trường hợp này sao? Trương Thu Mi mở miệng, nàng cũng không chờ Lưu Vĩnh Cương tiếp tục lên tiếng mà nói, tôi đã hẹn với chủ tịch Lý, lát nữa anh ấy sẽ đến. Trương Thu Mi nói rất tự nhiên, nhưng mọi người ý thức được mục tiêu của người phụ nữ này chính là lung lạc chủ tịch tỉnh, có lẽ không bao lâu sau sẽ là người phát ngôn của chủ tịch Lý. Thế là ánh mắt đám người nhìn về phía Trương Thu Mi có thêm vài phần cung kính. Trương Thu Mi dùng dư quang khóe mắt thu hết sự thay đổi vẻ mặt của mọi người, đối với nàng thì lần này đến tiễn chân Trử Vận Phong Trình là một cơ hội. Nàng là người đã dương cờ đứng về phía đối lập với Vương Tử Quân, như vậy cần gì phải che giấu. Nàng muốn dùng tất cả khả năng để lôi kéo lực lượng, từng bước thu hẹp sự chênh lệch giữa mình và người kia. Trương Thu Mi là một trưởng phòng tuyên truyền, nàng căn bản là một người cực kỳ hợp cách. Chỉ sau vài câu thì nàng đã làm cho bầu không khí nơi đây cực kỳ sống động. Mặc dù đại đa số mọi người đều bảo trì lý trí, không biểu hiện thái độ, thế nhưng thân phận của Trương Thu Mi và thái độ của Chủ tịch Lý đã làm cho bọn họ an tâm hơn. Chương 1472, trước tiên phải bắt cóc thân phận của các anh. Đồ Ấn Phàm tuy không nhìn Trương Thu Mi thế nhưng lại có vài phần kiêng kỵ người phụ nữ này, ngay cả cơ hội hiện tại cũng không bỏ qua, thật sự là ác độc. Nhưng với bản lãnh của người này, nếu muốn tranh cao thấp với trưởng phòng Vương thì căn bản là không biết lượng sức. Xem ra sau này mình nên đứng cách xa đối phương ra một chút. Khi Đồ Ấn Phàm cho ra quyết tâm thì Trương Thu Mi đã cười nói, đây không phải là chủ tịch Đồ sao? Ngài đến Đông Hồng khi nào vậy? Cấp bậc của Đồ Ấn Phàm cũng không kém hơn Trương Thu Mi, hơn nữa nếu so về phương kiện quan trọng thì càng không kém. Tuy hắn không là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nói về quyền lợi thì còn cao hơn cả Trương Thu Mi. Tôi đến sáng hôm nay, Đồ Ấn Phàm cũng không có hứng thú với lời nói của Trương Thu Mi, thế lên giọng điệu có vài phần lãnh đạm. Chủ tịch Đồ rõ ràng là cố tình đến đây, tôi tin lát nữa chủ tịch Trử đến thì nhất định sẽ cực kỳ vui sướng. Xem ra tất cả mọi người đều là trọng tình trọng nghĩa, anh có thể đến cũng không uổng công năm xưa khi công tác có vấn đề được chủ tịch giúp đỡ vượt qua áp lực. Đồ Ấn Phàm nghe Trương Thu Mi nói những lời như vậy thì hai hàng chân mày càng nhíu chặt, đây rõ ràng là một người phụ nữ tự vạch áo cho người xem lưng. Chuyện năm xưa hắn không thể quên, hắn sao quên đi một tình huống té ngã lần đầu tiên của mình trong quan trường. Nhưng người phụ nữ này lại vạch vết sẹo của hắn ra, đối phương muốn làm gì? Đám người trong quan trường đều chú ý tìm lợi tránh hại, thực tế trước mặt người ngoài thì không mong anh mở miệng nói về thành tích của tôi. Chỉ mong anh không vạch trần chuyện xấu của tôi là được, như vậy sẽ làm tổn hại đến thể diện của người khác, cực kỳ đáng giận. Hơn nữa bây giờ là lúc mà Trử Vận Phong ảm đạm rời đi, Trương Thu Mi đứng trước mặt bao người nói Trử Vận Phong đối xử tốt với hắn, vào đúng thời điểm và trường hợp đặc biệt. Như vậy sau này hắn sẽ phải cho ra lựa chọn gì? Đồ Ấn Phàm cũng không thể nào rút lui được. Dù sao thì Trử Vận Phong cũng ra đi. Thế nhưng đám người ở lại vẫn có thân phận mang tên Trử Vận Phong. Đồ Ấn Phàm suy nghĩ cẩn thận tất cả những điều này, đám người bên cạnh nhìn qua cũng hiểu ra vấn đề. Bọn họ ném ánh mắt đồng tình cho Đồ Ấn Phàm, thế nhưng không ai lên tiếng nói giúp một lời. Trương Thu Mi cũng không chờ Đồ Ấn Phàm lên tiếng, gương mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, nàng nói với đám người, lần này chủ tịch rời đi chắc chắn sẽ có tâm tình không vui. Thế nên chúng ta cần dùng hành động thực tế để biểu đạt sự tôn trọng và giúp đỡ với lãnh đạo. Khi Trương Thu Mi đang nói thì khẽ phất phất tay với vài vị ủy viên phòng tuyên truyền, đám người kia bắt đầu lấy biểu ngữ bố trí trong đại sảnh sân bay. Đồ Ấn Phàm híp mắt nhìn những tấm biểu ngữ được răng ra, vẻ mặt có chút cảm khái, xem ra người phụ nữ kia đang cố gắng phát huy bản chức công tác của mình đến cực hạn. Trên dưới một lòng cứng rắn như vang. Vui vẻ tiến chân lãnh đạo nhận công tác mới. Nội dung của những tấm biểu ngữ kia căn bản không có gì là không phù hợp, thế nhưng nếu cẩn thận xem xét thì lại thấy nó có hương vị khác thường. Lúc này chỉ sợ thế cục ở Nam Giang vì một cuộc tiến đưa Trử Vận Phong mà rơi vào trạng thái khó bề phân biệt.
Có vài hành động không cần phải nói ra rõ ràng, nói trắng ra thì chỉ nhạt nhẽo hơn nước, hơn nữa dễ dàng bị người ta nắm lấy đuôi. Tất cả đều không cần nói lời nào, hai bên hiểu rõ nhau là được, đó là cảnh giới tốt nhất. Nhưng người phụ nữ này lại không muốn như vậy, cứ thích dùng phương thức của mình để cưỡng chế những người đến tiễn chân Trừ Vận Phong, bắt cóc thân phận của bọn họ. Đồ Ấn Phàm chợt nhớ mình khổ sở tìm được một người anh em thân thiết của Du Giang Vĩ, thông qua mối quan hệ kia để đổi lấy vài câu của Du Giang Vĩ, chủ tịch Đồ, có thể được thông qua khi trò chuyện với trưởng phòng Vương hay không, sẽ đưa đến hiệu quả gì thì tôi phải cẩn thận xem xét, hơn nữa phải hành động theo hoàn cảnh. Vì vậy chuyện này tôi không dám đảm bảo với ngài, nhưng tôi bây giờ đồng ý với ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vì lời nói này của Du Giang Vĩ mà Đồ Ấn Phàm thiếu chút nữa đã kích động nhảy cẫng lên. Chủ tịch Đồ, lát nữa tiễn chân chủ tịch Trừ, anh cần phải nói vài lời với lão lãnh đạo, anh ấy căn bản cực kỳ tán thưởng anh. Trương Thu Mi dùng ánh mắt vui vẻ nhìn những tấm biểu ngữ được treo trong đại sảnh, thế là nở nụ cười trêu ghẹo Đồ Ấn Phàm. Đồ Ấn Phàm là người lăn lộn quan trường nhiều năm, dù là khi đắc thế hay lúc bị ghẻ lạnh thì cũng có một việc mà hắn làm rất tốt. Chính là chưa bao giờ phàn nàn mình có tài mà không gặp thời, gặp người không tốt. Hắn tin tưởng vững chắc trên quan trường có thứ gọi là quan hệ, dựa vào những gì mà mình gầy dựng được thì quan hệ kia chia làm hai loại, một là tài nguyên bẩm sinh tự nhiên, một loại là phát sinh sau này, anh cần phải dùng trăm phương ngàn kế, hao tổn nhiều tâm tư mới có được. Chỉ cần anh nắm đúng trọng điểm, như vậy mối quan hệ kia sẽ cho ra những sự giúp đỡ khó thể đánh giá với anh. Vì vậy Đồ Ấn Phàm luôn có mục đích cuối cùng của mình là tiếp cận Vương Tử Quân, vì điều này mà cố gắng cho ra nhiều chuyện khác nhau. Hắn kiên định cho rằng từng người đi lại trong quan trường đều có một quá trình tu luyện đặc sắc của mình, cuối cùng có thể thành tiên hay không còn phải nhìn vào ngộ tính, còn phải nhìn vào phương pháp của anh. Nếu không có ngộ tính, hoặc là thiếu sự ổn thỏa cũng chỉ là một thân cây mất rễ chờ chết mà thôi. Đồ Ấn Phàm hắn còn có một con đường dài trước mắt cần đi cho hết. Hắn tất nhiên phải chủ động tiến lên, căn bản không thể ngồi chờ chết được. Trương Thu Mi nhìn rõ tình hình gần đây Đồ Ấn Phàm đi khá gần với Vương Tử Quân, thế là cực kỳ căm hận, cho nên nàng căn bản không bỏ qua cơ hội quá tốt vào lúc này. Trương Thu Mi nói rõ chủ tịch Trừ là người có ơn với Đồ Ấn Phàm, điều này làm cho nụ cười của Đồ Ấn Phàm cực kỳ cứng ngắc, nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì sự bình tĩnh tự nhiên. Vì chính trị xưa nay không bao giờ đồng tình với kẻ yếu. Tất cả mâu thuẫn đều phải được giải quyết dựa vào trí tuệ chính trị của riêng mình. Cảm ơn trưởng phòng Trương. Trương Thu Mi thầm cười lạnh vì lời nói tỏ thái độ của Đồ Ấn Phàm, anh muốn làm người hai mặt sao? Không dễ có lối thoát như vậy đâu. Nhưng Trương Thu Mi cũng không tiếp tục trêu chọc Đồ Ấn Phàm, nàng quay sang nói với Lưu Vĩnh Cương, Chủ tịch Lưu, khi mà Chủ tịch Trừ đến đại sảnh đăng ký thì thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Mọi người nên mang một trái tim biết ơn với Chủ tịch Trừ, thế nhưng cũng không phải ai cũng được nói một vài lời với Chủ tịch Trừ. Ý của tôi là tuyển vài người đại biểu nói chuyện, người khác vỗ tay, anh thấy thế nào? Chương 1471, khắp nơi đều đẹp đẽ. Lưu Vĩnh Cương khẽ gật đầu, hắn nhìn Trương Thu Mi thu xếp và huy động nhân lực, điều này tạo nên một nghi thức tiễn chân Chủ tịch cực kỳ nhiệt liệt, căn bản là rất tốt. Ít nhất cũng cho lãnh đạo một chút an ủi tâm lý. Trương Thu Mi sắp xếp xong từng chi tiết, ví dụ như đám người tránh án tòa án Chu Tín Liên được sắp xếp phía trước để bắt tay với Chủ tịch Trừ. Sau khi sắp xếp xong tất cả thì Trương Thu Mi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, máy bay của Chủ tịch Trừ sẽ cất cánh lúc 10 giờ rưỡi, vì sao còn chưa đến? 10 giờ 10 rồi, sao Chủ tịch còn chưa đến? Không biết ai lên tiếng như vậy. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đồng hồ. Lúc này điều mà mọi người cùng nhau nghĩ đến chính là không biết bây giờ Chủ tịch Trừ sắp phải leo lên máy bay đang ở nơi nào. Trương Thu Mi chợt nhíu mày, lúc này cửa phòng chờ dành cho khách quý được mở ra, Xà Tiểu Cường bình tĩnh đi vào. Xà Tiểu Cường nhìn đám người tập trung bốn phía, hắn trầm giọng nói, vừa rồi Chủ tịch Trừ đã thông qua điện thoại nói lời tạm biệt với Bí Thư Diệp, bây giờ đã lên máy bay. Máy bay cất cánh và nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người, đám người đến tiễn chân Trừ Vận Phong căn bản nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khác biệt. Chủ tịch Trừ vì sao lại leo lên máy bay rồi? Trương Thu Mi nhìn Xà Tiểu Cường với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Vì tiễn chân Trừ Vận Phong mà Trương Thu Mi đã sắp xếp quá nhiều ngày,
không ngờ tất cả đều uổng phí. Chủ tịch Trử đi lên máy bay bằng đường dành cho khách thường. Xa Tiểu Cường nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút cô đơn, chủ tịch Trử nói mình đã nhiều lần đi con đường dành cho khách quý, bây giờ muốn đi cửa bình thường tận hưởng cảm giác mới mẻ. Chủ tịch Trử chính là chủ tịch Trử. Đồ Ấn Phàm thầm cảm khái ngàn vạn, hắn lên tiếng với Lưu Vĩnh Cương ở bên cạnh rồi xoay người rời đi. Trương Thu Mi cũng không đi ngay, nàng đưa mắt nhìn mọi người, chỉ cảm thấy mình như bị người ta dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân. Nàng đã chuẩn bị khá lâu thế nhưng chủ tịch Trử cũng không thèm nhìn mà bỏ đi ngay, lúc này nàng nhìn thấy những tấm biểu ngữ được răng ra giống như đang cười nhạo mình. Bố, có nhiều cán bộ đến tiễn ngài, vì sao ngài không muốn gặp mặt bọn họ? Cô con gái ngồi trên máy bay dùng giọng khó hiểu hỏi Trử Vận Phong. Ánh mắt Trử Vận Phong cũng không nhìn mây gió bên ngoài, thế nên thản nhiên nói, bố đã rời khỏi sân khấu chính trị của tỉnh Nam Giang, còn trộn lẫn vào làm gì? Hơn nữa một người phụ nữ không biết thế cục tự cho là mình thông minh, nhìn bọn họ làm cho người tôi cảm thấy chán ghét. Nhìn bọn họ làm cho tôi cảm thấy chán ghét, vì vậy không muốn gặp. Đây là tính cách của Trử Vận Phong. Người phụ nữ kia tuy chán ghét nhưng lại chĩa vào tên họ Vương, vì sao không cho người kia khó chịu một chút. Người mở miệng là chị Lý, con trai bị vào tù làm cho bà cực kỳ căm hận Vương Tử Quân, thế nên cực kỳ căm tức với Vương Tử Quân. Trử Vận Phong vỗ vỗ vai vợ mình, thế là chị Lý không tiếp tục lên tiếng. Từ sau khi kết hôn thì bà đã có tâm lý sợ chồng, làm cho bà không dám tự ý cho ra bất kỳ lời bình phán nào. Từ Đông Hồng đến thủ đô mất 2 giờ bay, khi máy bay cất cánh thì đám hành khách bắt đầu làm việc của mình. Tối qua chị Lý thu dọn đồ đạc tới khuya, bây giờ cũng đã ngủ, cô con gái lại dùng giọng quan tâm hỏi Trử Vận Phong, bố, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, lão đặt ly trà xuống rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô con gái nhìn gương mặt già nua của bố, không khỏi cảm thấy chua xót. Tuy bố mình tỏ ra cực kỳ bình thản khi rời khỏi Nam Giang, thế nhưng nàng biết tâm tình của bố mình căn bản chưa từng bình tĩnh. Anh trai vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bố, là tấm gương của mình, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn không ngờ anh mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Người phụ nữ dần rơi vào giấc ngủ trong suy nghĩ hốt hoảng. Khi nàng chuẩn bị ngủ say thì chợt nghe bố nói mớ, anh ta đã đi kiểm tra công tác tuyến dưới, tôi cũng không thể làm cho anh ta xem thường được. Vương Tử Quân ngồi trong khách sạn Ô Phổ, hắn dùng giọng cảm khái nói, ông lão kia xem ra vẫn rất kiêu ngạo. Đó cũng không phải là kiêu ngạo bình thường, là bản chất ở trong khung xương, nhìn qua thì thấy Trử Vận Phong giống như đi từ trên núi xuống thung lũng, nhưng nó cũng không làm mất đi sự kiêu ngạo của bản thân lão. Trử Vận Phong rời đi căn bản là một hòn đá ném xuống mặt biển lặng, tuy sóng biển đánh vào tiềm thức của biết bao người, thế nhưng ngọn sóng cũng có lúc phải hiền hòa trở lại. Chính đàn Nam Giang tạm thời trở nên bình tĩnh vì Lý Thừa Uyên tiếp nhận vị trí của Trử Vận Phong, nhưng những chiếc ghế thường ủy tỉnh ủy còn chống lại tác động đến tâm tư của nhiều người. Những người có thực lực cạnh tranh đều có tính toán của mình, đám người không có năng lực tranh cướp lại càng nghĩ nhiều chuyện hơn. Dù sao thì vị trí thường ủy tỉnh ủy vẫn là một cây đại thụ dưới tỉnh, chỉ cần có thể tiến lên sẽ giảm đi vài chục năm phấn đấu. Vì vậy lúc này có nhiều người đẩy mạnh hoạt động, càng có nhiều người chú ý đến phản ứng của lãnh đạo tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhận được tin tức, đó là thượng cấp vì bảo đảm sự ổn định của ban ngành Nam Giang, thế nên cực kỳ coi trọng ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang. Lúc này Nam Giang chỉ còn lại vài vị thường ủy tỉnh ủy, người được chú ý nhiều nhất là Bí thư Diệp Thừa Dân, độ nặng của quyền chủ tịch Lý Thừa Uyên giảm đi khá nhiều, nhưng vị trí của hắn vẫn là nhân vật số 2 trong tỉnh Nam Giang. Ngoài hai người này thì trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cũng chính là đối tượng được mọi người theo đuổi. Bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở Nam Giang có thể làm cho người người phải hâm mộ. Trưởng phòng Vương, chủ tịch đang có chuyện bàn bạc với người trong phòng, mời ngài uống trà. Thư ký Triệu Thành Vân của Lý Thừa Uyên vừa cung kính mời Vương Tử Quân ngồi xuống vừa đưa đến một ly trà nóng. Triệu Thành Vân làm thư ký cho Lý Thừa Uyên cũng không được quá lâu nhưng hắn dù thế nào cũng là một nhân vật trải qua mưa gió chính trị, hắn làm thư ký càng xem như đúng chức vụ. Thư ký luôn đi bên cạnh lãnh đạo, trên người có dấu ấn của lãnh đạo, sau này sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, lãnh đạo lên thì mình lên, xuống thì mình xuống. Vì vậy mối quan hệ giữa lãnh đạo và thư ký luôn là cùng chung vinh nhục,
sau khi sự kiện của Chử Ngôn Huy bộc phát thì Triệu Thành Vân đã làm tốt công tác chuẩn bị ảm đạm rời đi, nhưng hắn không ngờ rằng trong họa có máy, Chủ tịch Lý không những ảm đạm rời đi theo Chủ tịch Chử, còn tiến lên một bước. Dựa vào cây đại thụ sẽ được hưởng bóng mát, Triệu Thành Vân là thư ký của Lý Thử Uyên, tất nhiên nước lên thì thuyền cũng lên. Không biết bao nhiêu người ùn ùn kéo đến chủ yếu là vì nịnh nọt lấy lòng hắn. Nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì Triệu Thành Vân căn bản không dám đắc ý quên hình. Hắn là thư ký của Lý Thử Uyên, hắn hiểu nhiều hơn người khác một chút. Rất nhiều người cười nhạt vì tin tức Lý Thử Uyên tiến lên là nhờ vào Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là thư ký của Lý Thử Uyên, hắn hiểu rõ điều này. Vấn đề này cũng không phải chỉ là lời đồn. Vương Tử Quân nhìn thấy Triệu Thành Vân chuẩn bị vào báo cáo với Lý Thử Uyên, hắn khoát tay cười nói, trước khi tôi đến cũng không xin chỉ thị của Chủ tịch Lý, thế nên là khách không mời mà đến, chúng ta cứ chờ một chút. Triệu Thành Vân muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy thái độ chân thật đáng tin của Vương Tử Quân thì đành thôi. Hai bên trò chuyện với nhau, điều này không khỏi làm cho tâm tình của hắn thả lỏng hơn. Khi hắn và Vương Tử Quân nói về chuyện đá bóng ở thành phố Đông Hồng, chợt nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Triệu Thành Vân luôn chú ý đến động tĩnh bên phòng làm việc của Chủ tịch Lý, thế nên sau khi nghe được âm thanh này thì vội vàng đứng lên. Khi Triệu Thành Vân đi đến cửa thì Xà Tiểu Cường lộ mặt nói, Thành Vân, tôi đi trước, hôm khác chúng ta sẽ gặp mặt trò chuyện. Xà Tiểu Cường đang định tiếp tục lên tiếng thì không khỏi há hốc mồm, hắn không ngờ gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này. Nhưng dù sao hắn cũng là thư ký tiền nhiệm của Chử Vận Phong, gặp qua vô số tình cảnh lớn, thế nên bây giờ sau khi có chút sững sờ thì nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung, hắn cười nói, chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân nhìn Xà Tiểu Cường rồi khoát tay áo nói, Tiểu Cường, gần đây thế nào? Xà Tiểu Cường là thư ký của Chủ tịch Chử Vận Phong, sự kia tất nhiên cực kỳ có cảnh tượng, thậm chí có thể nói là vầng hào quang trên người còn nhiều hơn cả Khuất Trấn Hưng. Nhưng khi mà Chử Vận Phong ảm đạm rời khỏi Nam Giang, thân phận của hắn trở nên rất xấu hổ. Thư ký đã không còn lãnh đạo, như vậy là cực kỳ đau thương, đặc biệt là bây giờ còn chưa có sắp xếp nào cho Xà Tiểu Cường. Thế nên nhiều người bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Cảm ơn sự quan tâm của trưởng phòng Vương, tôi bây giờ khá tốt. Xà Tiểu Cường cung kính đứng trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu lịch trình tâm lý hiện tại của Xà Tiểu Cường, thế là vươn tay vỗ lên vai của đối phương rồi dùng giọng thấm thía nói, Tiểu Cường, ngồi một chỗ quá lâu cũng không hay, cậu đã công tác ở ủy ban tỉnh khá lâu, không bằng xuống tuyến dưới rèn luyện. Như vậy sẽ tạo ra cho mình một cuộc sống mới. Chương 1472, một điều chỉnh nhân sự như chơi mạt chược. Xà Tiểu Cường thầm hiểu, hắn biết rõ đường ra tốt nhất của mình lúc này là xuống tuyến dưới rèn luyện. Mặc dù Chủ tịch Chử đã đi rồi, dù Lý Thử Uyên tiến lên nắm giữ chức vụ, thế nhưng phương diện sắp xếp công tác cho hắn vẫn có chút xấu hổ. Khi mà danh dự của lão lãnh đạo lên cao thì thư ký được sắp xếp muốn mưa có mưa muốn gió có gió, địa phương sẽ dùng ánh mắt cao vời nhìn anh. Nhưng nếu lãnh đạo đi đến bước đường cùng thì sao? Sẽ có một tình cảnh khác chờ anh. Người ở trong quan trường lâu năm sẽ luôn cho rằng quan hệ là rất quan trọng, có nhiều quan hệ thì có nhiều tài nguyên, người có nhiều quan hệ sẽ thường khó tránh khỏi có ý nghĩ cường thế. Thế nhưng cán bộ từ cơ sở bò lên lại không chịu thua ai. Bọn họ cho rằng mình là người được rèn luyện từ cơ sở, trải qua mưa gió phải gặp cầu vồng, trải qua nhiều sóng gió đau khổ mới có được vị trí hôm nay. Thử nghĩ mà xem, anh là người công tác trên cơ quan thượng cấp, cả ngày cao cao tại thượng, bay giữa không trung, chí khí đầy người, có thứ gì mà anh không tinh thông. Nhưng người làm thư ký cho lãnh đạo được vài ngày, viết được vài phát biểu có tính trọng điểm. Nói vài câu nịnh hót thì có thể chạy xuống cơ sở diễu võ dương oai không biết trời cao đất rộng sao. Anh nghĩ mình là ai? Xà Tiểu Cường tất nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn không thể không đi xuống địa phương bên dưới, tiếp tục ở cơ quan tỉnh thì sẽ không có địa vị nào tốt cho hắn. Vì vậy trước khi đi thì Chử Vận Phong đã giao phó sự việc này cho Lý Thử Uyên, mà Xà Tiểu Cường đến gặp Lý Thử Uyên cũng là vì điều này. Mặc dù Xà Tiểu Cường đã có quyết tâm sẽ ôm lấy chân của Lý Thử Uyên, thế nhưng sắp xếp thế nào phải qua được cửa ải của Vương Tử Quân. Bây giờ nghe được những lời cực kỳ ân cần của Vương Tử Quân, trái tim của Xà Tiểu Cường không khỏi nhanh chóng gia tốc. Cảm ơn trưởng phòng Vương, tôi cũng hy vọng mình có thể được xuống tuyến dưới rèn luyện.
À, cơ hội luôn có. Vương Tử Quân cười cười với Xà Tiểu Cường, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì thấy Triệu Thành Vân đi đến nói, trưởng phòng Vương, chủ tịch mời anh vào phòng. Lý Thừa Uyên cũng không đổi phòng làm việc của mình, vẫn là phòng làm việc cũ, nhưng bây giờ tấm biển ngoài cửa đã đổi là chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân đi vào phòng của Lý Thừa Uyên, lúc này Lý Thừa Uyên đang ngồi châm trà. Trưởng phòng Tử Quân, đây là trà bình thường nhưng uống cũng không tệ, mời ngài nếm thử tay nghề của tôi. Lý Thừa Uyên cũng không đứng lên, giọng điệu lại rất thân mật. Triệu Thành Vân đi vào cùng Vương Tử Quân, hắn nhìn Lý Thừa Uyên pha trà mà bừng tỉnh. Hèn gì mấy ngày trước hắn thấy chủ tịch Lý mua một bộ dụng cụ pha trà, đến bây giờ vẫn chưa dùng qua, xem ra là dùng vào lúc này. Triệu Thành Vân biết rõ Vương Tử Quân và Lý Thừa Uyên có việc, thế nên hắn cũng không dám ở lâu, sau khi cẩn thận đóng cửa lại thì đi về phòng của mình. Vương Tử Quân uống một ngụm trà do Lý Thừa Uyên tự tay pha chế, hương vị khá tốt. Hắn tán thưởng hai câu về tay nghề pha trà của Lý Thừa Uyên, sau đó cười nói, chủ tịch, hôm nay tôi đến là có một số việc muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Lý Thừa Uyên khoát tay áo nói, tuy nói là bàn công tác thế nhưng cũng không cần nghiêm túc như vậy, coi như hai bên thương lượng là được. Đối với các thường ủy tỉnh ủy bình thường thì biết đâu Lý Thừa Uyên còn đưa ra cái giá cho mình, nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì Lý Thừa Uyên luôn cảm thấy người này có tiềm lực quá mạnh, dù thế nào cũng khó coi thường. Hơn nữa hắn có thể trở thành chủ tịch tỉnh cũng thật sự là nhờ lời nói của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn dùng giọng khiêm tốn nói, chủ tịch, bây giờ ban ngành Nam Giang chúng ta vẫn đang có chút không trọn vẹn. Hôm qua tôi đã bàn bạc với Bí Thư Diệp, đó là nhanh chóng đề bạt những cán bộ trong đội ngũ của tỉnh. Mặc kệ thượng cấp suy xét như thế nào nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt công tác đề cử, nhất định phải sớm tham gia, nhanh chóng có mưu đồ, xem như tỉnh ủy cho ra quyết định. À, Bí Thư nói đúng, muốn làm cho các đồng chí hăng say công tác thì phải quan tâm cao độ. Nếu chúng ta quan tâm đến bọn họ ở phương diện chính trị, như vậy cũng thể hiện được sự ấm áp của tổ chức. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Diệp. Lý Thừa Uyên nghe thấy Vương Tử Quân nói mình đã bàn bạc với Bí Thư Diệp, hắn có chút khó chịu, Diệp Thừa Dân kia cũng vung tay quá dài rồi. Anh không chờ đợi được mà nhanh chóng phân phối quân cờ của mình sao? Nhưng dù có không thoải mái thì Lý Thừa Uyên hiểu rõ thân phận của mình, thế nên giọng điệu vẫn cực kỳ bình thản. Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, hắn đã sắp đặt sẵn đoạn đối thoại giữa mình và Chủ tịch Lý, phản ứng lúc này của Chủ tịch Lý cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chủ tịch Lý, lúc này nhiều ghế còn trống nhất lại nằm bên phía ủy ban tỉnh, hai chiếc ghế của hai vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy đều đang bỏ trống, Bí Thư Diệp yêu cầu tôi thỉnh cầu ý kiến của ngài. Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy có thể nói là hai phụ tá đắc lực cho Chủ tịch tỉnh. Nếu như có thể cho người của mình tiếp quản hai vị trí này, như vậy sẽ càng làm cho Lý Thừa Uyên như hổ thêm cánh. Tuy hắn không thể khôi phục lại uy thế như của Trử Vận Phong trước kia, thế nhưng cũng đảm bảo thế lực của mình có thể ngang bằng với Diệp Thừa Dân. Chẳng qua vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ thường là do các vị trí thường ủy khác tiến lên, Phó Chủ tịch Thường ủy cũng chỉ có thể được lựa chọn từ các thành phố hoặc lãnh đạo đơn vị trong tỉnh. Lúc đầu Lý Thừa Uyên cũng có ý nghĩ với hai vị trí này. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ tình huống của mình, lúc này vị trí của mình còn chưa ổn, không bằng giúp đỡ Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân ở phương diện này. Bí Thư Diệp có ý kiến gì? Lý Thừa Uyên có chút trầm ngâm rồi nói với Vương Tử Quân. Lý Thừa Uyên hỏi câu này rất có nghệ thuật, tuy hắn hỏi ý kiến của Diệp Thừa Dân, thực tế lại muốn biết được Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân thương lượng và cho ra kết quả như thế nào. Bí Thư Diệp cho rằng vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy là cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Nam Giang, vì vậy chúng ta cho ra đề cử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo thượng cấp với Nam Giang. Chúng ta phải đề cử những người có năng lực mạnh, tố chất cao, có thể được lãnh đạo thượng cấp tán thành. Những người như vậy không những mở ra cục diện cho tỉnh, còn có thể làm cho lãnh đạo thượng cấp thuận lợi thông qua đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang. Lý Thừa Uyên chăm chú nghe lời nói của Vương Tử Quân, tuy những lời này chỉ là mở đầu, thế nhưng hắn là người đi lại nhiều năm trong quan trường, hắn có thể tìm được nhiều ý nghĩa từ những lời này của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không nói ra cái tên cụ thể, thế nhưng trên thực tế đã mở ra phạm vi rõ ràng.
Hai chức vụ này được Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân thương lượng tìm trong số các thường ủy tỉnh ủy hiện tại, mà bây giờ chỉ còn vài người đủ điều kiện mà thôi. Hầu như chỉ sau giây lát thì Lý Thừa Uyên đã nhìn lên người Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, nếu như anh có thể tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ, tôi căn bản cảm thấy thoải mái hơn. Lý Thừa Uyên tuy cảm thấy khả năng này là rất nhỏ nhưng hắn vẫn không nhịn được phải mở miệng thử lời, dù sao đây cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng với hắn. Chương 1472, 2, điều chỉnh nhân sự như chơi mặt trược. Nếu như Vương Tử Quân đi vào trong khối ủy ban tỉnh, như vậy thì Lý Thừa Uyên sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, vì bây giờ uy vọng của Vương Tử Quân là rất lớn. Chỉ cần có phân công công tác rõ ràng trong ủy ban tỉnh, Lý Thừa Uyên có thể không quan tâm đến những phương diện khác. Vương Tử Quân nhìn Lý Thừa Uyên rồi khẽ mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩa lời nói của đối phương, thế là không khỏi thầm buồn cười. Hắn cũng không muốn nói nhiều với Lý Thừa Uyên ở phương diện này, hắn cười nói, tôi cũng muốn làm ra nhiều cống hiến dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lý, thế nhưng tuyến trên không cho tôi cơ hội này, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Lý Thừa Uyên thở dài một hơi. Hắn cảm khái nói, đúng vậy, trưởng phòng Tử Quân có năng lực mạnh ở phương diện phát triển kinh tế, căn bản là quá rõ ràng rồi. Nếu có trưởng phòng Tử Quân chủ trì Đại cục Phát triển Kinh tế Nam Giang, tôi tin tưởng công tác của Nam Giang nhất định sẽ như xe tốc hành. Hai người nói cười vài câu, bầu không khí trong phòng chợt bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hai người giống như đều rơi lên bình trà, giống như bình trà đã biến thành bảo vật gì đó cực kỳ quý giá, hoặc có yêu nghiệt gì đó chợt xuất hiện bên trong. Một phút sau Vương Tử Quân chợt nói, Chủ tịch Lý, ngài cảm thấy năng lực của đồng chí Lỗ Kính Tu như thế nào? Vương Tử Quân mở miệng nhắc đến Lỗ Kính Tu mà căn bản không cần che giấu, điều này có ý nghĩa quá rõ ràng. Lý Thừa Uyên thật sự nhìn không thuận mắt với Lỗ Kính Tu, dù Lỗ Kính Tu là người làm việc biết rõ tròn méo, thế nhưng dù thế nào thì công tác vẫn thiếu chút quyết đoán. Nhưng Vương Tử Quân nói về Lỗ Kính Tu, dù Lý Thừa Uyên có chút tiếc nuối thì cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Vương Tử Quân hầu như đã phải rời đi, nếu như Lỗ Kính Tu tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ, như vậy dù thế nào cũng tốt hơn một người thân cận của Diệp Thừa Dân tiến lên đảm nhiệm vị trí này. Dù sao thì vị trí phó chủ tịch thường vụ cũng khá quan trọng, nếu như để cho vị trí này liên hợp với Diệp Thừa Dân, như vậy sẽ là lực cản quá lớn với Lý Thừa Uyên, khi đó khó tránh khỏi tình huống Diệp Thừa Dân một tay che trời. Xem ra Lỗ Kính Tu này đến sau mà tới trước, Vương Tử Quân dù thế nào cũng phải có báo đáp với Lỗ Kính Tu sau khi sự việc lần trước phát sinh. Mặc dù cuối cùng chân tướng vẫn rõ ràng, thế nhưng Lỗ Kính Tu chịu nhục thay cho Vương Tử Quân, dũng cảm đảm nhận trách nhiệm, điều này bắt buộc Vương Tử Quân phải cho ra báo đáp. Vương Tử Quân có thể cướp thức ăn từ trong miệng hổ, giữ lấy vị trí phó chủ tịch thường vụ cho người của mình, xem ra không đơn giản chút nào. Lý Thừa Uyên thầm cảm khái. Hắn cười nói, đồng chí Bí Thư Kính Tu có năng lực công tác rất mạnh, vừa kiên trì nguyên tắc vừa có sự linh hoạt trong công tác, bản thân tôi rất thỏa mãn. Nếu như có được sự giúp đỡ của Bí Thư Kính Tu ở ủy ban tỉnh, tôi tin tưởng mọi người sẽ ở chung vui vẻ cùng nhau phát triển. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí Thư Lỗ cũng cực kỳ hy vọng có thể được học tập Chủ tịch Lý nhiều hơn, anh ấy nói Chủ tịch Lý là người có kinh nghiệm phong phú, nếu như có thể được học tập ngài sẽ lợi ích cho cả đời sau này. Hai người đối thoại thêm vài câu thì xem như quyết định chuyện này, Lỗ Kính Tu là người có tư chất lý lịch và thực lực, vị trí phó chủ tịch thường vụ đã nằm trong túi rồi. Lỗ Kính Tu là người theo sát Vương Tử Quân, như vậy vị trí phó chủ tịch thường ủy còn lại cũng không thể nào là người của mình. Dù sao thì Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân đã thương lượng với nhau khá tốt, Diệp Thừa Dân sẽ không chịu là người bị thiệt hại. Nếu như có mặt chủ tịch Trử, bọn họ có thể không kiêng kỵ như vậy sao? Lý Thừa Uyên chợt nổi giận, nhưng sau đó lại cố gắng nhẫn nại. Hắn không phải là Trử Vận Phong, thế cục trước mắt muốn ổn định thì phải cần thỏa hiệp, vì vậy hắn cũng không dám kiên trì ý kiến của mình. Giống như suy nghĩ của Lý Thừa Uyên, sau đó Vương Tử Quân nói ra đề cử cho vị trí phó chủ tịch thường ủy là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cũng là thường ủy tỉnh ủy, bây giờ tiến thêm một bước là phó chủ tịch thường ủy căn bản là quá bình thường. Mặc dù Lý Thừa Uyên có hàng ngàn lý do từ chối Đào Nhất Hành tiến vào ban ngành ủy ban tỉnh, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý. Dù sao thực lực của hắn bây giờ là quá yếu, khi chưa tiến hành tuyển cử thì mới chỉ là quyền chủ tịch tỉnh,
trước khi không nắm chắc thì hắn không dám tranh chấp với Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân ở phương diện này. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui mừng chính là Lỗ Kính Tu chạy sang ủy ban tỉnh thì vị trí bí thư ủy ban tư pháp bỏ trống, Vương Tử Quân cũng không đề cử người nào, nói rằng sẽ nghe ý kiến của Chủ tịch Lý. Vị trí bí thư ủy ban tư pháp rất quan trọng, đây không những là thường ủy tỉnh ủy, còn là người nắm công tác công an kiểm sát tư pháp tòa án ở trong tỉnh. Khi Vương Tử Quân đến Nam Giang thì chiếm lấy vị trí này, bây giờ lại buông tay ra. Nhìn từ phương diện này thì thấy Vương Tử Quân tuy có chút ngang ngược nhưng cũng hiểu quy củ quan trường, trên quan trường phương diện bày tỏ quyền uy rõ ràng nhất chính là công tác nhân sự. Mặc kệ lãnh đạo đứng đầu có cường thế ra sao, công tác nhân sự vẫn có quy củ bất thành văn của mình. Có một câu nói thế này, đề bạt cán bộ giống như đám người có quyền quyết định nhân sự đang ngồi chơi một ván mặt trược, anh đưa quân này ra thì người ta cũng phải lấy được một quân, anh phải cho người ta một cơ hội, nếu không trò chơi sẽ kết thúc. Nếu như anh muốn sắp xếp vài người, như vậy anh phải bố cục cực kỳ tỉ mỉ, phải cẩn thận với thực lực bài tẩy trong tay mình. Nếu như anh sắp xếp không tốt, anh không có bài mạnh bằng người ta, sẽ làm cho quyền chủ động rơi vào tay đối phương. Có câu củi chắc cần dao sắc, cho dù Vương Tử Quân có cường thế ra sao, Diệp Thừa Dân cường thế thế nào, bọn họ cũng phải nắm chắc phương diện hài hòa, cần phải thả ra vài thứ. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy đồng chí chánh án Chu Tín Liên là cán bộ lão thành có kinh nghiệm ở công tác tư pháp, là nhân tuyển rất tốt. Lý Thừa Uyên liếm liếm môi rồi nở nụ cười nói. Lý Thừa Uyên đề cử được Chu Tín Liên tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp, hơn nữa còn là một thường ủy tỉnh ủy, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Tuy lão không có người của mình ở hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy, thế nhưng bổ nhiệm như vậy vẫn làm cho hắn thỏa mãn. Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân xem ra vẫn tôn trọng mình. Tuy vị trí thư ký trưởng còn chưa được xác định, thế nhưng hai người Lý Thừa Uyên và Vương Tử Quân cũng không tiếp tục ở đề tài này. Vì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là đại thư ký của Diệp Thừa Dân, nhân vật như vậy bọn họ không nên sắp xếp. Sau khi cảm thấy việc lớn đã xong, Lý Thừa Uyên cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái, hắn rót nước cho Vương Tử Quân rồi cười nói, trưởng phòng Tử Quân. Hai người chúng ta đã lâu không ngồi cùng với nhau, anh xem khi nào rảnh hai tay uống vài ly. Khi nào Chủ tịch Lý có thời gian, anh có thể kêu gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi đảm bảo sẽ đi đến. Vương Tử Quân căn bản rất ẩn nhẫn với lời mời của Lý Thừa Uyên. Khi Lý Thừa Uyên cảm thấy tất cả sắp kết thúc, Vương Tử Quân chợt đặt ly trà trong tay xuống nói, Chủ tịch Lý, tôi có tiếp xúc nhiều với Chủ tịch Trình, chị ấy có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa lại nhìn xa trông rộng. Điều này là cực kỳ khó có được. Vương Tử Quân nói rất tùy ý, thế nhưng Lý Thừa Uyên nghe lại không thể tùy ý theo. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng ước lượng mục đích lời nói của Vương Tử Quân. Chương 1473, tôi không muốn làm người cô đơn ở Nam Giang. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh, Vương Tử Quân cũng không cần phải khích lệ nàng trước mặt mình. Dù sao thì chính mình cũng căn bản không nói đến phương diện ủy thác trách nhiệm với Trình Viên Lệ, vì đối phương là trợ thủ của Lý Thừa Uyên hắn. Nếu không thể ủy thác trách nhiệm, như vậy Vương Tử Quân nhắc đến Trình Viên Lệ làm gì? Chẳng lẽ muốn nhờ mình đẩy Trình Viên Lệ tiến lên sao? Nhưng bây giờ giống như tất cả lỗ hổng đều được lấp đầy, mình nên đề cử thế nào? Cũng không thể nào đổi Chu Tín Liên thành Trình Viên Lệ, hoặc đề cử Trình Viên Lệ thành thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy được. Vì điều này căn bản là chuyện đáng cười. Chưa nói đến phương diện Diệp Thừa Dân có gật đầu hay không, nếu hai người bọn họ đề cử Trình Viên Lệ tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, căn bản là quá buồn cười. Lý Thừa Uyên nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của Vương Tử Quân, hắn chợt nhíu mày. Hắn biết rõ Vương Tử Quân lên tiếng thì không phải thuận miệng nói chơi, phải có mục đích của mình, nhưng rốt cuộc là mục đích gì? Chủ tịch Trình trước kia vốn đã là trưởng phòng tuyên truyền thành phố Ngân Bằng, công tác cực kỳ xuất sắc, đã sớm nổi tiếng cả tỉnh. Vương Tử Quân thấy Lý Thừa Uyên không nói lời nào thì cười nói. Lý Thừa Uyên biết Trình Viên Lệ trước kia làm trưởng phòng tuyên truyền thị ủy, nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân nhắc lại như vậy thì trong đầu chấn động, ngay sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Vương Tử Quân đề cử Trình Viên Lệ lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Lý Thừa Uyên cũng không có hảo cảm gì với Trương Thu Mi, mặc dù người ta luôn cố gắng dựa vào mình. Nhưng hắn biết người phụ nữ kia cũng không phải là đèn cạn dầu,
nhưng đối phương cố ý châm ngòi ly gián giữa mình và Vương Tử Quân, rõ ràng là không biết nặng nhẹ. Thì ra Vương Tử Quân đang chờ Trương Thu Mi ở chỗ này, Lý Thừa Uyên nghĩ lại và thấy những ngày qua Trương Thu Mi quá năng động còn Vương Tử Quân thì cực kỳ bình thường. Hắn thầm nghĩ, Trương Thu Mi ơi là Trương Thu Mi, cô không biết lượng sức mình, cần gì phải đùa bỡn chút tài mọn với Vương Tử Quân. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Tử Quân ra tay không khách khí với cô. Tuy thầm cảm thấy cảm khái nhưng Lý Thừa Uyên cười nói, đồng chí Viễn Lệ còn trẻ, thật sự nên gia tăng trọng trách. Có câu nói thế này, nếu đẩy công tác lên đến đỉnh cao thì cũng phải có chút tâng bốc, cá nhân tôi cảm thấy có thể để cho Chủ tịch Viễn Lệ đảm nhận khối công tác tuyên truyền. Lý Thừa Uyên nói đến đây thì có chút cảm khái, hai ngày trước tôi gặp mặt trưởng phòng Trương, cảm thấy áp lực của chị ấy càng lúc càng lớn, đúng là người ta càng ngày càng già đi. Lý Thừa Uyên quả nhiên có chỉ số thông minh không phải là người thường có thể so sánh được, Vương Tử Quân là người nghe tiếng đàn biết bài hát, hắn căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Lý Thừa Uyên. Chuyện này có được sự đồng ý của Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, hơn nữa Trương Thu Mi có chút quan hệ với Trử Ngôn Huy, ép người này đi xuống không là việc khó. Trưởng phòng Trương đã lớn tuổi nhưng năng lực công tác vẫn còn. Tôi cảm thấy nên để chị ấy đi đến khối mặt trận tổ quốc phát huy những nguồn nhiệt lượng còn lại của mình. Lý Thừa Uyên gật đầu với những sắp xếp của Vương Tử Quân với Trương Thu Mi. Dù sao thì Trương Thu Mi bây giờ cũng là người dựa vào hắn, đưa nàng ta đến khối mặt trận tổ quốc cũng không quá phụ lòng. Trương Thu Mi những ngày qua công tác cực kỳ tích cực, phải nói là nàng căn bản cực kỳ tích cực ở phương diện làm người tuyên truyền thay mặt cho Trân Hồng Lỗi. Phòng tuyên truyền tỉnh ủy liên tục cho ra nhiều văn kiện, tất cả đều chỉ xoay quanh phương diện học tập tinh thần đẩy mạnh phát triển kinh tế của Chủ tịch Lý Thừa Uyên. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy đây là thái độ của Lý Thừa Uyên, nhưng nếu so sánh với phương diện dựa vào Lý Thừa Uyên, Trương Thu Mi căn bản là quá lặng lẽ ở phương diện tranh chấp với Vương Tử Quân, không quá dữ dội. Chủ tịch, tôi cảm thấy hội nghị thường ủy lần này chính là Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân liên thủ ức hiếp người khác. Dù là vị trí phó chủ tịch thường vụ hay phó chủ tịch thường ủy đều thuộc ủy ban tỉnh, bọn họ rõ ràng xem ngài là con rối, sao không trưng cầu ý kiến của ngài, lại hào hùng đề cử nhân tuyển của riêng mình. Sau khi tan họp hội nghị thường ủy, Trương Thu Mi là người đầu tiên đi vào phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, nàng không che giấu sự bất mãn của mình. Lý Thừa Uyên có chút phiền muộn, hắn kiêng kỵ nhất là người ta coi mình như con rối. Dựa vào tình thế chính trị hiện tại ở Nam Giang, tính tình của hắn vẫn còn có chút tốt đẹp, nhưng cái này cũng không liên quan đến việc hắn có chủ kiến của mình. Lúc này hắn còn chưa ngồi vững ở vị trí chủ tịch tỉnh, hắn không muốn nóng lòng biểu đạt ý kiến của mình, vì vậy hạ quyết tâm tạm thời cầu toàn với Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân. Chỉ là có ai nhìn thấy hắn tuy dàn xếp ổn thỏa nhưng thật ra có bao hàm sự tinh túy trong phương diện cân đối quyền lực. Lý Thừa Uyên nhìn bộ dạng cực kỳ tức giận của Trương Thu Mi, hắn thầm nghĩ chị đang nịnh bợ tôi. Sao lại không ý thức được chị nói tôi là con rối rõ ràng là châm chọc không có chủ kiến. Sau khi Triệu Thành Vân vào châm trà rồi lui ra thì Lý Thừa Uyên mới nói, trưởng phòng Trương, hội nghị thường ủy thông qua quyết định đã được đa số các vị thường ủy đồng ý, mặc dù không nhất định có sự chuẩn bị, không nhất định là toàn diện, thế nhưng nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì. Trương Thu Mi nhìn gương mặt lãnh đạm của Lý Thừa Uyên, nàng càng thêm bất mãn, Chủ tịch Lý. Tôi thật sự không thể hiểu nổi ngài tôn trọng bọn họ như vậy nhưng kết quả thì thế nào? Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của ngài. Đặc biệt là Vương Tử Quân kia, ngài nhìn xem bây giờ hắn bành trướng ra bộ dạng gì rồi kìa. Đề cử Lỗ Kính Tu làm phó chủ tịch thường vụ, nếu nói trong đó không có tư tâm, tôi căn bản không bao giờ ngóc đầu lên được. Trương Thu Mi nói đến Vương Tử Quân thì không tự chủ được phải nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng công khai chiến đấu với Vương Tử Quân, tuy nàng liên tục ra chiêu với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bên kia không thèm có phản ứng, nhưng nàng hiểu rõ người thắng vẫn là Vương Tử Quân. Sở dĩ có cảm giác này là vì Trương Thu Mi cảm thấy gần đây người vây quanh mình càng lúc càng ít, vài ngày trước nàng mở tiệc chiêu đãi vài người bạn đi ngang qua Nam Giang, vừa vặn gặp mặt vài vị lãnh đạo địa phương đang dùng cơm ở khách sạn Nam Giang. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, những đám cán bộ kia sẽ nhất định đi vào phòng mời rượu, thế nhưng nàng trông chờ mãi đến khi bữa tiệc chấm dứt mà không thấy người nào đi vào. Sau đó một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở có quan hệ tốt với Trương Thu Mi gọi điện thoại đến xin lỗi.
Tuy người này nói rất ẩn giấu thế nhưng Trương Thu Mi vẫn loáng thoáng hiểu ra vấn đề, đó là hắn đề nghị đến mời rượu trưởng phòng Trương nhưng bị lãnh đạo chối bỏ. Còn nguyên nhân phủ quyết, chính là sợ trưởng phòng Vương mất hứng. Sự kiện bực mình này không đáng được nhắc đến, thế nhưng nó lại làm cho Trương Thu Mi cực kỳ tức giận. Trong quan trường có một quy củ sao sáng vây quanh trăng, tất cả mọi người chỉ chú ý vào một người. Chỉ cần người này cười thì có thể làm cho đám người chung quanh vui vẻ, người kia nhíu mày sẽ làm cho người chung quanh kinh hãi. Những người trong quan trường căn bản không khác gì đáng cung tần mỹ nữ trong cung vua thời xưa, mỗi người tranh thủ tất cả biện pháp để có được tình cảm với hoàng thượng, ai cũng cực kỳ cẩn thận và sợ hãi bị thất sủng, nếu thật sự là như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này Vương Tử Quân làm cho đám cán bộ bên dưới tỏ ra cực kỳ cẩn thận, thế là xa lánh cả chính bản thân Trương Thu Mi. Sau đó không phải nàng sẽ là người cô đơn trong quan trường Nam Giang sao? Sau khi hội nghị thường ủy chấm dứt thì Trương Thu Mi nhanh chóng đi vào phòng của Lý Thự Huyên, mục đích của nàng chính là truyền đạt tâm tư không tốt đẹp gì của Vương Tử Quân. Nàng không tin dựa vào vị trí hiện tại của Lý Thự Huyên thì không ép được Vương Tử Quân. Lý Thự Huyên lại cảm thấy rất phiền với những lời của Trương Thu Mi, hắn biết rõ đại cục đã định, những lời của Trương Thu Mi bây giờ chỉ là trò cười mà thôi. Hắn chợt nhướng mày nói, trưởng phòng Trương, chuyện này chúng ta nói vài câu cho vui là được, trước khi tổ chức hội nghị thường ủy thì trưởng phòng Vương đã đến trưng cầu ý kiến của tôi rồi. Chủ tịch Lý cứ bận rộn, tôi còn có chuyện cần đi xử lý một chút. Trương Thu Mi thấy gương mặt của Lý Thự Huyên dần trở nên lạnh lùng thì tỏ ra cực kỳ bất mãn, nhưng như vậy thì thế nào? Thế cục hiện tại thì nàng cũng không thể nào công kích rồi đắc tội với Lý Thự Huyên được. Trương Thu Mi quay lại phòng làm việc của mình, gương mặt càng thêm âm trầm. Đám cấp dưới thấy gương mặt không tốt của lãnh đạo thì thành thật ở trong phòng làm việc của mình, không dám đến quấy rầy. Vương Tử Quân, tôi cũng không tin anh mãi bá đạo như vậy. Hừ hừ, Lý Thự Huyên bây giờ có thể nhịn được, thế nhưng tôi không tin chuyện này xảy ra vài lần mà anh ta còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Trương Thu Mi thầm oán hận, sau đó thuận tay cầm lấy một văn kiện. Chương 1474, một mình không phải là đối thủ, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Nam Giang là Lý Tịnh Ba đi vào. Lý Tịnh Ba nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Thu Mi, vẻ mặt hắn cực kỳ cung kính. Hắn đưa văn kiện trong tay cho Trương Thu Mi rồi nói, trưởng phòng Trương, đây là bài viết về việc tăng cường học tập lý luận chính trị của Chủ tịch Lý, chị xem có chỗ nào cần sửa chữa nữa không? Trương Thu Mi căn bản khá nể mặt phó giám đốc Lý Tịnh Bam, nàng cầm lấy bản thảo xem xét, sau đó cười nói, giám đốc Lý là một cán bút có năng lực mạnh của tỉnh Nam Giang, anh viết thứ gì thì tôi cũng rất yên tâm. Trưởng phòng, người khác khen thì tôi còn dám nói hai câu tự mãn, thế nhưng ngài khen lại làm tôi đổ cả mồ hôi. Người nào không biết những bài viết của ngài trước kia được đăng lên báo chí cấp quốc gia, ngài nói mà xem. Bài viết của tôi mà so với ngài thì không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Lý Tịnh Ba nói ra một câu căn bản làm cho Trương Thu Mi rất kiêu ngạo, lập tức làm cho Trương Thu Mi trở nên cực kỳ hớn hở. Nàng tiến đến vỗ vỗ lên vai của Lý Tịnh Ba, sau đó dùng giọng thấm thía nói, Phó Giám đốc Tịnh Ba, anh quá khiêm tốn rồi, đó là chuyện năm xưa mà thôi, bây giờ tôi cũng không thể nào làm được như vậy. Lúc này ngài đang nắm phương hướng công tác của khối tuyên truyền trong tỉnh. Những chuyện thế này cũng không cần ngài phải tự mình ra tay. Những lời nịnh hót của Lý Tịnh Ba làm cho tâm tư không vui của Trương Thu Mi tan thành mây khói, nàng chợt cười nói, làm rất tốt, tôi tin tưởng các đồng chí chịu khó công tác sẽ không bao giờ chịu thiệt. Sau khi Lý Tịnh Ba rời đi thì Trương Thu Mi bắt đầu suy xét về Nhật báo Nam Giang. Tuy bây giờ Lý Tịnh Ba chưa từng đề cập qua với nàng, thế nhưng nàng biết đối phương liên tục đến tìm mình báo cáo công tác là vấn đề gì. Anh Trịnh của Nhật báo Nam Giang trước đó là người dựa vào Chủ tịch Trử Vận Phong, căn bản không thèm quan tâm đến một người là lãnh đạo chủ quản như Trương Thu Mi. Bây giờ Chủ tịch Trử đã rời khỏi Nam Giang, nếu như đối phương còn vẫn như xưa, phải cho đối phương ăn quả đắng mới nhớ lâu. Khi Trương Thu Mi đang thầm suy tính thì điện thoại bên cạnh đổ chuông. Trương Thu Mi nhìn qua số điện thoại hiện trên màn hình mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng nở nụ cười nhận điện thoại nói, tôi là Trương Thu Mi, là Tiểu Triệu sao? Nhưng đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng cười cởi mở của Tiểu Triệu, lại là một giọng nói trầm thấp, chào trưởng phòng Thu Mi.
Sau khi nghe được giọng nói này thì nụ cười của Trương Thu Mi càng thêm sáng lạn, thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Trước kia vị lãnh đạo này nếu muốn liên lạc với mình thì đều cho Tiểu Triệu nghe máy, bây giờ làm sao vậy? Nhưng giọng nói của lãnh đạo vẫn rất thoải mái, căn bản làm cho người ta nghe vào và không có ý nghĩ gì khác. Trương Thu Mi chào hỏi lãnh đạo theo thói quen, nàng cố gắng giữ vững tinh thần. Nàng bức thiết muốn hiểu nguyên nhân vì sao lãnh đạo gọi điện thoại cho mình, nhưng nàng vẫn không dám cho ra biểu hiện quá vội vã. Dù sao thông qua những lời quan tâm hỏi han cũng có thể kéo gần quan hệ với lãnh đạo. Thu Mi, việc nhà tôi vẫn tốt đẹp, bây giờ chỉ công tác thế nào? Giọng nói của lão lãnh đạo vẫn có chút quan tâm. Công tác thế nào? Trương Thu Mi chợt kinh hoàng, nhưng ngay sau đó lại có chút thoải mái. Trước kia lãnh đạo ít khi nào hỏi về phương diện này, bây giờ chẳng lẽ mình có cơ hội tiến lên sao? Trương Thu Mi nghĩ đến đây mà cảm thấy cực kỳ kích động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, thông qua vài năm rèn luyện thì tôi tràn đầy tự tin với công tác hiện tại của mình. Thực tế Trương Thu Mi còn có một câu chưa nói, đó là hoàn toàn có thể tiếp nhận thêm trọng trách, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt những lời này xuống bụng. Dù sao thì lãnh đạo cũng chỉ thích những người khiêm tốn cẩn thận mà thôi. À, công tác tốt là được, tôi nghe nói Tiểu Phong nhà chị sắp tốt nghiệp đại học có phải không? Lão lãnh đạo dừng lại một lát rồi lại hỏi. À, Tiểu Phong đã tốt nghiệp, bây giờ đứa bé này không những đang bắt đầu sáng tạo sự nghiệp, còn tìm được bạn gái, cũng không biết khi nào thì kết hôn. Lão lãnh đạo, Tiểu Phong là đứa bé mà ngài nhìn nó lớn lên từ nhỏ, khi nó làm lễ kết hôn thì kính mong ngài bớt chút thời gian đến tham gia. Trương Thu Mi nói đến con của mình thì vẻ mặt có chút vui sướng. Tôi không những không tham gia nghi lễ kết hôn của Tiểu Phong, còn làm người chứng hôn, đây là năm xưa tôi đã hứa với Tiểu Phong, chị cũng đừng quên. Trương Thu Mi thấy lãnh đạo nể mặt mình như vậy, nàng cảm thấy suy đoán của mình có thể là đúng. Trương Thu Mi có chút kích động, nàng chợt cười vui vẻ nói, lão lãnh đạo, ngài có mặt sẽ làm cho hôn lễ của Tiểu Phong thêm viên mãn. Chỉ sau vài câu nói đã làm mật thiết mối quan hệ giữa hai người, Trương Thu Mi cầu tiến tuy luôn được lão lãnh đạo chú ý, thế nhưng nàng ít khi được trò chuyện vui vẻ với lãnh đạo như thế này. Thu Mi, con cái đã lớn rồi, chị cũng nên tính toán cho mình một chút. Lão lãnh đạo dùng giọng nói có vài phần không quá quan tâm lên tiếng. Trương Thu Mi nghe đến đây thì cảm thấy trái tim co bóp rất mạnh, nàng cười nói, lão lãnh đạo, ngài biết rồi đấy. Tôi cũng không có yêu cầu gì đặc thù ở phương diện này, thế nên tất cả đều nghe theo lời của ngài. Vậy thì chị lui xuống đi. Một giọng nói nhàn nhạt từ bên kia truyền đến, ngay sau đó lại nói tiếp, con cái đã sắp kết hôn, chị cũng nên tìm cho mình một vị trí an nhàn, tương lai cũng dễ dàng giúp đỡ con cái nuôi dạy cháu. Đúng vậy, tôi, Trương Thu Mi vừa nói được một nửa thì chợt tỉnh táo lại, nàng căn bản không thể tin được sắp xếp của lão lãnh đạo là cho mình lui ra. Sau khi áp chế những cảm giác kinh hãi như sóng dữ trong lòng, Trương Thu Mi nở nụ cười miễn cưỡng nói, lão lãnh đạo, tôi biết ngài quan tâm đến tôi, thế nhưng tôi căn bản là người không chịu ngồi yên. Nếu Tiểu Phong có con thì còn phải một thời gian nữa. Tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục công tác thêm một thời gian ngắn nữa. Đầu dây bên kia không nói thêm lời nào, thế nhưng bầu không khí trầm mặc lại làm cho Trương Thu Mi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng biết rõ vận mệnh của mình căn bản chỉ là một câu quyết định càn khôn của người đầu dây bên kia mà thôi. Tiểu Trương, tôi hiểu tâm tư của chị, thật lòng thì tôi cũng hy vọng chị có thể tiếp tục cho ra cống hiến với Nam Giang. Nhưng vài ngày trước các vị đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang đã đề cấp với thượng cấp về việc điều chỉnh ban ngành trong tỉnh, đã nhắc đến tác dụng của chị ở khối công tác mặt trận Tổ quốc. Chương 1474-2, mình không phải là đối thủ. Chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chị cũng biết rồi đấy, lúc này tuyến trên căn bản dựa trên nguyên tắc cực kỳ tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang với việc điều chỉnh ban ngành Nam Giang. Trước kia chị công tác khá tốt, nhưng bây giờ tình thế Nam Giang thay đổi bất ngờ, chị nên ra khỏi dòng nước xoáy để giữ lấy bản thân mình. Lão lãnh đạo nói khá nhiều nhưng Trương Thu Mi chỉ nhớ rõ một câu, đó là đồng chí chịu trách nhiệm chủ đạo ở tỉnh Nam Giang. Bây giờ chỉ có hai người tự xưng là người phụ trách chủ đạo ở Nam Giang, một là Diệp Thừa Dân, còn lại là Lý Thừa Huyên. Nhất định là Diệp Thừa Dân phản ánh với lãnh đạo tuyến trên, chỉ cần có được sự giúp đỡ của Lý Thừa Huyên thì mình biết đâu vẫn còn hy vọng.
Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng không phải đại biểu cho cả tỉnh Nam Giang. Lão lãnh đạo, tôi có chuyện cần hỏi ngài, đồng chí chịu trách nhiệm chủ yếu có phải là Diệp Thừa Dân hay không? Trước kia Trương Thu Mi chủ yếu gọi Diệp Thừa Dân là bí thư Diệp, nhưng bây giờ nàng cũng không còn nhiều tâm tư như vậy. Đầu dây bên kia không tiếp tục vang lên âm thanh nào, Trương Thu Mi cảm thấy mình giống như bắt được khúc gỗ cứu mạng, nàng càng vội vàng lên tiếng, lão lãnh đạo, nếu nói hai vị lãnh đạo chủ yếu ở Nam Giang, ngoài lãnh đạo đứng đầu thì còn có chủ tịch tỉnh. Ngài có thể nói các vị lãnh đạo ban tổ chức trung ương trưng cầu ý kiến của chủ tịch Lý, để xem anh ấy có tình nguyện cho tôi rời khỏi Nam Giang hay không. Trương Thu Mi tỏ thái độ rất kiên quyết, giọng điệu khẳng định, nàng tin tưởng Lý Thừa Huyên bây giờ sẽ không bao giờ cho nàng ngã ngựa. Tiểu Trương, chỉ nên phục tùng sắp xếp của tổ chức. Lão lãnh đạo, tôi không cam lòng, coi như tôi kính nhờ ngài, yêu cầu tổ chức xem xét ý kiến của chủ tịch Lý, dù sao chủ tịch Lý cũng là chủ tịch tỉnh Nam Giang. Khi tổ chức trưng cầu ý kiến thì Bí Thư Diệp và Chủ tịch Lý đều tỏ thái độ nhất trí, đồng ý chuyển rời vị trí của chị. Chủ tịch Lý sao? Trương Thu Mi chợt sinh ra cảm giác như tan vỡ. Vì sao? Mình luôn đi theo làm tùy tùng bày mưu tính kế cho Lý Thừa Huyên, người ta vì sao không lĩnh tình, còn muốn đá mình đi? Chẳng lẽ Chủ tịch Lý có khó khăn gì sao? Trương Thu Mi cảm thấy trái tim đập lên rối loạn. Khi nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu thì chợt nghe lão lãnh đạo thản nhiên nói, cần phải nghĩ thoáng một chút, ai cũng có lúc phải lui ra. Lão lãnh đạo, tôi có thể phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, nhưng tôi không thể nào ngờ mình luôn một lòng công tác vì Lý Thừa Huyên, vì sao anh ta lại vứt bỏ tôi như vậy? Trương Thu Mi hầu như không khống chế được tâm tình của mình, lúc này giọng nói của lão lãnh đạo càng thêm trầm thấp, Tiểu Trương, chỉ nên biết rằng, có đôi khi mình căn bản không quá quan trọng trong mắt người khác như chính mình tưởng tượng. Lão lãnh đạo nói xong những lời này thì cúp điện thoại, Trương Thu Mi cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng khuỵu xuống đất, sự thật này căn bản làm cho nàng cực kỳ khó tiếp thường ủy. Không biết bao lâu sau thì Trương Thu Mi mới thả lỏng được một chút, nàng rót cho mình một ly trà, sau đó xem xét từng câu từng chữ của lão lãnh đạo. Mình phải hỏi xem thế nào, Trương Thu Mi thì thào nói. Nàng đứng lên, sau đó lấy điện thoại của mình đi đến văn phòng của Lý Thừa Huyên. Chào trưởng phòng Trương, Triệu Thành Vân đang bận rộn thu dọn văn kiện, khi thấy Trương Thu Mi đi đến thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Trước kia Trương Thu Mi thấy Triệu Thành Vân thì luôn cười tủm tỉm trò chuyện vài câu, nhưng bây giờ nàng không có tâm tư này, nàng dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói chủ tịch có rảnh không? Chủ tịch đang tiếp điện thoại, tôi giúp ngài vào thông báo một tiếng. Triệu Thành Vân cũng không phát hiện ra sự khác thường của Trương Thu Mi, hắn vẫn lên tiếng như ngày thường. Trương Thu Mi khẽ gật đầu thế nhưng cũng không kiên nhẫn ở lại chờ như suy nghĩ của Triệu Thành Vân, lại đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Thừa Huyên. Khi thấy Trương Thu Mi có hành vi như vậy thì Triệu Thành Vân không khỏi đổ mồ hôi. Trương Thu Mi đi theo Lý Thừa Huyên đã khá lâu, nàng không thể vứt hết tất cả một cách nhanh chóng như vậy được. Mời vào, Lý Thừa Huyên nói vọng ra. Sau đó Trương Thu Mi đi vào trong phòng của Lý Thừa Huyên. Trước tiên cứ như vậy đi, Lý Thừa Huyên thấy Trương Thu Mi và Triệu Thành Vân đi vào, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Hắn nói một câu với đầu dây bên kia, sau đó cắt đứt điện thoại. Chủ tịch tỉnh tự nhiên cắt điện thoại làm cho tâm ý của Triệu Thành Vân càng thêm hoảng loạn, khi hắn chuẩn bị há miệng giải thích thì Lý Thừa Huyên khoát khoát tay áo, cho hắn chờ bên ngoài. Chủ tịch Lý, tôi lần này đến muốn hỏi ngài một câu, sau khi ngài trở thành quyền chủ tịch tỉnh, tôi có điều gì có lỗi với ngài sao? Trương Thu Mi cũng không ngồi xuống theo lời mời của Lý Thừa Huyên, nàng đưa mắt nhìn Lý Thừa Huyên rồi mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Lý Thừa Huyên đi ra khỏi bàn làm việc của mình, hắn nhìn bộ dạng sẵn giọng của Trương Thu Mi, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, trưởng phòng Trương, quan hệ phối hợp giữa hai ta là rất tốt. Nếu như ngài cảm thấy tôi và ngài phối hợp rất tốt, vậy ngài có thể nói cho tôi biết, vì sao khi lãnh đạo thượng cấp trưng cầu ý kiến của ngài, khi đó ngài lại đẩy tôi sang khối mặt trận Tổ quốc? Giọng nói của Trương Thu Mi chợt cao vút lên. Lúc này tất cả uất ức của Trương Thu Mi giống như được phát tiết, nàng nhìn Lý Thừa Huyên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Lý Thừa Huyên cũng không trả lời ngay câu hỏi của Trương Thu Mi, hắn rót cho nàng một ly trà, đặt lên mặt bàn rồi nói, Thu Mi, tôi hiểu tâm tình của chị. Chị ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói.
Tôi không có thời gian để mà từ từ nói chuyện, tôi bây giờ muốn biết đáp án. Được, nếu chị đã nhất định phải biết, tôi sẽ nói rõ cho chị. Giọng điệu của Lý Thử Uyên vốn rất bình tĩnh, bây giờ chợt trở nên trầm thấp, tôi sở dĩ đồng ý cho chị đi sang khối mặt trận Tổ quốc, là vì chị chọn sai đối thủ. Bây giờ ban ngành Nam Giang cần đoàn kết, cần ổn định, chị chính là một nhân tố không ổn định trong ban ngành hiện tại. Là nhân tố không ổn định trong ban ngành, mặc dù trước khi đến thì Trương Thu Mi đã có đáp án, thế nhưng lúc này nghe thấy Lý Thử Uyên nói ra như vậy thì vẫn có chút đau lòng. Lý Thử Uyên không nói đến người nào nhưng Trương Thu Mi lại hiểu rõ ràng, Trần Hồng Lỗi sở dĩ đồng ý điều này cũng là vì người kia, cũng vì mình có ý kiến với người kia mà bị đẩy đi, bị vứt bỏ. Thật ra những gì mà Lý Thử Uyên nói ra chủ yếu là che giấu mà thôi, ý nghĩa thật sự của nó chỉ có một, đó là Trương Thu Mi chỉ chọn sai đối thủ. Như vậy Trương Thu Mi sao có thể thắng được? Trương Thu Mi nghĩ đến kết quả mà không khỏi sinh ra cảm giác như bay hơi lên trời. Nàng cảm thấy những gì mình đã làm trước đó chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chương 1475, một ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Thành phố Đông Hồng mùa đông này khá ấm, căn bản chưa từng thấy tình huống tuyết rơi trắng mặt đất. Vương Tử Quân cầm thùng nước trong tay tưới cho một cây hoa bốn mùa xanh tốt bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vầng thái dương đang tỏa hào quang bên ngoài. Mặc dù mỗi ngày mặt trời đều lên cao sáng rực thế nhưng khi con người ta có tâm cảnh bất đồng thì căn bản vẫn sinh ra những tâm tình không quá tương đồng. Vương Tử Quân không còn ở lại thành phố Đông Hồng này quá lâu nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Trạch Viễn trước đó hai ngày mà không khỏi cảm thấy tâm tình cực kỳ cảm khái. Mặc dù hắn biết mình rời khỏi Nam Giang là kết cục đã định, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút không muốn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân buông thùng nước ra nói mời vào, đúng lúc gặp Đoạn Văn Đống mặc một bộ đồng phục đi vào. Đoạn Văn Đống xem như là người đầu tiên hăng hái tiến lên con thuyền của Vương Tử Quân sau khi đi đến Nam Giang, quan hệ giữa hai người tất nhiên không giống bình thường. Cục trưởng Văn Đống, anh đến sớm hơn 10 phút đấy nhé. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi cười nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống xoa xoa hai tay rồi cười nói, tôi đến báo cáo công tác với trưởng phòng. Nếu đến chậm thì làm gì đến lượt. Tôi vừa hỏi Giang Vĩ xem có ai trong phòng ngài không, thế là đi vào ngay. Dù Giang Vĩ đi theo Đoạn Văn Đống vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nghe hai người đối thoại với nhau, hắn tự nhủ rằng trong Nam Giang người có thể tùy ý trò chuyện cùng với trưởng phòng Vương như vậy chỉ có một mà thôi. Có một lần hắn vô tình được thấy tình huống Đoạn Văn Đống báo cáo công tác cho Diệp Thừa Dân, giọng nói của cục trưởng Đoạn thật sự như sấm bên tai. Anh ngồi đi, Vương Tử Quân vung tay cho Đoạn Văn Đống ngồi xuống ghế salon, sau đó cười nói, nghe nói cục trưởng Đoạn tiến lên thì giống như một mồi lửa làm cho bí thư Chu nóng lòng như lửa đốt, có cảm nhận không tốt, có phải không? Đoạn Văn Đống nhanh chóng nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói, trưởng phòng, tôi đây chỉ là chỉnh đốn đội ngũ của cục công an, sửa chữa những người và những việc không đúng, không ngờ lại nổi gió lên đầu bí thư Chu. Vậy anh cũng không nên nói những lời đả kích. Anh cũng không còn nhỏ nữa, sao lại làm ra những việc xúc động như vậy? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, nói phải mềm, làm phải cứng, đây mới là tâm cảnh cao. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân cũng không nổi giận thì dùng giọng chê cười nói, trưởng phòng, khi đó tôi có chút hồ đồ, nhưng tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Chưa nói đến phương diện say rượu lái xe, còn húc vào người ta, đánh người ta, nếu không cho hắn ta một bài học. Tôi làm cục trưởng cục công an sao có thể phù hợp với chức vụ được? Vương Tử Quân cười cười nói, à, chuyện này anh làm không sai, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, nên chú ý phương pháp làm việc của mình. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Trước khi Đoạn Văn Đống đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì đã chuẩn bị kỹ những lời tiếp nhận dạy bảo. Lúc này thấy Vương Tử Quân chỉ nói hời hợt vài câu, thế là không khỏi cảm thấy rất sảng khoái. Trưởng phòng Vương. Anh xem tôi có nên đến nhận kiểm điểm với bí thư Chu không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Đoạn Văn Đống, hắn giống như muốn xem đối phương có được bao nhiêu thành ý. Ánh mắt của hắn tuy không quá nghiêm khắc nhưng cũng không khỏi làm cho Đoạn Văn Đống đổ mồ hôi. Sau này anh nên xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn với bí thư Chu, như vậy mới có thể tìm được sự giúp đỡ của anh ấy. Sau khi sự việc phát sinh thì Chu Tín Liên có đến phòng làm việc của Vương Tử Quân một chuyến. Tất nhiên cũng không phải tố cáo Đoạn Văn Đống, chỉ là đến kiểm điểm.
chủ yếu là hắn không nghiêm với cấp dưới, để cho không ít người xảy ra chuyện thì lấy hắn làm cờ hiệu, nếu không phải Đoạn Văn Đống chấp pháp nghiêm minh, chỉ sợ hắn cũng không thể nào làm xong việc. Chu Tín Liên là bí thư ủy ban tư pháp, hắn có biểu hiện như vậy rõ ràng tỏ ra yếu thế hơn Đoạn Văn Đống. Vương Tử Quân biết rõ đạo lý người kính ta một thước ta kính người một trượng, thế nên hắn đặc biệt gọi Đoạn Văn Đống đến, để yêu cầu sau này công tác nên tôn trọng ý kiến của bí thư ủy ban tư pháp Chu Tín Liên. Đoạn Văn Đống tất nhiên không dám làm chậm trễ yêu cầu của Vương Tử Quân. Hắn cũng biết lúc này sở dĩ mình ngồi yên ổn như núi Thái Sơn trên vị trí cục trưởng cục công an tỉnh cũng là vì có một cây đại thụ cao lớn là Vương Tử Quân bao phủ. Nếu như không có nguyên nhân này, Đoạn Văn Đống đắc tội với bí thư ủy ban tư pháp mới nhận chức là Chu Tín Liên, với tính cách của Chu Tín Liên, căn bản không bao giờ đến nhận sai lầm với trưởng phòng Vương. Mong trưởng phòng yên tâm, sau này tôi sẽ tôn trọng bí thư Chu. Đoạn Văn Đống tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn. Hắn thuận tiện hỏi thêm vài hạng mục công tác gần đây của Cục Công an tỉnh. Đoạn Văn Đống tuy trả lời từng câu hỏi, thế nhưng tâm tư cũng không ở trên phương diện này, thế nên cảm thấy tâm tình như bị mèo cào. Trưởng phòng Vương, ngài có phải sẽ rời Nam Giang không? Cuối cùng Đoạn Văn Đống vẫn phải mở miệng hỏi. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt đỏ rực của Đoạn Văn Đống, hắn cười cười nói, anh cảm thấy tôi còn được ở lại Nam Giang sao? Đoạn Văn Đống có chút chần chờ. Hắn là cấp dưới đáng tin của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên không hy vọng trưởng phòng Vương sẽ rời khỏi Nam Giang. Dù sao thì hắn vẫn còn ở lại Nam Giang, đối với hắn và những người thuộc phe cánh của Vương Tử Quân ở Nam Giang, sự ra đi của trưởng phòng Vương sẽ là một đòn chí mạng. Mặc dù bây giờ còn chưa có chút manh mối, thế nhưng mỗi triều đại có một triều thần riêng, đây là điều khó thể chối cãi trong quan trường. Trưởng phòng Vương bây giờ là người có uy vọng cao ở Nam Giang. Quyền lực cũng cao vời, căn bản được người ta coi là thế lực thứ ba với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên. Hơn nữa uy danh của Vương Tử Quân còn cao hơn cả Lý Thừa Uyên. Đoạn Văn Đống tin tưởng sau này cho dù Vương Tử Quân rời đi thì cũng không có người làm khó bọn họ, nhưng đối với bản thân hắn thì mất đi cây đại thụ che chở xu lưng sẽ căn bản là điều cần phải lo lắng. Nhưng trưởng phòng Vương có thể ở lại Nam Giang sao? Đoạn Văn Đống nghĩ vậy mà thầm cười khổ. Tuy hắn cảm thấy tình hình Nam Giang bây giờ là rất tốt, thế nhưng trong mắt người ngoài hoặc thượng cấp thì tình hình bây giờ không biết còn tồn tại được bao lâu. Chỉ có một cách để giữ trưởng phòng Vương ở lại Nam Giang, đó là di rời một trong hai người là Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, để cho Vương Tử Quân tiến lên vị trí của bọn họ. Vị trí của Diệp Thừa Dân là rất cao, dù là đám người Đoạn Văn Đống có ý nghĩ này thì ít nhất cũng phải tôn trọng sự thật. Lý Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh. Còn phải được hội nghị của Hội đồng Nhân dân cho ra biểu quyết, thế nên không cần nghĩ đến chuyện điều động Lý Thừa Uyên. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm mặc của Đoạn Văn Đống, hắn nào không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thế là hắn vỗ vai Đoạn Văn Đống rồi cười nói, dù là sắt đá cũng bị nước bào mòn, sau khi tôi rời đi thì anh cũng nên chú ý công tác của mình một chút là được. Bí thư Đậu, Chủ tịch Lỗ và Chủ tịch Trình rất tán thưởng công tác của anh, sẽ không để anh là người bị hại. Chương 1475, hai ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Trưởng phòng Vương, tôi biết các vị lãnh đạo tán thưởng công tác của tôi, nhưng ngài đi làm tôi cảm thấy không nỡ. Đoạn Văn Đống nói lời này cũng không phải là nịnh nọt, căn bản là sự cảm thụ của mình. Tuy sau khi Vương Tử Quân đi thì Phó Bí Thư Đậu Minh Đường, có cả Lỗ Kính Tu đã tiến lên làm Phó Chủ tịch Thường vụ. Hơn nữa còn có trưởng phòng tuyên truyền kiêm phó chủ tịch tỉnh Trình Viên Lệ là người che chở, là một lực lượng khó thể coi thường, nhưng trong cảm giác của hắn thì không trưởng phòng Vương ở lại Nam Giang sẽ khó thể yên tâm. Vương Tử Quân chuẩn bị an ủi Đoạn Văn Đống một chút, đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Hắn nhìn qua số điện thoại gọi đến, sau đó nghe máy, chào trưởng phòng Trình, chị gọi điện thoại có chỉ thị gì không? Ôi, cũng không dám có chỉ thị gì. Tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, xem tối nay anh có rảnh không? Có vài người thân thích của tôi từ quê lên, có đưa cho tôi một đùi lợn rừng, tôi chuẩn bị chỗ tài nấu nướng một chút, như vậy tôi và anh cũng dễ dàng trò chuyện hơn. Trình Viên Lệ cười cười, giọng điệu tràn đầy thân cận. Quan chức cao thì cảm thấy việc xã giao là chịu tội, điều này Trình Viên Lệ hiểu rõ ràng, nàng không mời Vương Tử Quân đến nơi xa hoa lãng phí, lại sử dụng phương pháp ngược lại. Mời Vương Tử Quân đến nhà mình.
Nàng muốn dùng biện pháp tự xuống bếp làm cơm để biểu đạt sự mang ơn với Vương Tử Quân, cũng biểu hiện tấm lòng của mình. Tốt quá, Chủ tịch Trình cũng biết rõ tôi là người tham ăn, bây giờ được ăn thế này thì làm sao tôi bỏ qua được. Nhưng này chị Trình, chỉ cần phải để người nhà chuẩn bị một bình rượu, có cục trưởng Văn Đống ở đây, có câu người đến sẽ có phần, chúng ta cũng nên giúp cho anh ấy đỡ thèm mới được. Cục trưởng Văn Đống đang ở chỗ anh sao? Như vậy thì tốt quá, trưởng phòng đúng là tri kỷ của tôi, tiết kiệm cả tiền điện thoại của tôi, ngài nói một lời với cục trưởng Văn Đống, tôi cũng đỡ phải gọi thêm một cuộc điện thoại. Trình Viên Lệ lên tiếng, biểu hiện khéo đưa đẩy. Được, tôi sẽ thông báo với anh ấy. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, sau đó nhìn Đoạn Văn Đống rồi nói, xem như anh có lộc ăn, hôm nay trưởng phòng Trình tự mình xuống bếp nấu nướng, xem như được ăn món ngon rồi. Đến khi đó tôi sẽ uống với trưởng phòng vài ly. Đoạn Văn Đống căn bản rất coi trọng cơ hội lần này, dù sao hắn cũng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc một mình với Vương Tử Quân. Khoảng thời gian gần đây có thể nói Vương Tử Quân là người bận rộn nhất trong số các thường ủy Nam Giang, phương diện nhân sự đang được tiến hành đâu vào đấy, cải cách nhân sự cũng đang được đẩy mạnh, hai hạng mục công tác này đều khó thể nào làm một lần là xong. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân không có sắp xếp gì khác thì nói lời cáo từ bỏ đi. Khi hắn rời đi, một ngày công tác mới lại bắt đầu, có nhiều người đang chờ bên ngoài, bọn họ dựa theo trình tự để đi vào báo cáo công tác với trưởng phòng Vương. Sau khi xử lý xong những hạng mục công tác của mình, Vương Tử Quân cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này cải cách nhân sự ở Nam Giang đang đi vào giai đoạn mấu chốt, hắn thật sự không muốn rời đi. Thế nhưng lúc này nếu hắn không đi thì có nhiều người không được tự nhiên. Đèn đường vừa lên thì Vương Tử Quân đi đến nhà Trình Viên Lệ đúng giờ hẹn. Lúc này nhà của Trình Viên Lệ đã có đầy khách quý, chẳng những tiếp nhận Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống còn có Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lỗ Kính Tu và chồng Trình Viên Lệ. Trình Viên Lệ tuy đã là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy thế nhưng vẫn không rời gia đình vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Cũng không phải là nàng không muốn chuyển vào. Vì đó là biểu tượng cho thân phận và đãi ngộ, là chuyện mà nàng đã từng thiết tha mơ ước. Nhưng bây giờ trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy không còn chỗ trống, Trương Thu Mi tuy trở thành phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, thế nhưng người này cũng không nhường nhà. Mặc dù lãnh đạo cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh đã nói lời xin lỗi với Trình Viên Lệ, hơn nữa còn dùng giọng sắt son đảm bảo một thời gian sau sẽ có nhà cho trưởng phòng Trình, cũng nói sẽ cưỡng chế Trương Thu Mi rời đi. Thế nhưng Trình Viên Lệ lại từ chối điều này. Trương Thu Mi là người vừa bị đổi chỗ, trong lòng không quá thoải mái, mọi người còn đang ở trong thể chế, nếu có bất kỳ hành vi gì cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác bị cho ra rìa. Nếu như mình ép quá chặt, như vậy chỉ sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nếu có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ làm cho người ta có đề tài bàn tán say sưa. Trương Thu Mi không đi. Chính mình khoan hồng độ lượng sẽ làm cho người ta cảm thấy hai bên không quá đối lập, hơn nữa còn vô tình gia tăng vẻ đẹp về khí độ của mình. Vương Tử Quân thầm cảm thán vì sự rộng lượng của Trình Viên Lệ, vì Trình Viên Lệ căn bản trưởng thành trong chính trị hơn Trương Thu Mi, hành động lần này nhìn như có vẻ lùi một bước, thế nhưng thật ra lại là lấy lùi làm tiến, xử lý vấn đề cực kỳ đúng chỗ. Sau đó Vương Tử Quân sẽ rời đi, kết quả này là đương nhiên. Khi đó Chủ tịch Trình sẽ đưa cả nhà đến biệt thự số 7. Hắn nói rõ điều này với Trình Viên Lệ, mà Trình Viên Lệ cũng vui vẻ nhận lời, còn nói nhà của trưởng phòng Vương là địa điểm cắt tường. Trưởng phòng Vương, thịt đã được nấu nướng xong, chỉ chờ ngài đến mở tiệc. Lý Thừa Sướng là chồng của Trình Viên Lệ, hắn hiểu rõ vợ mình sở dĩ được tiến lên cũng là vì sự giúp đỡ to lớn của trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân bắt tay Lý Thừa Sướng rồi nói. Hôm nay tôi nhận được lời mời của chị Trình, tôi căn bản không còn tâm tư công tác, lúc nào cũng nghĩ đến món thịt nhà anh. Khi hai người trò chuyện với nhau, Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân cẩn thận đặt chai rượu lên bàn. Trưởng phòng Vương, Bí thư Đậu vốn cũng muốn đến, thế nhưng lại bị Bí thư Diệp gọi đi tham gia tiếp đãi một tổ công tác của Trung ương. Nếu như có thể kết thúc sớm thì anh ấy sẽ chạy đến. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Lỗ Kính Tu nở nụ cười nói. Nói về phương diện sắp xếp thì bây giờ Lỗ Kính Tu còn vượt qua cả Vương Tử Quân, nhưng hắn biết rõ vị trí của mình, cũng biết vị trí của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Lúc này chỉ là thời kỳ quá độ của Vương Tử Quân, nếu rời khỏi nơi này sẽ là chim ưng cất cánh, lên như diều gặp gió.
Vì vậy hắn luôn nắm thái độ cực kỳ cung kính cẩn thận với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, vậy chúng ta ăn nhiều một chút, nếu không Bí Thư Đậu đến thì mọi người sẽ khó thể nào triển khai chiến đấu được. Mọi người đều là những nhân vật đỉnh cấp trong Nam Giang, mặc dù về nhà dùng cơm thế nhưng cũng không tự chủ được phải động đến chuyện công tác. Lúc này hai người có vị trí cao nhất trong nhà Trình Viên Lệ chính là Vương Tử Quân và Lỗ Kính Thu, vì vậy chủ đề xoay quanh hai người này. Chủ tịch Lỗ, gần đây phía ủy ban tỉnh đang đẩy mạnh nhiều công tác. Tôi đọc báo hôm qua nghe nói thành phố Đông Hồng và Lâm Hồ đang chuẩn bị xây dựng một con đường cao tốc để thuận lợi liên kết kinh tế có phải không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói với Lỗ Kính Thu. Lỗ Kính Thu vặn hai bàn tay của mình rồi cười khổ nói, trưởng phòng Vương, cũng không gạt được ngài, chủ tịch Lý cực kỳ coi trọng phương diện phát triển kinh tế, chuẩn bị mượn cơ hội cuối năm để đẩy mạnh vài hạng mục, xúc tiến thời đại phát triển kinh tế mới của tỉnh Nam Giang. Anh nhìn tôi mà xem, bây giờ bận rộn đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc. Hôm nay tôi vốn còn có một sắp xếp tiếp đãi, thế nhưng tôi đẩy cho người khác, vì nếu cứ mãi chạy qua chạy lại như vậy thì thật sự không chịu được. Lỗ Kính Thu mặc dù nói có chút khoa trương thế nhưng nhìn vẻ mặt cũng thật sự là mỏi mệt khó chịu đựng nổi. Gần đây Lý Thừa Uyên đặt tất cả lên trọng điểm phát triển kinh tế, Lỗ Kính Thu là phó chủ tịch chủ khảo kinh tế tài chính, tất nhiên càng không có thời gian rảnh. Công tác nên kết hợp với nghỉ ngơi, kính mong chủ tịch Kính Thu chú ý một chút, nên nghỉ ngơi thì cũng đừng qua loa đại khái. Vương Tử Quân mở miệng tiến hành an ủi Lỗ Kính Thu, thế nhưng hắn vẫn rất tán thưởng công tác của đối phương trong thời gian qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.